Cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng gia đình cô bỗng chốc phá sản chỉ sau một đêm. Mẹ cô gọi điện thoại thông báo đừng về nhà, nhưng biết tin gia đình gặp chuyện cô nào có thể để mẹ một mình. Vừa mở cửa, Sun Ju đã trông thấy một đám người làm loạn trong nhà mình. Thấy cô trở về, bọn họ lập tức sỉ nhục hai mẹ con, sau đó lấy đi tất cả đồ đạc đáng giá trong nhà. Bởi vì hai mẹ con trước giờ chỉ biết tiêu tiền, nên không biết rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì. Nay bố đã vào tù, hai mẹ con chỉ đành thuê tạm một căn phòng chật hẹp để ở. Nhưng người mẹ đã quen với lối sống xa xỉ, sao có thể cam chịu cuộc sống vất vả này. Thế là bà cầu xin con gái tìm tới bạn bè giàu có của cô để vay tiền. Nhưng Sun Ju không muốn để mọi người biết chuyện gia đình mình đã phá sản. Buổi tối, cha El và Sun Ju cùng nhau đi ăn. Nhìn dáng vẻ đầy tâm sự và không có hứng thú ăn uống của cô, cha El còn tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị, chuẩn bị dẫn cô đi ăn ở nhà hàng khác. Bỗng hai người nghe thấy tiếng cảnh báo bên ngoài. Sun Ju tưởng có ai đó không cẩn thận đã đụng vào xe. Sau khi bọn họ ra ngoài mới phát hiện chủ nợ đã tiến tới tận nơi. Sun Ju không ngờ vào lúc mình thảm hại nhất lại bị bạn trai trông thấy. Cô chỉ đành bất lực đưa chìa khóa xe cho bà ta, vốn định giữ sự tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người đàn ông mình yêu. Nhưng chuyện đã tới nước này, cô cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Lúc này Sun Ju không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cô dựa vào vai cha El bật khóc khiến anh hoang mang. Anh không biết nên đặt tay lên đâu. Khi Sun Ju ngẩng đầu nhìn cha El, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sun Ju chậm chậm nhắm mắt muốn hôn người đàn ông mà mình đã luôn yêu thầm suốt bao năm. Nhưng cha El lại bất ngờ đứng dậy, bởi vì anh chỉ luôn coi cô là bạn. Sun Ju sau khi bị từ chối đã đi nhậu say khướt, trùng hợp lại bị Chê Súc trông thấy. Thấy dáng vẻ say khướt của cô, anh chỉ đành đưa cô về khách sạn. Thì ra Chê Súc vẫn luôn thích thầm Sun Ju, nhưng thiên kim tiểu thư sao có thể thích một anh chàng nhà nghèo như anh. Khi Chê Súc chuẩn bị rời đi, Sun Ju bỗng ngồi dậy gọi anh lại, hỏi anh còn thích cô không, còn thích thì đừng đi. Cảnh tiếp theo có lẽ là cảnh được mong chờ nhất, nhưng đạo diễn không cho chúng ta xem đâu. Sáng sớm thức dậy, Chê Súc trông thấy dòng tin nhắn Sun Ju để lại cho mình, hy vọng anh hãy quên chuyện tối qua. Cũng biết bản thân không xứng với Sun Ju, nhưng duyên phận luôn là thứ thần kỳ như vậy. Một tháng sau, Sun Ju kinh ngạc phát hiện mình đã có thai. Anh chàng nhà nghèo bị cô gái cướp mất lần đầu, nhưng cô gái lại không muốn chịu trách nhiệm với anh. Trước khi đi đã để lại cho anh dòng tin nhắn kêu anh hãy coi tối qua chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Chê Súc thích Sun Ju đã lâu, nhưng do tự ti về hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên anh không dám với cao. Nhưng không ngờ gia đình Sun Ju đã phá sản, thậm chí cô còn sống cùng khu với anh. Không lâu sau, Sun Ju ngồi ăn cơm cùng mẹ, cô bỗng cảm thấy buồn nôn. Mẹ cô còn nói ai không biết còn tưởng cô có thai đó. Lời vừa nói ra, hai mẹ con lập tức đứng hình ngước lên nhìn nhau. Lúc này người mẹ cũng phản ứng lại, bà không dám tin con gái lại làm ra chuyện này. Hai mẹ con cũng vì vậy mà cãi nhau. Hôm sau, Sun Ju tới phòng khám sau khi bác sĩ kiểm tra xác nhận là cô đã mang thai. Tin tức bất ngờ này khiến Sun Ju không biết phải làm sao, bởi cô không thích người đàn ông đó. Vậy nên cô đã quyết định bỏ đứa bé sau đó. Vứt báo cáo xét nghiệm ở nhà vệ sinh, trùng hợp Song Hy lại vô tình nhặt được. Cô nghĩ do Sun Ju không cẩn thận làm rơi nên cô chạy đuổi theo, nhưng Sun Ju lại không thừa nhận. Vô tình lại chạm mặt bố đứa bé ở đây, nhìn thấy Chê Súc, Sun Ju hoảng loạn bỏ đi. Chê Súc vội lấy báo cáo trong tay em gái, trông thấy tên của Sun Ju, anh liền biết đứa bé này là của mình. Sau đó anh liền đuổi theo kéo cô lại nói chuyện. Nhìn báo cáo xét nghiệm trong tay Chê Súc, Sun Ju chỉ đành thừa nhận đứa bé này thực sự là con của anh, nhưng cô lại không muốn dây dưa với một anh chàng nghèo không có tương lai. Nghe vậy, Chê Súc vội nói mình đã thông qua kỳ thi tư pháp, hiện tại đã đủ khả năng chăm sóc cô và đứa bé. Anh hứa cả đời này sẽ đối xử tốt với cô, nhưng Sun Ju vẫn đẩy anh ra, bởi vì người cô yêu là cha El. Về tới nhà, người mẹ liên tục chất vấn bố đứa bé rốt cuộc là ai, nhưng Sun Ju lại không muốn mẹ nhúng tay vào chuyện này. Dưới sự chất vấn liên tục của mẹ, cô chỉ đành nói ra chuyện đối phương muốn giữ đứa bé lại. Thấy bố đứa bé có trách nhiệm như vậy, người mẹ cảm thấy rất hài lòng. Với hoàn cảnh hiện tại của bọn họ có thể tìm được một người đàn ông tốt, như vậy là một chuyện đáng mừng. Nhưng Sun Ju vẫn muốn xác nhận lại, cô muốn biết cha El có thích mình hay không. Cuối cùng thứ cô nhận lại vẫn là lời từ chối. Sun Ju hoàn toàn thất vọng nên cô đã quyết định kết hôn với Chê Súc. Vì đứa bé trong bụng, Sun Ju lần đầu tới nhà chồng đã khinh thường ra mặt. Vừa bước vào phòng liền bịt mũi chê hôi. Nhìn những món đồ cũ kỹ bày biện trong phòng, cô không dám tin bản thân lại rơi vào bước đường này. Bà nội trông thấy cháu dâu thì vô cùng yêu thích. Nhận được lời khen của bà nội, Sun Ju chỉ cười gượng rồi cho qua. Biết tin cháu dâu đã mang thai, bà nội cảm động rơi nước mắt. Bà không ngờ bản thân trước khi chết vẫn kịp chứng kiến chất của mình chào đời. Thấy bà vui như vậy, Chê Súc cũng rất hạnh phúc. Song Hy sau khi tan học, cô vội đạp xe về nhà xem chị dâu, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Chuyện vui là Song Hy sắp được làm cô, cả nhà đều mừng rỡ về chuyện của anh trai. Không những thế, Chê Súc lại còn vay tiền mua nhà mới. Nhưng mẹ vợ trông thấy căn nhà liền bĩu môi chê nó quá nhỏ, đúng là mẹ nào con đấy. Chê Súc nghe xong ngượng ngùng nói đợi đến khi có tiền sẽ đổi cho Sun Ju căn nhà mới rộng rãi hơn. Lúc này đồng nghiệp liên tục gọi điện thoại đến. Vì công ty có việc gấp nên anh đã xin phép về trước. Người mẹ tưởng sẽ có thể vực dậy nhờ con rể, ai ngờ cơ hội đổi đời còn khó hơn lên trời. Nhưng điểm cộng duy nhất là Chê Súc,
không có bố mẹ nên con gái không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu giống mình. Sau khi về nhà, bà thắc mắc hỏi con gái về hoàn cảnh gia đình chồng, nhưng Xuân Du lại không có tâm trạng nhắc tới chuyện này. Hôm nay Chê xúc định về nhà tổ chức sinh nhật cho bà, bởi vì em gái còn chưa được nhìn thấy chị dâu nên anh muốn dẫn vợ cùng về, nhưng Xuân Du lại không muốn tới căn nhà vừa bẩn vừa hẹp đó. Biết tin con rể sắp về quê, mẹ vợ liền cướp mất chìa khóa xe, nói mình chuẩn bị đi tụ tập với bạn bè. Biết rõ đường xá xa xôi nhưng bà ta vẫn không có ý định trả xe cho anh, Chê Xúc đành bất lực nói mình ngồi xe buýt là được. Sau khi đón sinh nhật của bà nội, Chê Xúc ngồi lại nói chuyện với em gái. Biết em gái muốn thi vào ngành thiết kế thời trang, Chê Xúc hứa sau này nhất định sẽ mua cho cô máy may loại tốt nhất. Lúc này mẹ vợ bỗng gọi điện thoại tới nói Xuân Du đang đau bụng và có thể sẽ sinh sớm nên kêu anh mau về nhà. Nhưng lúc này đã không còn xe về thành phố, không những thế trời còn đổ mưa tầm tã, bên này thì mẹ vợ liên tục thúc giục. Trong tình thế nguy cấp, Chê Xúc chỉ đành liều mạng đứng giữa đường chặn xe qua. Xuân Du vừa sinh con xong lại không thấy chồng đâu, người mẹ tức giận kêu con gái mau gọi điện cho chồng, nhưng người nghe máy lại là cảnh sát. Cảnh sát thông báo với cô rằng Chê Xúc gặp tai nạn giao thông đã chết. Vừa nãy Chê Xúc nhận được cuộc điện thoại của mẹ vợ thông báo là vợ của anh sinh non, nhưng lúc đó đã là nửa đêm cộng với mưa to gió lớn nên không có chiếc xe nào về thành phố. Lúc này một chiếc xe đi tới, trong tình hình nguy cấp Chê Xúc chỉ đành đứng ra vẫy xe. Do tốc độ quá nhanh khiến tài xế không kịp dừng lại, cứ như vậy Chê Xúc không may bị đâm trúng. Mà người lái xe lại là anh trai của cha El, thấy anh trai đụng trúng người, cha El xuống xe kiểm tra. Trước khi chết, cha El không ngừng gọi tên con trai sắp chào đời. Cha El thấy vậy vội kêu anh trai báo cảnh sát, nhưng anh trai lại sợ hãi gọi cho mẹ. Người mẹ hỏi xung quanh đó có camera giám sát không, nhưng lúc này trời đang mưa tầm tã nên không thể nhìn rõ. Người mẹ dặn bọn họ tuyệt đối không được báo cảnh sát. Cha El vội cướp lấy điện thoại hỏi và tại sao lại phải làm vậy, thì ra bố hai anh em đang tranh cử vậy nên tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, nhưng cho dù là vậy cũng không thể gây tai nạn rồi bỏ chạy. Bà nuôi dưỡng cậu suốt bao năm nay, cậu lại dám lấy oán báo ân, nhưng cha El không thể lặng lẽ rời đi như vậy được. Khi anh chạy về xe lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho cảnh sát liền bị anh trai đánh ngất. Bên này em gái liên tục gọi điện thoại cho Chê Xúc, nhưng không ngờ anh trai đã xảy ra tai nạn. Khi bà nội biết tin cháu trai qua đời, bà đau lòng lập tức ngất đi. Sau một hồi cấp cứu, bà nội cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trong một đêm song hy liên tiếp mất đi hai người thân yêu. Bên này cha El sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở về nhà, anh lập tức bật dậy chuẩn bị đi đầu thú. Người mẹ thấy vậy chỉ đành dùng cái chết để uy hiếp con trai. Thì ra bố cha El mất sớm, anh được chú thím nuôi dưỡng từ bé, nhưng tài sản chú thím có được tới nay đều là của bố cha El để lại, vậy nên người chú mới muốn nuôi dưỡng cha El, sau này sẽ giao lại công ty cho anh quản lý. Nhưng người thím lại là kẻ tham lam ích kỷ, luôn lo sợ cha El sẽ cướp đi tài sản gia đình mình. Nay con trai lại gây ra chuyện lớn như vậy, bà ta đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để che đậy tội lỗi của con trai. Cha El nói bà sẽ phải hối hận cả đời về quyết định này. Bên này Xuân Du vốn đã không muốn giữ lại đứa bé, sau khi chồng mất cô ta còn chẳng thèm liếc nhìn đứa bé lấy một cái, cuối cùng lén đem đứa bé bỏ lại nhà nội. Người mẹ này thực sự nhẫn tâm, sau khi chồng qua đời, Xuân Du sợ đứa bé sẽ trở thành gánh nặng của mình nên đã đem con bỏ lại nhà nội. Song Hy sau khi mất đi người thân vừa trở về nhà phát hiện trong nhà có một đứa bé, thì vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn mảnh giấy ghi tên đứa bé được chị dâu để lại, cô mới biết đây là gốc nhục của anh trai. Nhưng Song Hy chưa từng gặp chị dâu, vậy nên không có cách thức liên lạc với đối phương. Bất lực, cô chỉ có thể lấy điện thoại anh trai còn sống để lại tìm kiếm số điện thoại của chị dâu, nhưng người phụ nữ nhẫn tâm đó đã khóa máy. Ôm đứa trẻ trong tay, Song Hy hoang mang không biết phải làm sao, chỉ đành gửi tin nhắn thoại cho chị dâu, nghe lời nhắn của em chồng Xuân Du. Mới biết chuyện bà nội sau khi biết tin cháu trai xảy ra tai nạn đã qua đời, do chịu đả kích lớn, hiện nay trong nhà chỉ còn lại em chồng chưa học hết cấp 3. Điều này khiến người mẹ vô cùng lo lắng, khuyên con gái mau đi đón cháu về chăm sóc, nhưng Xuân Du lại cương quyết từ chối. Chê Xúc nói sẽ chịu trách nhiệm nên cô mới sinh đứa bé ra, nay anh không thể chịu trách nhiệm thì chị em gái anh ta phải chịu. Người mẹ nói em gái anh còn đang học cấp 3. Xuân Du nhẫn tâm nói nếu em gái Chê Xúc không thể chịu trách nhiệm, cô sẽ đưa đứa bé tới cô nhi viện. Nghe con gái thốt ra những lời nhẫn tâm này, người mẹ không dám tin bản thân lại sinh ra đứa con gái độc ác tới mức này. Thậm chí Xuân Du còn dặn mẹ giúp mình đổi số điện thoại. Thấy thái độ cương quyết của con gái, bà cũng không muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Bên này cha El do không chịu nổi áp lực việc bản thân gây tai nạn bỏ trốn, anh mỗi ngày chìm trong men rượu. Người chú nhận ra tâm trạng cháu trai gần đây không được tốt nên hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha El vừa định nói ra sự việc thì liền bị thím chặn họng, lời tới miệng lại phải nuốt xuống. Hôm sau cha El lần nữa tới hiện trường vụ tai nạn, đập vào mắt anh là dòng chữ tìm tài xế gây tai nạn bỏ trốn, thế là anh gọi tới số điện thoại được in trên băng rôn. Nghe giọng đối phương, anh lại không đủ dũng khí nói ra sự việc, điều này khiến cha El cảm thấy vô cùng đau khổ. Về tới nhà, anh quyết định ra nước ngoài du học, rời khỏi cái thành phố u ám này. Người thím nghe được lời này thì lập tức vui sướng tán thành. Thấy thái độ cương quyết của cha El, người chú chỉ đành đồng ý, nhưng điều kiện là một năm sau anh buộc phải quay về công ty làm việc.
Bên này Song Hy khi tới nhà cô ruột, vì tương lai của cháu trai, người cô kiên quyết phản đối Song Hy nuôi dưỡng đứa bé. Buổi tối sau khi đứng ngoài nghe được cô chú định đưa đứa bé tới cô nhi viện, cô đã lén rời đi. Nữ sinh trung học không may trở thành mẹ đơn thân. Song Hy không có việc làm, cô đã ôm theo đứa bé lưu lạc đầu đường xó chợ, không ai muốn nhận cô vào làm việc cả, mà tất cả những chuyện này đều do người chị dâu tàn nhẫn gây ra. Sau khi anh trai qua đời, cô ta đã lén bỏ lại đứa bé ở nhà Song Hy, nhưng người chị dâu mà cô chưa từng gặp mặt đã sớm đổi số điện thoại, vậy nên Song Hy chỉ đành một mình mang theo đứa bé lưu lạc khắp nơi. Hôm nay đứa bé bỗng sốt cao khiến cô sợ hãi không biết phải làm sao, số tiền còn lại không đủ chữa trị cho đứa bé. May gặp được ông chú tốt bụng không những giúp cô trả tiền thuốc, mà còn đưa Song Hy và đứa bé về nhà. Sau khi biết hoàn cảnh khốn khó của Song Hy, ông đã khuyên cô nên đưa đứa bé tới cô nhi viện, dù sao thì cô vẫn đang ở tuổi vị thành niên, sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa bé, mà ông cũng thường xuyên tài trợ cho các cô nhi viện vậy, nên ông biết điều kiện ở đó rất tốt. Nhưng Song Hy lại không muốn làm vậy, ban đầu vì sợ người cô đưa đứa bé tới trại trẻ mồ côi nên mới lén rời khỏi. Bên này người cô nằm trên giường ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho cháu trai, mà người mẹ tàn nhẫn vứt bỏ con cái lại đang sống rất tốt, sự nghiệp lên như diều gặp gió ở công ty mới. Mà bà ngoại đứa bé lại càng may mắn hơn, để thay đổi cuộc sống bà ta đã câu dẫn được một đại gia lắm tiền nhiều của làm gì, còn thời gian lo lắng cho đứa bé tội nghiệp. Lúc này sữa bột của đứa bé sắp hết, vì không trả được tiền thuê nhà Song Hy đã bị chủ nhà đuổi đi. Cô một mình đi trên đường rồi nhớ lại lời khuyên của ông chú đó, không còn cách nào khác Song Hy chỉ đành tạm thời đưa đứa bé tới cô nhi viện. Sau đó bàn với viện trưởng khi nào mình tìm được việc làm sẽ tới đón đứa bé. Nhưng khoảnh khắc nhân viên đưa đứa bé đi, cảm giác đau khổ lần nữa ập tới. Nghe tiếng khóc của cháu trai, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Cho dù cuộc sống có khó khăn cô cũng không nỡ bỏ lại đứa bé. Thế là Song Hy mang theo đứa bé bắt đầu đi phát tờ rơi. Một hôm Song Hy khi vô tình trông thấy mẹ ruột của đứa bé trên đường, nhưng lại không biết người phụ nữ trước mắt là chị dâu của mình. Lúc này, Song Hy tình cờ gặp lại ông Giang. Ông tốt bụng dẫn cô tới cửa hàng kêu có thể ở lại đây làm việc, đồng thời sẽ bao ăn ở, nhận được lòng tốt của đối phương trong khi vô cùng mừng rỡ, không biết cảm ơn ông thế nào. Cứ như vậy cô bắt đầu làm việc tại cửa hàng của ông Giang chớp mắt đã 8 năm, đứa bé đã học tiểu học còn là một đứa bé rất hiểu chuyện. Dưới sự giúp đỡ của Song Hy việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng khấm khá. Bên này cha El sau nhiều năm sống ở nước ngoài, một lần vì con của một người bạn làm phẫu thuật cần tiền gấp, anh chỉ đành gọi điện thoại cho chú giúp đỡ nhưng chú lại kêu anh về nước rồi tính. Không còn cách nào cha El chỉ đành khăn gói về nước, nhưng vừa xuống xe lại để quên máy ảnh trên taxi, trùng hợp trông thấy Song Hy đang đi giao hàng, do cấp bách anh đã cướp xe của cô đuổi theo taxi, Song Hy đứng ngỡ ngàng ngơ ngác. Không còn cách nào khác cô chỉ đành mở túi đồ, mà anh để lại xem bên trong có phương thức liên lạc gì không, nhưng bên trong chỉ toàn là quần áo và đống tất thối. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của chú bảo vệ, ông phân tích người này không phải lưu manh thì cũng là đám cướp giật, nghe vậy Song Hy khi vội gọi điện báo cảnh sát. Nhưng cha El thực ra chỉ muốn đuổi theo lấy lại chiếc máy ảnh mình bỏ quên. Trên taxi, sau khi đi hết nửa con phố, khó khăn lắm anh mới đuổi tới lại bị cảnh sát chặn đường bế đi. Có người báo cáo anh trộm xe máy phải đưa anh về đồn. Cho dù cha El có giải thích thế nào thì cảnh sát cũng không tin, cứ như vậy anh bị cảnh sát đưa đi. Khi đi tới đồn cảnh sát anh mới biết Song Hy chính là người đã báo cảnh sát bắt mình. Sau khi cướp xe của người ta cha El, không những không xin lỗi mà còn oán trách đối phương. Song Hy bất bình xác nhận anh chính là một kẻ cướp. Cha El vội giải thích trong túi mình còn có thứ quan trọng hơn, vậy nên anh mới để lại cho cô giữ. Nhưng Song Hy đã mở túi kiểm tra bên trong không có đồ vật gì đáng giá. Cảnh sát nói bên trong có hộ chiếu của cha El, nhưng nếu trông thấy hộ chiếu thì cô đã không báo cảnh sát. Anh lại bảo cô tìm giúp mình máy ảnh, bởi vì cô báo cảnh sát nên anh mới không tìm được. Cô lại nói nếu bên trong không có hộ chiếu thì anh phải quỳ xuống xin lỗi. Cứ như vậy hai người đánh cược khi cha El lấy ra hộ chiếu từ trong túi áo. Song Hy tròn mắt kinh ngạc. Sau khi thua cược Song Hy chỉ đành thực hiện lời hứa với đối phương, nhưng thành phố lớn như vậy sao có thể tìm được chiếc taxi đó. Lúc này cha El nhớ lại lúc đuổi theo taxi, đã nhìn thấy tài xế dừng lại mua đồ, lúc tới siêu thị, thì ông chủ không ở cửa hàng nên nhân viên không có quyền cung cấp video giám sát, thế là hai người hẹn nhau hai ngày sau lại tới. Sau Song Hy khi ra khỏi cửa hàng luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, thì ra 9 năm trước, cha El từng tới quầy hải sản của nhà cô, mà di ảnh của bà cũng là cha El chụp. Chớp mắt trôi qua không ngờ hai người lại gặp lại nhau trong tình huống này. Về tới cửa hàng Song Hy kể lại mọi chuyện với ông Giang, cô luôn cảm thấy mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. Ông Giang hỏi cô có khi nào từng gặp nhau trong thôn. Nghe tới đây Song Hy lập tức nhớ tới ký ức kinh hoàng năm đó. Suốt nhiều năm nay cô luôn tìm kiếm kẻ đã đâm chết anh trai rồi bỏ trốn, nhưng những người đó đều vì tiền mới nói dối là nhân chứng năm đó. Hôm sau ông Giang không quên nhắc nhở Song Hy đã tới giờ đi hẹn với người ta. Khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa bỗng nhận được cuộc điện thoại của một người lạ. Đầu dây bên kia nói mình gọi vì vụ án 8 năm trước. Mặc dù đã bị lừa nhiều lần, nhưng cô vẫn không bỏ lỡ bất kỳ một tia hy vọng nào. Ai ngờ kết cục giống hệt nhau, bọn họ đều tới vì tiền.
Sau khi thất vọng kể khổ với ông Giang, cô luôn cảm thấy áy náy về chuyện này. Nếu năm đó kịp thời ngăn cản anh trai thì anh đã không xảy ra tai nạn, vậy nên cô nhất định phải tìm được tài xế gây tai nạn năm đó. Vì chuyện này mà cô đã quên lời hứa giúp cha El tìm lại máy ảnh. Cha El chờ mãi không thấy Song Hee đâu, anh còn tưởng mình đã bị lừa. Đột nhiên cha El bỗng nhận được thoại từ đồn cảnh sát thông báo đã tìm được máy ảnh của anh. Trùng hợp Song Hee cũng chạy tới nhưng hai người cứ lại bỏ lỡ nhau. Bất ngờ hơn là bố cha El lại là bạn tốt của ông Giang, vậy nên mỗi lần về nước anh đều tới thăm ông. Mà cha El trở về lần này là muốn vay tiền chú, bởi vì con của bạn đang cần tiền phẫu thuật gấp. Nhưng điều kiện của chú chính là anh phải ở lại công ty làm việc 1 năm. Nếu 1 năm sau anh vẫn muốn rời đi thì ông sẽ không ngăn cản. Nhưng cha El không muốn quay về căn nhà đó, bởi vì chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử. Buổi tối anh kể chuyện này với ông Giang. Ông Giang cuối cùng vẫn khuyên cha El trở về thử sức. Dù sao đây cũng là công ty của bố anh để lại, để con trai thừa kế công ty cũng là tâm nguyện của bố anh lúc còn sống. Cứ như vậy cha El nghe theo lời khuyên của ông Giang. Chú anh nghe tin thì vô cùng mừng rỡ, còn người thím sau khi biết tin cha El ở lại thì bà ta khó chịu ra mặt, khó khăn lắm mới đuổi được quả bom nổ chậm này đi, nay lại quay về công ty làm việc. Điều này khiến anh họ và người thím cảm thấy bất an. Bên này công ty sắp ra nước ngoài để tham gia triển lãm trang phục, nhưng quần áo vừa thiết kế xong lại không cẩn thận vướng vào cốc cà phê. Sun Ju giận không nói lên lời, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài đuổi theo nhà thiết kế nhưng đối phương sớm đã đi khuất, thậm chí còn khóa máy. Hiện tại trong công ty chỉ có mình Sun Ju biết sử dụng máy may, vậy nên bọn họ không thể hoàn thiện trong sáng mai. Khi mọi người đang đau đầu vì chuyện này, trợ lý vô tình trông thấy Song Hee đang đi giao hàng. Vì là khách quen của cửa hàng ông Giang, nên anh ta biết rõ kỹ năng may vá của Song Hee rất tốt. Để nhanh chóng hoàn thành sản phẩm, Sun Ju vội chặn cô lại. Song Hee hoảng hốt nói Sun Ju điên rồi sao lại chặn đầu xe như thế. Sun Ju nói Song Hee hãy giúp bọn họ may trang phục. Song Hee bất ngờ không thôi. 8 năm trước Sun Ju vứt bỏ đứa con chưa tròn 1 tháng. Không ngờ 8 năm sau em chồng nuôi dưỡng con trai cô ta suốt bao năm bất ngờ xuất hiện trước mắt. Cũng vì thay cô ta nuôi dưỡng đứa bé Song Hee mới phải từ bỏ mơ ước làm nhà thiết kế của mình. Mặc dù Sun Ju là chị dâu của Song Hee nhưng hai người chưa từng gặp nhau. Bởi vì trang phục mang ra nước ngoài trình diễn bị làm hỏng phải làm mới lại từ đầu, một mình Sun Ju không thể hoàn thành trong 1 đêm. Trong lúc nguy cấp hai người trùng hợp gặp được Song Hee, trợ lý đã từng trông thấy kỹ năng của Song Hee cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Vậy nên hai người đã tới nhờ Song Hee giúp đỡ. Thiết kế trang phục chính là sở trường của cô, Song Hee lập tức vui vẻ đồng ý, sau đó vội gọi điện thoại nhờ ông Giang giúp mình trông cháu. Nhìn tay nghề của Song Hee, Sun Ju vô cùng hài lòng, sau 1 đêm cố gắng bộ trang phục cuối cùng đã hoàn thành. Để cảm ơn Song Hee, Sun Ju đã đưa cho cô khoản tiền công hậu hĩnh. Buổi sáng Sun Ju về nhà với cơ thể mệt mỏi, không ngờ người mẹ đã đợi từ lâu. Sun Ju mệt mỏi suốt đêm chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng nhìn biểu cảm của mẹ Sun Ju liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Thì ra mẹ cô khi đi chơi golf cùng bạn thân, đã trông thấy phu nhân chủ tịch công ty Sun Ju đang làm việc, nghe nói bà ta đang nôn nóng tìm bạn gái cho con trai, người mẹ hám tiền lập tức có kế hoạch của mình. Thực ra, Sun Ju sớm đã biết Song Úc thích mình, nhưng Sun Ju lại không có hứng thú với anh ta, bởi vì cô vẫn chưa thể quên được cha El. Bên này Song Hee trong lúc đi giao hàng đã bị chú trông thấy, chú chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Thế là ông vội chạy về nhà kể lại chuyện này với vợ, nhưng người vợ lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Thì ra trong lòng bà vẫn luôn giận dỗi Song Hee, vì chuyện năm đó cô đã lén mang theo đứa bé rời khỏi nhà, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương cháu gái. 3 năm trước bởi vì tiền nhà thuê nhà tăng cao, bọn họ chuẩn bị chuyển nhà. Nhưng do sợ ngày nào đó Song Hee trở về mà không tìm được bọn họ, vậy nên cho dù tiền nhà tăng lên bao nhiêu thì cô vẫn ở đây đợi cháu gái. Hôm sau bà mang xúc tìm tới cửa hàng theo địa chỉ của chồng, chỉ thấy một cô gái lái xe máy. Bà vội chặn lại kiểm tra nhưng tìm một người sau có thể dễ dàng như vậy, tìm kiếm suốt ngày vẫn không thấy tin tức của cháu gái. Khi bà chuẩn bị trở về lại không cẩn thận té ngã, lúc này một cậu bé lon ton chạy tới vội hỏi bà có bị thương không, còn chu đáo giúp bà phủi sạch đất cát trên người. Nhìn đứa bé hiểu chuyện, bà nhẹ nhàng nắm tay cậu bé, sau đó cho cậu tiền mua kẹo. Khi bà chuẩn bị rời khỏi, vô tình nghe thấy âm thanh thân thuộc, bà quay lại không kìm được xúc động thương nhớ bao nhiêu năm, hai người khóc ôm lấy nhau. Song Hee chưa tốt nghiệp cấp 3 lại được một công ty lớn để mắt tới, bởi vì cô có thiên phú thiết kế đáng kinh ngạc, vậy nên giám đốc đã quyết định cho Song Hee cơ hội phỏng vấn. Nhưng Sun Ju không biết rằng, cô gái trước mắt là người đã nuôi dưỡng con trai mình suốt 8 năm qua, để nuôi dạy đứa bé Song Hee đã từ bỏ cơ hội học đại học. 8 năm sau cô cuối cùng đã có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, mà việc đáng mừng hơn là cô đã gặp lại cô của mình. Bà mang xúc vô cùng hối hận về chuyện năm đó đã bắt Song Hee đưa đứa bé tới cô nhi viện, nếu không thì gia đình họ đã không xa nhau. Sau đó xúc động ôm chặt cháu trai, liên tục xin lỗi cậu bé. Ba bà cháu vui vẻ trở về nhà, mọi người đều hy vọng Song Hee có thể chuyển về nhà và sống cùng gia đình. Nhưng Song Hee lại sợ làm phiền mọi người nên muốn tiết kiệm tiền dẫn Su Ho ra ngoài thuê nhà.
khó khăn lắm mới gặp lại nhau, cô mang sốt sao có thể từ bỏ cơ hội đoàn tụ với cháu gái. Sau khi trở về cửa hàng xong, Hy đã kể lại chuyện này với ông Giang. Biết tin gia đình họ đã đoàn tụ, ông cũng cảm thấy vui mừng thay cô, đồng thời khuyên cô nghỉ việc ở đây để thực hiện ước mơ của mình. Nghe những lời động viên của ông Giang, Song Hy vô cùng cảm động. Sáng hôm sau, cô dẫn Su Ho tới nhà bà Mang Súc, trông thấy người thân, Su Ho cũng rất vui mừng. Hòn đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm cuối cùng đã có thể gỡ xuống. Buổi tối, Song Hy chuẩn bị tỉ mỉ cho tác phẩm phỏng vấn của mình. Sau nhiều vòng tuyển chọn, tác phẩm của Song Hy thật sự không khiến Sun Ju thất vọng. Khi biết tin tác phẩm của mình được công nhận, Song Hy mừng rơi nước mắt. Bà Mang Súc vui vẻ lấy tiền tiết kiệm cho Song Hy mua vài bộ quần áo, còn dặn cháu gái nhất định phải mua loại đắt tiền một chút. Cứ như vậy, Song Hy phấn khởi tới trung tâm thương mại chọn đồ. Bên này, cha El đã xử lý xong công việc ở nước ngoài, chuẩn bị quay về công ty làm việc. Trùng hợp chú Kang cũng dẫn anh tới trung tâm thương mại, kêu anh chọn vài bộ quần áo phù hợp. Song Hy sau khi chọn xong quần áo đang chuẩn bị thanh toán, bỗng phát hiện điện thoại rơi ở phòng thử đồ. Thế là cô vội vàng chạy tới kéo rèm mà không hỏi trước, cứ như vậy đã tạo ra tình huống ngượng chính mặt. Song Hy lần đầu trải qua chuyện này, chiêm ngưỡng cha El mặc quần áo không chỉnh tề, cô lập tức sợ hãi đẩy anh ra. Sau đó vợ đứng dậy ôm tường rồi ngại ngùng xin lỗi, cha El nhận ra lại là cô. Lúc này nhân viên đi tới hỏi cô đã tìm được điện thoại chưa. Vừa nói xong, cha El liền thò tay ra đưa điện thoại cho cô. Tìm được rồi. Thay xong quần áo, cha El chất vấn cô hôm đó tại sao lại cho mình leo cây. Song Hy bối rối giải thích hôm đó mình thật sự có việc mới tới muộn. Cha El tiếp tục hỏi cô là nguyên nhân gì. Song Hy lắp bắp không thể giải thích rõ ràng, nhưng vì không thể giúp anh tìm máy ảnh khiến cô cảm thấy rất áy náy, vậy nên cô đã xin số điện thoại của cha El giúp anh tìm máy ảnh. Để chọc Song Hy, anh ta đã không nói ra chuyện mình đã tìm được máy ảnh, còn đọc bừa một số điện thoại cho cô. Sau khi về nhà, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an, không phải cô sẽ thật sự đi tìm chứ. Bên này, Song Hy thật sự đã tới siêu thị xem đoạn camera hôm đó, nhưng camera không thấy rõ biển số xe. May mắn là có thể trông thấy biển số của chiếc xe phía sau. Ông chủ vừa nhìn liền nói với cô rằng chiếc xe đó thường xuyên đỗ ở đây. Để tìm được chủ xe, Song Hy thường xuyên tới cửa hàng chờ đợi, nhưng đã qua nhiều ngày vẫn chưa thấy chiếc xe đó xuất hiện. Trời không phụ lòng người, Song Hy cuối cùng đã đợi được chiếc xe đó tới. Cô giải thích rõ nguyên nhân với chủ xe, may mà đoạn video hành trình hôm đó vẫn còn. Điều này khiến Song Hy vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau khi liên lạc với tài xế mới biết người ta đã trả lại máy ảnh cho cha El từ lâu. Thế là cô lập tức tìm số điện thoại của anh, hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì, nhưng số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, không ngờ lại bị đối phương chơi một vố. Đáng mừng là ngày mai cô sẽ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Bà Mang Súc dặn dò cô nhất định phải biết nắm bắt cơ hội, tuyệt đối đừng nói ra chuyện mình có một đứa bé. Sau khi hiểu nỗi lo trong lòng, bà Mang Súc thì lập tức đồng ý. Mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng câu trả lời của cô lại có được sự công nhận của nhà tuyển dụng. Khi hỏi tới hoàn cảnh gia đình, cô lại bối rối không biết trả lời thế nào. Nhớ lại lời dặn của cô Mang Súc trong khi cảm thấy vô cùng khó xử, giám khảo hỏi cô không tiện nói thì đổi câu hỏi tiếp theo. Sau một hồi đắn đo, cô thừa nhận nói mình có một đứa con trai. Sau khi làm nhân viên giao hàng suốt 8 năm, may mắn được một công ty lớn chú ý tới, khó khăn lắm mới có cơ hội phỏng vấn, nhưng cô đã tự tay phá nát nó. Trước khi đi, bà Mang Súc không quên dặn dò Song Hy không được nói ra chuyện mình có một đứa con, nhưng khi đối phương hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô lại thừa nhận mình có một đứa con trai. Mọi người vốn có ấn tượng tốt về cô khi biết cô gái 25 tuổi đã có con trai 8 tuổi. Thông tin này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Sau khi hiểu rõ tình hình, họ mới biết cô vì đứa bé mới từ bỏ cơ hội lên đại học. Không ngờ câu nói này đã gợi lên ký ức của Sun Ju 8 năm trước. Cô vì sự nghiệp mà đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Đối diện với người có cùng trải nghiệm, Sun Ju rất hiếu kỳ Song Hy có hối hận về quyết định năm đó không. Mà câu trả lời của Song Hy lập tức khiến Sun Ju cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng không khỏi khâm phục. Cô dám dũng cảm thừa nhận. Trước khi đi, Sun Ju đã gọi Song Hy lại hỏi liệu con trai có ảnh hưởng tới công việc của cô không. Mà câu trả lời của Song Hy chính là đáp án mà cô muốn. Song Úc nhìn ra Sun Ju thích Song Hy, nhưng do học lực cô không đủ nên anh đã nhắm đến người khác, mà quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay anh ta. Vậy nên Song Hy đã không được nhận vào làm việc. Bên này, cha El lại tới hiện trường vụ tai nạn năm đó. Lúc này một ông già đi tới, từ phía ông biết được em gái người bị hại vẫn luôn tìm kiếm người tài xế gây tai nạn bỏ chạy. Nghe tin này, cha El lập tức cảm thấy bất an. Buổi tối anh trở về nhà trong trạng thái say khướt, nhìn dáng vẻ thất thần của cháu trai, ông càng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng ông không hề biết cha El vẫn đang dằn vặt về vụ tai nạn năm đó. Về tới phòng, ông Kang kêu vợ làm cho cha El một ly trà mật ong, người thím mang mật ong để bên đầu giường. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì cha El bỗng gọi bà lại và nói em gái người bị hại vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm. Câu nói này lập tức khiến bà ta hoang mang lo sợ. Sáng hôm sau, bà ta cảnh cáo cha El sau này không được phép tới đó nữa. Vụ tai nạn 8 năm trước bọn họ không thể quay đầu nữa rồi, vậy nên đừng giả vờ có lương tâm, im lặng tới công ty làm việc một năm rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Bảo anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mỗi câu nói của người thím như lưỡi dao đâm vào tim cha El. Bên này, sau khi bất ngờ nhận được thông báo thông qua phỏng vấn,
Song Hy cứ ngỡ không còn hy vọng nhận được tin thì vô cùng mừng rỡ. Thì ra công ty phát hiện tác phẩm của người tới phỏng vấn kia đều là đạo nhái, vậy nên cuối cùng vẫn quyết định chọn Song Hy. Thông tin này khiến Sun Ju vô cùng vui mừng. Trong lúc giúp Song Hy làm thủ tục vào làm việc, cô bỗng muốn xem qua tư liệu của các thực tập sinh khác được phân tới tổ của mình. Khi trông thấy sơ yếu lý lịch của cha El, cô lập tức tròn mắt kinh ngạc, không tin trái đất lại tròn như thế. Sun Ju thật sự quá tự tin, rõ ràng đã trải qua một đời chồng, thậm chí từng sinh con, lại dám công khai theo đuổi trai trẻ yêu thầm nhiều năm. Vài ngày trước, cô biết tin cha El được phân tới nhóm của mình, biết hôm nay anh sẽ tới công ty làm việc. Mới sáng sớm Sun Ju đã dậy trải chuốt trang điểm, nhưng năm đó cô đã bị cha El thẳng thừng từ chối. Hiện tại có trang điểm xinh đẹp cỡ nào thì cũng vô ích mà thôi. Đến người mẹ cũng nhận ra sự bất thường của cô, bà cảm thấy khó hiểu khi thấy con gái trang điểm kỹ càng như vậy, còn tưởng cô thật sự muốn quyến rũ con trai chủ tịch, bà ta thật sự yêu tiền đến phát điên rồi. Sau đó Sun Ju quả thật đã trông thấy cha El ở cổng công ty, vừa định đi tới chào hỏi liền bị đồng nghiệp chặn lại. Lúc này cha El vô tình chạm mặt Song Hy, hai người tranh cãi hỏi tại sao đối phương lại ở đây, cha El nói mình làm việc ở công ty này, đúng lúc này Sun Ju lại chạy tới chào hỏi. Cha El trông thấy cô thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, không ngờ Sun Ju lại là cấp trên của mình. Thấy phải làm việc chung với người mình ghét, Song Hy bắt đầu than trách số phận, biết cả hai đều phân tới cùng một nhóm, cha El cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Ngày đầu tiên đi làm, Song Hy niềm nở giới thiệu bản thân, nhưng đến lượt cha El, màn giới thiệu của anh khiến mọi người có hơi ba chấm, anh chỉ nói mình tên cha El, hết. Sun Ju thấy vậy vội lên tiếng giải vây cho cha El, thực ra chỉ mình cô ta biết về mối quan hệ của anh với chủ tịch, nhưng cha El lại không muốn chú Cang công khai thân phận của mình. Sau đó Sun Ju kêu trợ lý dẫn bọn họ đi tìm hiểu về tình hình công ty, nhưng khi trợ lý đi vệ sinh hai người lại bắt đầu cãi nhau. Trợ lý đi ra thấy vậy thì đoán hai người sớm đã có hiềm khích, vô tình nghe được cuộc hội thoại liền đoán giữa hai người chắc chắn có ân oán gì đó, nhưng cả hai đã nhanh chóng phủ nhận. Trong lúc trợ lý giới thiệu về công ty thì cha El lại tỏ ra không hứng thú, nhưng trêu chọc Song Hy lại trở thành thú vui của anh. Bên này Sun Ju biết anh đang ở phòng đọc sách, cô liền vui mừng tới tìm anh, thậm chí còn chủ động mời anh đi ăn tối. Song Úc bỗng gọi điện mời Sun Ju tới bữa tiệc nhưng đã bị cô dứt khoát từ chối. Buổi tối sau khi tan làm, mọi người rủ nhau ăn mừng, chào đón thành viên mới, ai ngờ cha El lại không nể mặt ai mà thẳng thắn từ chối. Thấy vậy Song Hy cũng không hiểu nổi sao trên đời lại có người kỳ lạ đến vậy, nhưng cha El lại nói mình ghét nhất là ăn uống tụ tập, mà Song Hy lại nghĩ muốn làm việc ở đây thì nên chung sống hòa thuận với mọi người. Anh lại thẳng thắn nói mình không muốn làm việc ở đây, bảo cô muốn tụ tập thì cô cứ đi. Song Hy nhìn mà phát ghét, sao lại có loại người này chứ? Bà mẹ này đã hao tổn không biết bao nhiêu công sức để con gái có thể thuận lợi bước chân vào gia đình tài phiệt. Bà ta không những nói dối mình sống trong căn biệt thự lớn, mà còn bốc phét chồng đang kinh doanh bất động sản ở nước ngoài. Hôm sau bạn học cũ gọi điện thoại thông báo sẽ tới chơi nhà, ai ngờ bà ta lại đồng ý một cách hào sảng. Thì ra con trai chủ tịch đã nhìn trúng con gái bà ta, vậy nên vợ chủ tịch muốn cử người thăm dò hoàn cảnh gia đình đối phương. Mà lúc này bà Bang dường như đã quên mất thân phận của mình, sau khi tắt điện thoại thì mới nhớ tới chuyện gia đình đã phá sản. Nhưng lời đã nói ra giờ phải làm sao đây? Phải khen đầu óc người phụ này cũng thật nhanh nhạy, chỉ đi vài vòng quanh nhà đã nghĩ ra một kệ, thế là bà ta gửi địa chỉ cho bạn học, cứ như vậy hai người tới căn biệt thự mà bà ta từng sống. Thấy bà Bang sống trong căn biệt thự lớn xa hoa, người phụ nữ lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ. Khi đối phương định lên nhà, bà Bang vội chặn lại nói dối nhà mình đang sửa, vậy nên đã mời đối phương đi ăn trước. Thấy bà Bang liên tục kiếm cớ trốn tránh, người phụ nữ đã nảy sinh nghi ngờ. Lúc này đầu bà ta bỗng nảy số vội gọi tài xế riêng của nhà người ta, kêu đối phương tới chào hỏi bạn mình. Tài xế không hiểu bà ta gọi gì, bà kêu anh chào, anh ta cũng ngơ ngác chào. Tài xế vừa định hỏi bà Bang đang muốn làm gì thì bà ta vội giả vờ có điện thoại, sau đó giả vờ nói chuyện với chồng trước mặt bạn học, không ngờ người phụ nữ kia lại tin là thật. Sau đó người phụ nữ tới nhà phu nhân cho báo cáo lại tình hình, thấy nhà Sun Ju Moon đang hộ đối với mình, phu nhân cảm thấy rất hài lòng. Lúc này Song Úc đang ôm bụng tức, thì ra anh ta định hẹn Sun Ju đi ăn tối, nhưng cô đã từ chối để đi cà phê với cha El, khiến Song Úc cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù bà Choi rất muốn biết quan hệ của anh và Sun Ju đã phát triển tới giai đoạn nào rồi, nhưng Song Úc lại không muốn nhắc tới. Sau khi cha El trở về nhà, anh ta liền đi tới cảnh cáo cha El, đừng tưởng là em trai mình mà muốn làm gì ở công ty cũng được. Cha El đoán anh ta tức giận với mình về chuyện của Sun Ju, nên anh cũng không muốn giải thích nhiều. Bên này, mẹ Sun Ju cũng đang đau đầu nhức óc, mặc dù tạm thời lừa được phu nhân nhưng sự việc sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Lúc này con gái bỗng trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ, bà ta tưởng cô về muộn như vậy chắc chắn là đi ăn tối với Song Úc, nghe cô nói ra ngoài ăn cơm với bạn, bà ta liền trách cô tại sao lại lãng phí thời gian với người khác. Thấy sắp hụt mất cậu con rể vàng, người mẹ vô cùng lo lắng. Sun Ju thản nhiên nói mình và Song Úc chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhưng mẹ cô lại cho rằng điều kiện của Song Úc tốt như vậy, con gái chắc chắn là cảm thấy tự ti vì từng sinh con. Nghe được lời này Sun Ju lập tức nổi trận lôi đình quát vào mặt mẹ mình, bảo cô sinh con lúc nào chứ,
phủ nhận luôn mình chưa từng sinh con, còn đuổi mẹ mình ra ngoài. Kẻ thù Song Hy tìm kiếm suốt 8 năm lại chính là sếp của mình, nhưng cô ấy không hề hay biết người đàn ông trước mặt chính là người lái xe đâm chết anh trai năm đó. Thậm chí cô còn rất cảm kích anh ta vì đã cho mình cơ hội tới công ty làm việc, nhưng Song Úc lại chẳng thèm quan tâm tới cô, khiến Song Hy vô cùng ngượng ngùng. Cha El không thích thái độ của anh ta, anh lập tức bật lại, nhưng Song Hy lại cảm thấy anh đúng là điên thật rồi, ngày đầu đi làm lại dám nói chuyện với sếp như vậy. Nghĩ lại thấy cha El làm vậy là vì chút giận thay mình, hơn nữa mỗi ngày đều làm việc chung với anh, vậy nên cô cũng không muốn tạo mối quan hệ căng thẳng như vậy. Thế là cô quyết định hòa giải với cha El, không ngờ thái độ của anh lại khiến cô càng thêm tức giận, sao lại có loại người này chứ. Trong cuộc họp, Sun Ju kêu Song Hy lấy tài liệu vài năm gần đây của công ty, cô vô tình phát hiện tài liệu năm ngoái vẫn chưa được sắp xếp lại, vậy nên nhiệm vụ này đã được giao cho cô và cha El. Nhưng cha El vừa trông thấy đống tài liệu thì liền cảm thấy đau đầu, oán trách Song Hy đã nhiều lời còn tự kiếm việc cho mình. Song Hy nói nếu anh không muốn làm thì có thể về, nhưng lời của sếp anh cũng không dám không làm. Bởi vì không phải công việc mà mình yêu thích nên cha El không hề có thái độ hăng hái làm việc. Nhân lúc Song Hy đi lấy cà phê, anh đã nghĩ ra một cách. Song Hy quay lại phát hiện đống tài liệu mình vừa sắp xếp đâu ra đấy đã bị cha El cướp mất. Cứ như vậy cặp quan gia bắt đầu giành giật, nhưng cô gái chân yếu tay mềm sao có thể thắng nổi người đàn ông khỏe mạnh. Song Hy tức giận hất văng chiếc hộp, ai ngờ lại đập trúng mắt cha El. Song Hy sợ hãi vội hỏi vết thương có nghiêm trọng không, giúp cha El có cơ hội trốn việc giả bộ rất nghiêm trọng. Song Hy sợ hãi kêu anh ta mau tới bệnh viện kiểm tra, công việc còn lại cô sẽ tăng ca làm nốt. Mặc dù bị thương nhẹ nhưng thấy nói không cần làm việc, cha El vui sướng lập tức chớp lấy cơ hội. Song Hy sau khi xử lý hết đống tài liệu thì đã là sáng ngày hôm sau, trở về nhà cô lo lắng gửi tin nhắn cho cha El, thấy tin nhắn anh lại bắt đầu giả bệnh, sau đó còn chụp một bức ảnh gửi cho cô thấy đối phương bị thương nặng như vậy. Song Hy vội mua thuốc mang tới cho anh, cha El không ngờ cô gái này lại lương thiện như vậy, liền giả bộ không nhìn được chỗ pha cà phê. Song Hy lại bị lừa vội kêu anh để đó để mình pha, cha El không nhịn được mà quay lưng phì cười nói cà phê hôm nay ngon bá cháy. Bên này Song Úc lại hẹn gặp Sun Ju, sau đó tự tin tỏ tình với cô, bởi vì các cô gái xung quanh đều thích mình nên anh ta cho rằng Sun Ju sẽ cảm thấy may mắn khi được mình nhìn chúng. Nhưng không ngờ câu trả lời của cô như một cú tát vào thẳng mặt anh ta, nếu biết anh nói những lời này thì cô đã không tới. Nói xong cô xin lỗi định rời đi thì Song Úc lại hỏi cô anh không có sức hút sao. Sun Ju nói không phải, là do bọn họ không hợp nhau. Song Úc tự tin tỏ tình với Sun Ju nhưng đã bị từ chối thảm hại, điều này khiến một người kiêu ngạo như anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi. Anh không hiểu một người đẹp trai, giàu có như mình có điểm nào không bằng một tên nhân viên quèn. Nhưng Song Úc không hề biết người trong lòng Sun Ju lại là em họ thân thiết với mình. Lần đầu tiên bị phụ nữ tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Hôm sau trong cuộc họp bầu không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, không ngờ Song Úc lại muốn lấy việc công trả thù riêng, cố tình làm khó Sun Ju, cô không ngờ anh ta lại đàn bà tới vậy. Sau khi trở về liền thông báo nhiệm vụ vừa được lãnh đạo giao với mọi người, đồng thời yêu cầu cấp dưới tăng ca hoàn thành. Biết nhiệm vụ lần này khá khó khăn, Song Hy chủ động đề nghị làm việc chung với mọi người, nhận được sự giúp đỡ của cô, các đồng nghiệp đều vô cùng vui mừng. Sau đó dặn dò Song Hy có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi mình, cha El lắc đầu cho rằng cô đang rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Thấy tâm trạng của Sun Ju không tốt, cha El liền biết cô chắc chắn vừa bị cấp trên khiển trách, nên anh đã tới phòng nghỉ an ủi cô. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ khi trông thấy cha El cô mới nở nụ cười rạng rỡ. Trước khi tan làm, cha El thấy Song Hy đang phiền não vì không tìm được ảnh, anh liền chủ động chọn cho cô một trang mạng phù hợp. Thấy cha El tan làm, Sun Ju lập tức về theo, thấy mắt anh không tiện lái xe, cô liền chủ động đưa anh về nhà, cha El cũng thoải mái đưa chìa khóa xe cho cô. Trên đường về vì uống thuốc giảm đau nên anh đã ngủ quên trên xe. Ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thầm suốt nhiều năm ở bên cạnh, Sun Ju không nhịn được mà chuẩn bị hôn anh, nhưng vào thời khắc quan trọng cha El đột nhiên tỉnh lại, anh định bắt taxi chở cô về nhưng cô lại nhất quyết từ chối. Trên đường về nhà, cô vô tình bị Song Úc từ xa trông thấy, biết mẹ đã điều tra về hoàn cảnh gia đình Sun Ju, anh liền hỏi có phải cô cũng sống ở khu này. Thấy vậy bà Choi cũng đoán ra giữa hai người họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, lẽ nào con bé đó không thích con trai mình sao? Song Úc hỏi mẹ mình sao lại nghĩ vậy? Biết Sun Ju không thích con trai mình, chuyện này khiến bà ta cảm thấy rất kỳ lạ. Một nhân viên nhỏ nhoi lại dám từ chối con trai chủ tịch, thế là bà ta chạy đi tìm chồng kêu ông đuổi việc Sun Ju ngay lập tức, nếu không con trai sẽ tổn thương lòng tự trọng khi làm việc ở công ty. Sau khi biết rõ nguyên nhân, chủ tịch Kang cảm thấy chuyện này thật hoang đường, đồng thời kêu vợ bớt can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái. Biết tin con trai đang đau lòng vì bị gái từ chối, nên chủ tịch tới an ủi con trai, đau khổ trong chuyện tình cảm là điều không thể tránh khỏi, vậy nên đừng để chuyện này trong lòng. Bên này mẹ Sun Ju để con gái có thể thuận lợi gả vào gia đình giàu có, bà ta liền bàn với cô thuê một căn biệt thự, nhưng Sun Ju lại cảm thấy mẹ mình thật sự điên rồi, cuối cùng nói mình đã từ chối Song Úc rồi nên bà đừng tốn công cho chuyện này nữa. Bà lại không cam tâm nói mình tuyệt đối không từ bỏ mối này đâu.
cô gái nông thôn này cực khổ tới mức nào, chưa tốt nghiệp cấp 3 đã một mình tới thành phố sinh sống, làm công việc shipper suốt 8 năm ròng rã, thậm chí còn nuôi con của anh trai, khó khăn lắm mới được vào làm việc cho một công ty lớn, lại suốt ngày bị đồng nghiệp sai vặt. Nhưng cho dù gặp phải chuyện gì thì cô vẫn luôn mạnh mẽ, đối đầu với khó khăn trước nay chưa từng cúi đầu lùi bước, không ngại thức đêm hoàn thành công việc được sếp giao phó. Khi cô làm xong sản phẩm nộp cho đại diện Kim, đối phương không khỏi kinh ngạc, không dám tin một thực tập sinh lại có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Thấy tác phẩm của mình được công nhận, Song Hy cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Không ngờ đại diện Kim lại đợi Song Hy đi khỏi liền tự nhận tác phẩm đó là của mình, rồi nộp cho tổ trưởng. Trông thấy cảnh trướng tai gai mắt cha eo cảm thấy vô cùng bất mãn. Buổi trưa khi mọi người chuẩn bị tới siêu thị khảo sát, trong lúc đợi thang máy cha eo đã nhắc nhở Song Hy không được dễ tin người, nhưng cô lại không hiểu ý của anh. Cha eo lập tức nói đại diện Kim đã cướp đi tác phẩm của cô khiến Song Hy cảm thấy khó tin. Mặc dù rất buồn nhưng với bản tính lương thiện, Song Hy không muốn tính toán quá nhiều. Dù sao thì mọi người đều nỗ lực vì hiệu suất của công ty mà. Thành công của tác phẩm lần này phải cảm ơn tới cha eo, vì anh đã cung cấp những tấm ảnh xuất sắc cho mình, mà cô còn trông thấy ảnh chụp Busan trong số các tác phẩm đó. Song Hy hiếu kỳ hỏi cha eo tới Busan lúc nào. Nghe thấy địa điểm này, cha eo lập tức cảm thấy hoảng hốt bất an. Mà Song Hy cũng không thể ngờ buổi tối hôm anh trai gặp tai nạn, cha eo ngồi ngay tại ghế phụ. Mặc dù đã trốn tránh nhiều năm nhưng chuyện này vẫn luôn dày vò anh. Nhớ lại cảnh tượng tối đó, cha eo cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhiều năm qua anh chỉ có thể sống dựa vào thuốc mới giúp bản thân bình tĩnh lại. Buổi tối tan làm, Sun Ju trông thấy cha eo ngủ say trong xe, cô liền thắc mắc hỏi anh tại sao không tới làm việc, nhưng cha eo lại giải thích một cách mơ hồ ấp úng. Sau đó dẫn Sun Ju tới quán rượu tâm sự bản thân có một ký ức khó quên, nhưng anh không thể ngờ người đàn ông mà họ đâm chết năm đó chính là chồng của Sun Ju. Sau khi chồng mất, Sun Ju đã vứt bỏ đứa con vừa ra đời, mà ký ức này cũng là vết nhơ mà cô ta không thể xóa bỏ. Đêm đến, Sun Ju lái xe đưa cha eo say rượu về nhà. Cha eo ý thức mơ hồ không cẩn thận ngã nhào vào người Sun Ju. Khi cô định ôm chặt cha eo thì anh bất ngờ đẩy cô ra, sau đó cảm ơn Sun Ju vì đã đưa mình về nhà. Nhìn người mình yêu dần đi khỏi, trái tim Sun Ju xuất hiện một loại cảm giác chua xót khó tả. Hôm sau cô chuẩn bị một mình đi điều tra thị trường, biết đường xá khó đi. Trợ lý đã đề nghị đi cùng cô, nhưng Sun Ju lại thẳng thắn từ chối. Không ngờ khi cô vừa bước ra khỏi cổng lại gặp cha eo đỗ xe gần đó. Bên này, Song Úc vẫn thắc mắc tại sao Sun Ju lại từ chối mình, lẽ nào cô ấy đã thích người đàn ông khác? Song Úc càng nghĩ càng phiền não, anh liền ra ngoài hóng gió, trùng hợp trông thấy Sun Ju và cha eo đang ở cùng nhau. Song Úc trông thấy cô gái mình thích hẹn hò với em trai, lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó kéo tay Sun Ju rời khỏi nhà hàng. Nhưng người cô thích vốn không phải anh ta, cha eo đứng dậy cảnh cáo anh trai đừng tiếp tục làm phiền Sun Ju, nhưng Song Úc lại lo sợ Sun Ju bị em trai cướp đi. Thấy thái độ của Song Úc, Sun Ju cảm thấy vô cùng tức giận, cô nhanh chóng kéo cha eo rời đi. Hôm sau, Song Úc gọi Sun Ju tới văn phòng hỏi nguyên nhân cô từ chối mình có phải là vì cha eo không. Tới nước này, Sun Ju cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, chỉ đánh nói ra tất cả, thừa nhận bản thân đã thích thầm cha eo suốt 10 năm. Nghe Sun Ju chính miệng nói ra những lời này, Song Úc cảm thấy vô cùng đau khổ. Vốn đã không ưa gì cha eo, nay lại biết cô gái mình thích yêu thầm em trai, khiến Song Úc càng thêm ghen ghét đối phương. Lúc này thư ký tới thông báo anh phải tới tham gia một cuộc họp quan trọng, nhưng Song Úc lúc này làm gì có tâm trạng đi họp. Buổi tối sau khi tan làm, Song Hy đi ăn cùng cha eo, thấy cặp đôi oan gia có thể hóa giải hiềm khích ngồi ăn cùng nhau, mọi người liệu có cảm thấy kỳ lạ. Thì ra vài ngày trước, sau khi tới thăm chú Giang lâu ngày không gặp, chú Giang còn nhiệt tình tặng cô một hộp kim chi. Khi Hy Song chuẩn bị ra về lại chạm mặt cha eo tới tiệm nhà chú Giang dùng bữa, lúc này hai người mới biết đối phương chính là người mà chú Giang thường xuyên nhắc tới. Biết cả hai đều là người thân thiết với chú Giang, họ liền quyết định hóa giải ân oán để có thêm không khí. Cha eo chọn một nhà hàng cao cấp cho Song Hy có cơ hội mời mình một bữa. Trông thấy giá cả đắt đỏ, Song Hy khó lòng chấp nhận, nhưng cha eo lại thản nhiên chọn một món đắt nhất, còn Song Hy lại chọn món mì ý rẻ nhất. Khi phục vụ đưa đĩa mì lên, cha eo lại nói mình tự dưng thèm ăn mì ý muốn đổi món với cô. Song Hy oán trách anh thích ăn như vậy, lúc đầu gọi mì ý thì có phải tốt rồi không, gọi bít tết đắt như vậy quá là lãng phí. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, cha eo bất giác bật cười. Hai người ăn xong liền vui vẻ ra về, khi thanh toán mới biết cha eo đã trả tiền từ lâu rồi. Bên này, bà Choi thấy con trai về nhà với bộ dạng say khướt thì vô cùng giận dữ. Lúc này cha eo cũng trở về, thấy cha eo đang dìu mình, Song Úc bỗng tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên anh, mà cha eo đã chịu đựng anh trai suốt nhiều năm, tới nay anh đã không thể chịu nổi nữa. Khi Song Úc chuẩn bị đánh em trai thì ông càng lớn tiếng quát, bà Choi thấy vội chạy tới bảo vệ Song Úc, sau đó đỡ con trai lên phòng, nhưng Song Úc đang say lại đẩy ngã bà. Thấy con trai mất nét như vậy, ông càng lập tức lao tới cho Song Úc một bạt tai, bởi vì Song Úc tùy hứng đã làm lỡ mất cuộc họp quan trọng hôm nay, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho công ty. Ông càng đoán chuyện này nhất định có liên quan tới Sun Ju, mà Song Úc cũng không phủ nhận, đồng thời khẳng định bản thân sẽ không từ bỏ Sun Ju. Hành động này khiến ông càng cảm thấy vô cùng thất vọng.
Thấy tình hình không ổn, bà Choi sợ hãi kêu cha El đưa Song Úc về phòng. Sau đó bà tới hỏi cha El khi nào cậu sẽ quay lại nước ngoài. Cha El đau đớn hỏi thím mình đã làm cái gì sai sao. Bà ta nói sự tồn tại của anh chính là sai lầm. Một pha kẻ cắp gặp bà già này các bạn không nên bỏ qua. Để ngăn cản con trai yêu đương với nữ nhân viên cấp dưới, bà đã lặng lẽ gặp và yêu cầu Sunju ra khỏi công ty. Nhưng Sunju chúng ta biết làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo vậy. Cô không do dự lập tức đồng ý nói mình cũng sắp rời khỏi công ty. Thấy đối phương nghe lời như vậy khiến bà trai cảm thấy có hơi bất ngờ. Bà còn chưa mang phong bì ra mà nhỉ. Sunju hỏi bà bảo cô viết đơn thôi việc, bà sẽ không hối hận chứ. Nghe tới đây bà cảm thấy Sunju đã quá tự tin, nhưng Sunju chỉ cười mà không nói gì. Hôm sau Sunju thực sự đã nộp đơn xin thôi việc. Hành động này khiến Song Úc rất bất ngờ, nghĩ nhất định do mình liên tục làm phiền nên cô mới có quyết định như vậy. Sau đó tức giận xé nát đơn xin thôi việc, đồng thời nói mình sẽ không bao giờ đồng ý cho cô rời khỏi công ty. Quả nhiên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Sunju. Sau đó Song Úc vội đuổi theo cô. Nghe thấy tiếng bước chân Sunju, liền lấy điện thoại gọi cho bà Choi thông báo mình đã nộp đơn thôi việc và đồng ý sẽ không nói ra chuyện bà bắt mình làm vậy cho bất kỳ ai. Ở đầu dây bên kia bà Choi nghe vậy thì lại cảm thấy cô gái này vô cùng đơn thuần. Đến giờ Song Úc xuất hiện hỏi cô đang nói chuyện với ai. Anh đoán chắc đầu bên kia chắc chắn là mẹ mình. Sunju lại giả vờ phủ nhận. Song Úc lập tức cướp điện thoại phát hiện đây chính là số điện thoại của mẹ. Lúc này anh mới hiểu lý do mà Sunju xin nghỉ việc. Sau đó phẫn nộ về nhà tìm mẹ chất vấn tại sao bà lại làm như vậy. Bà Choi cho rằng chỉ khi Sunju rời khỏi công ty, con trai mới có thể buông bỏ cô ta. Nhưng Song Úc lại tức giận nói bà càng làm như vậy càng khiến anh không thể buông bỏ. Nếu để bố biết việc làm này nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe tới đây bà Choi cảm thấy rất căng thẳng. Sau đó Song Úc tới công ty xin lỗi Sunju. Lúc này chủ tịch bất ngờ đẩy cửa đi vào. Biết chuyện vợ đã gây ra, chủ tịch cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cứ như vậy Sunju không những không phải rời khỏi công ty, mà còn mượn tay chủ tịch căng chút ra cục tức trong lòng. Cả nhà bị cô ta chơi đùa. Sau khi tan làm, cha El vẫn luôn đợi Sunju. Thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, Sunju liền hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra Song Úc đã nói với cha El rằng Sunju vì thích anh nên mới từ chối tình cảm của mình. Vậy nên cha El muốn xác nhận đây có phải sự thật không. Nghe tới đây Sunju lập tức đứng hình. Cha El giải thích mình chỉ coi cô là bạn. Cứ tưởng nhiều năm như vậy Sunju đã buông bỏ đoạn tình đơn phương đó. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của cha El, Sunju biết mình không thể thừa nhận, phải lấy lùi làm tiến, nếu không sau này không được thân thiết với anh nữa. Cô chỉ đành giải thích bởi vì mình không thích Song Úc, làm như vậy chỉ là muốn đối phương từ bỏ hy vọng, còn bản thân đã sớm buông bỏ tình cảm với anh. Không ngờ nam chính lúc nào cũng đầu óc đơn giản như vậy, thật sự đã tin lời cô ta. Mặc dù thành công hóa giải bầu không khí ngượng ngùng nhưng lòng cô lại vô cùng đau đớn. Song Hy đưa tay với đống quần áo trên giá, không cẩn thận làm đống quần áo đổ xuống. Đúng lúc nguy hiểm thì cha El xuất hiện cứu được cô. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ái muội. Sunju đi qua tình cờ nhìn thấy cảnh này, yêu thầm cha El nhiều năm cũng chưa từng được anh nhìn với ánh mắt này. Hạt giống đố kỵ bắt đầu nảy mầm. Sự xuất hiện của Sunju cũng quá là vô duyên rồi, khiến hai người bối rối. Mà Song Hy ngây thơ nào có ngờ cô sắp phải chịu chuỗi những ngày hành hạ dày vò của cô gái này. Ngay cả khi bản thân cô chủ động giúp đỡ, cũng chỉ là hành động dư thừa trong mắt Sunju. Điều này khiến cha El cảm thấy rất bất mãn với Sunju. Thấy cha El nói đỡ cho Song Hy, Sunju lại càng đố kỵ, nhưng cha El lại không biết bản thân càng bênh vực cô thì càng khiến Song Hy khổ sở hơn. Bên này Song Hy cũng cảm thấy vô cùng ấm ức. Lúc đi chung thang máy với Song Úc, Song Úc hỏi giữa cô và Sunju có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Song Hy nói trước đó Sunju đã cảnh cáo mình không được gần gũi với cha El. Nghe tới đây Song Úc chợt hiểu ra tất cả, thậm chí còn có lòng tốt nhắc nhở Song Hy muốn yên ổn làm việc dưới trướng Sunju thì tốt nhất đừng đến gần cha El. Lúc này Song Hy mới kinh ngạc mắt chữ O nhận ra Sunju chắc chắn là thích cha El. Sau khi ra khỏi thang máy thì đầu óc vẫn đang mơ màng đứng ngẩn ngơ một chỗ. Cha El trùng hợp bước ra từ thang máy định tới hỏi cô, vừa nhìn thấy anh cha El vội chạy như nhìn thấy ma. Cha El đứng một chỗ cũng không hiểu gì, cảm thấy cô rất kỳ lạ. Buổi tối Song Úc về nhà, bố mẹ ngồi đợi ở phòng khách gọi anh lại hỏi chuyện anh và Sunju rốt cuộc giải quyết như thế nào. Bố anh nói nếu anh không từ bỏ Sunju thì ông sẽ điều cô đi chỗ khác làm việc, còn không cho anh thừa kế công ty. Để có được gia sản, Song Úc quyết định sẽ nghe lời bố mẹ. Hôm sau tới công ty, Song Hy bắt đầu tránh né cha El, nhìn thấy anh như thấy tà. Sự thay đổi của Song Hy khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng cô vẫn không tránh khỏi kiếp nạn bị Sunju bới lông tìm vết cố ý bắt lỗi. Cô ta đi tới trước mặt Song Hy hỏi cô ta đang làm gì. Thấy Sunju bước tới, Song Hy sợ hãi vội che bản vẽ. Thì ra thức tập sinh không có quyền thiết kế áo khoác, mà công việc này vốn là của đại diện Kim, là cô ta nhờ Song Hy giúp mình. Sau khi bị Sunju phát hiện lập tức nổi trận lôi đình, đại diện Kim cũng không tránh khỏi cơn bão này, bị Sunju mắng cho một trận té tát. Nhưng chuyện này làm gì đến mức phải tức giận như thế, nhận định là Song Hy đã đắc tội cô ta rồi. Song Hy biết Sunju vì cha El nên mới kiếm chuyện với mình, mà bản thân cũng không biết giải thích thế nào về chuyện này. Sunju thấy Song Hy ấp a ấp úng thì bảo cô có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói,
Không ngờ Song Hy thật sự nói ra mình và cha El chỉ là bạn bè thông thường. Không ngờ câu nói này đã khiến Sun Ju tự ái tức giận nói cô một trận. Vừa mới đi làm đã đắc tội bị cấp trên chèn ép, mà cô gái đơn thuần này còn dùng nửa tiền lương của mình để mua quà tặng cô ta. Thế nhưng Sun Ju không những không nể tình, mà còn ném món quà của cô vào sọt rác ở công ty. Vài ngày trước Song Hy vui vẻ nhận tiền lương tháng đầu của mình. Bởi vì được Sun Ju tiến cử nên cô mới có cơ hội vào làm ở công ty, nên cô muốn mua cho Sun Ju một món quà thay cho lời cảm ơn, nhưng lại không biết Song Hy thích gì. Buổi tối sau khi tan làm, cha El đã sớm đứng đợi cô ở cửa, vừa gặp đã nói anh biết Sun Ju thích gì, điều này đã khiến Song Hy rất vui. Thế là hai người cùng nhau tới trung tâm thương mại chọn nước hoa cho Sun Ju. Cha El xịt nước hoa lên cổ tay Song Hy hỏi cô có thích mùi nước hoa này. Song Hy đưa lên ngửi thì khen đúng là thơm thật. Cha El cũng muốn ngửi thử liền cầm tay Song Hy lên ngửi. Lúc này Song Úc cũng trùng hợp tới đây, mà cảnh hai người vui vẻ cười nói đã bị anh nhìn thấy. Nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi đã trông thấy Sun Ju đang đi về phía này, anh vội cản đứng chắn trước mặt cô lại, sợ cô nhìn thấy bọn họ sẽ chịu tổn thương đau lòng. Nhưng khoảng cách gần như vậy sao có thể không thấy cho được. Hôm sau Song Hy mang nước hoa tới tặng Sun Ju, cô ta bỗng nhớ lại hôm qua cha El tới hỏi mình có thích nước hoa không, mà làm gì có cô gái nào không thích nước hoa cơ chứ. Tới đây Sun Ju hiểu ra tất cả, nhìn tấm thiệp Song Hy viết, Sun Ju càng thêm phẫn nộ, cô ta thẳng tay ném nước hoa vào sọt rác, ai ngờ đại diện Kim lại nhặt nó lại. Cha El thấy vậy thì hỏi Sun Ju tại sao lại vứt lọ nước hoa Song Hy tặng vào thùng rác. Thấy đại diện Kim nhặt lọ nước hoa về, cô ta bối rối giải thích là do mình để quên trong nhà vệ sinh. Mặc dù không thoải mái nhưng Song Hy vẫn tin Sun Ju sẽ không làm vậy. Ngay sau đó cha El đã tìm Sun Ju để xác nhận. Sun Ju thể hiện diễn xuất nói sao mình có thể vứt quà Song Hy tặng. Thực ra cha El cũng không tin cô có thể làm ra chuyện như vậy, mà không ngờ Sun Ju vốn đã không còn là cô gái lương thiện năm đó nữa rồi. Song Hy ở trong nhà vệ sinh không cẩn thận mà đúng chúng cô lao công. Song Hy vội vàng xin lỗi và ngồi xuống giúp cô dọn rác vào thùng, lại vô tình trông thấy một tấm thiệp quen mắt. Sun Ju ném món quà được Song Hy tặng vào thùng rác mà không ngờ lại bị Song Hy biết được, điều này khiến cô vô cùng thất vọng. Buổi tối tan làm cuối cùng, cũng không nhịn được mà hỏi Sun Ju tại sao lại vứt món quà của cô đi. Sun Ju vẻ mặt rừng rưng thản nhiên nói mình không thích. Song Hy hỏi cô ta là không thích cái gì, cô hay là món quà của cô. Không ngờ cuộc nói chuyện này lại bị cha El nghe được, thế là anh gọi Sun Ju lên sân thượng nói chuyện. Cha El không tin được cô ta lại làm ra được chuyện này, nhưng Sun Ju lại nói bởi vì tối qua đã thấy anh đi cùng Song Hy. Cô ta nói ban đầu vốn định mời anh đi ăn tối mà anh lại từ chối mình, trông thấy anh đi cùng cô gái khác khiến cô rất khó chịu. Cha El lại tức giận cho rằng cô quá vô lý, đây không phải cái cớ để cô vứt món quà Song Hy tặng. Sun Ju không hiểu tại sao anh lại để tâm tới chuyện của Song Hy như vậy, cô hỏi anh lẽ nào đã thích Song Hy sao nên mới như vậy. Câu nói này khiến cha El đứng hình, bỗng chốc bối rối ngoài miệng liên tục phủ nhận nhưng trực giác của phụ nữ rất chuẩn xác. Buổi tối cha El trầm tư nghĩ tới câu nói của Sun Ju, bản thân cảm thấy vô cùng mâu thuẫn không biết cảm giác của mình. Hôm sau anh tới tìm chú Giang nói chuyện, anh muốn hỏi ông Song Hy thích gì, bởi vì lần đầu nhận được lương cô đã mua quà cho anh, nhưng anh lại không biết nên tặng cho cô món quà gì. Chú Giang nói Song Hy từng nói với mình chiếc điện thoại sau khi bị hỏng đã mất hết ảnh của bà nội, vậy nên hãy tặng cô ấy một tấm ảnh của bà, cô chắc chắn sẽ rất thích. Lời này lập tức nhắc nhở cha El. Bởi vì trước khi bà nội cô mất anh có tới Busan còn chụp được ảnh bà nội cô, bức ảnh đó vẫn luôn nằm trong máy tính của anh. Hôm sau anh mang bức ảnh ghép cô ngồi cùng bà nội tới tặng cho Song Hy. Khoảnh khắc cô nhìn thấy bức ảnh thì lập tức kinh ngạc không nói lên lời. Cha El hỏi cô có thích không, cô xúc động nói mình thích lắm, chắc chắn là thích rồi, vô cùng cảm ơn anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Song Hy cười, cha El đã bị đắm chìm trong tình yêu không cách nào cứu vớt nổi. Anh tự hỏi có phải mình đã thích cô gái trước mặt này. Cha El đã bị cô làm cho động lòng, một câu hỏi của cô cũng khiến anh bối rối. Anh cố gắng khiến mình tỉnh táo lại thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Thôi rồi, không thể tỉnh táo được nữa rồi. Anh đắm chìm trong nụ cười của cô, lập tức rơi vào lưới tình. Trong bữa trưa thấy cô ngồi một mình, định bê khay cơm tới ngồi cùng lại cảm thấy xấu hổ đành phải sang bàn đối diện ngồi. Nhưng ngay giây sau đồng nghiệp nam làm cùng đã không do dự ngồi xuống chỗ đó, khiến cha El cảm thấy có hơi hối hận. Ai ngờ lại còn thấy Song Hy tươi cười đút đồ ăn cho đồng nghiệp. Anh tức giận đập đôi đũa xuống bàn khiến cả phòng ăn giật mình. Đại diện Kim hỏi anh đang làm cái gì thế, còn tưởng đồ ăn hôm nay không ngon khiến anh tức giận. Nhưng anh vừa uống một vại giấm làm gì còn bụng mà ăn cơm. Đến chú Cang tìm anh nói chuyện mà anh cũng không tập trung. Bên này Sun Ju tìm Song Úc đục báo cáo thực tập của cha El và Song Hy. Song Úc xem xong hỏi Sun Ju có phải cô đã đánh giá Song Hy hơi kém không, bởi vì anh cũng nhìn ra năng lực của Song Hy. Nhưng cô ta lại nói Song Hy có một lần xin về sớm để tham gia hoạt động ở trường của con. Song Úc biết rõ lần đó Song Hy đã có sự đồng ý của Sun Ju mới dám rời khỏi công ty, nhưng Sun Ju vẫn luôn biện minh cho hành động ti tiện lấy việc tư trả thù riêng của mình. Song Úc cười mỉa mai nói xem ra Song Hy đã bị Sun Ju ghét thật rồi. Sun Ju hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Song Úc, anh hỏi cô sao lại kém tự tin như vậy, dùng cách này để ném đá giấu tay với tình địch, chi bằng dũng cảm bày tỏ với cha El không phải sẽ tốt hơn sao. Câu nói này khiến Sun Ju cứng họng,
Song Úc đồng ý với Sun Ju sau 2 tháng tới nếu Song Hee tiếp tục không đặt công ty sẽ tự động hủy hợp đồng với cô. Trở về phòng, Sun Ju bắt đầu cân nhắc về lời của Song Úc nói. Nếu tiếp tục như vậy bản thân không những không có được cha El, mà còn trở thành người phụ nữ thủ đoạn bẩn thỉu trong mắt người khác. Thế là cô quyết định hẹn cha El ra ngoài để tỏ tình với anh. Nhưng lúc này cha El đã bị tẩu hỏa nhập ma trong đầu toàn hình bóng của Song Hee. Lần đầu tiên gặp cô bị hiểu nhầm thành kẻ trộm, lần đầu chọc giận cô, lần đầu bị tính cách hoạt bát của cô thu hút. Khi Sun Ju chuẩn bị tỏ tình nói mình có điều muốn nói với anh, thì anh lại mở miệng trước nói anh dường như đã thích Song Hee rồi. Thiếu gia giàu có cha El chuẩn bị tỏ tình với cô gái nghèo Song Hee, nhưng một thông tin đã khiến anh buông bỏ ý định đó. Sun Ju nói với anh Song Hee đã có con, anh không tin hỏi lại Sun Ju là ai đã có con, Sun Ju nói đó là Song Hee. Cha El cho rằng Sun Ju đang nói linh tinh, Song Hee sao có thể có con được còn trẻ vậy mà. Để phá hoại chuyện tốt của Song Hee và cha El, cô ta đã nói ra chuyện Song Hee là mẹ đơn thân. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc không giống như đang đùa của Sun Ju, khiến cha El không biết phải làm sao, nhưng Sun Ju không thể ngờ con của Song Hee chính là đứa bé mình nhẫn tâm bỏ rơi năm đó. Bên này Song Hee đã tới điểm hẹn nhưng rất lâu không thấy cha El, lo anh xảy ra chuyện nên đã nhắn tin cho anh, nhưng cha El nói mình có chuyện gấp không thể tới chỗ hẹn được, thế là Song Hee bị cho leo cây. Cứ tưởng nói ra bí mật của Song Hee, Sun Ju sẽ cảm thấy thoải mái, ai ngờ mọi thứ không như cô ta tưởng tượng, cảm giác áy náy bao trùm khiến cô ta nghẹt thở. Nghe những lời tâm sự của Sun Ju, Song Úc cũng chỉ biết an ủi vài câu. Khi về nhà, cha El chằn chọc không ngủ được, không biết có nên tìm Song Hee xác nhận lại chuyện này hay không. Hôm sau khi gặp Song Hee, anh không còn thái độ nhiệt tình thường ngày. Nhìn thái độ lạnh nhạt của cha El với Song Hee, Sun Ju liền thấy việc mình đã làm quả thật đúng đắn. Nhưng cha El lại thấy thái độ của mình với Song Hee có chút quá đáng. Mà Song Hee cũng thấy bực mình vì thái độ không giống thường ngày của anh. Buổi tối sau tan làm, cô vội tìm cha El nhưng anh lại không muốn giải thích với cô. Thật là làm người ta tức chết mà, nhưng với tính của Song Hee, thì cô nhất định phải rõ mình đã làm sai ở đâu. Thế là, cô dứt khoát ngồi vào trong xe của cha El. Sau đó hai người tới bên sông, Song Hee hỏi anh tại sao tối qua lại không tới, anh không nhịn được mà hỏi cô tại sao lại giấu mình chuyện cô đã có con. Lúc này Song Hee đã hiểu ra vì sao anh đột nhiên thay đổi 180 độ, cô hiểu cảm giác của anh, nhưng cô lại không hiểu tại sao anh lại tức giận đến như vậy. Thấy cô rời đi, anh hỏi cô thật sự không biết vì sao mình tức giận như vậy sao. Song Hee bực mình, ai mà biết anh tự nhiên nổi điên cái gì chứ. Cha El kích động nói là vì mình thích cô, anh rất thích cô. Cha El lần đầu rung động với một cô gái, không ngờ cô gái này chưa chồng lại có con, điều này khiến anh như rơi xuống đáy vực. Tin tức này rất nhanh đã lan ra khắp công ty, đại diện Kim thích hóng chuyện tới hỏi cô bố của đứa bé rốt cuộc là ai, nhưng Song Hee lại không muốn nhắc tới chuyện này. Đang không biết phải trả lời ra sao thì cha El đã tức giận nhắc nhở cô ta, đừng có suốt ngày hóng hớt chuyện nhà người ta. Đồng nghiệp cũng cảm thấy hành động của cô ta thật sự có hơi quá đáng, đồng thời cảm thấy Song Hee rất vĩ đại có thể một mình nuôi dạy con cái, còn hơn loại người nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Lời vừa dứt, bên này đã có người cảm thấy chột dạ, xem ra người làm chuyện xấu cũng sợ gặp quả báo. Đồng nghiệp Han Min hỏi cô có phải nuôi dạy con một mình rất vất vả không? Song Hee cười nói may nhờ có sự giúp đỡ của chú Giang trong những năm qua, nên cô mới có thể vượt qua được. Câu nói này khiến cha El chợt nghĩ ra người hiểu Song Hee nhất là chú Giang, thế là buổi tối anh tới nhà hàng chú Giang nhậu. Ông vừa nhìn đã biết anh có tâm sự liền hỏi cha El rốt cuộc đã có chuyện gì. Anh nói mình đã thích Song Hee. Nghe tới đây chú Giang cảm thấy rất vui. Nếu Song Hee có thể gả cho anh thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cha El vẫn còn do dự về chuyện Song Hee đã có con. Chú Giang hiểu tâm tư của anh, nhưng cũng biết Song Hee có chết cũng không muốn nói ra bí mật này. Dưới sự truy hỏi của cha El, cuối cùng ông cũng bán đứng Song Hee nói ra sự thật về đứa bé. Thì ra đứa bé chính là con của anh trai đã khuất của cô. Vì sợ đứa bé biết chuyện này sẽ tổn thương nên cô mới không thể nói ra. Biết được chân tướng, cha El vừa như chút được nỗi lòng vừa cảm thấy xót xa cho cô, tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác trọng trách lớn như vậy, Song Hee chắc chịu rất nhiều ấm ức. Không ngờ chuyện Song Hee có con bị mọi người tam sao thất bản đã tới tai chủ tịch, còn nói bố đứa bé là người đã có vợ, vậy nên ông đã kêu Sun Ju điều tra rõ chuyện này, nếu nhân phẩm của Song Hee thật sự kém như vậy, công ty tuyệt đối sẽ không giữ lại người này. Song Úc trước khi rời đi nói Sun Ju nhất định phải điều tra được chuyện này, anh không muốn cô cứ phải tiếp tục làm chuyện ném đá giấu tay. Trở về văn phòng, cô tiếp tục truy hỏi Song Hee. Song Hee không ngờ mọi người lại vu hại cô tới mức này. Sun Ju hy vọng cô có thể nói ra sự thật bố của đứa bé rốt cuộc là ai. Nếu không giải thích rõ chuyện này, cô nhất định sẽ bị công ty hủy hợp đồng. Song Hee vò đầu không biết phải làm sao. Song Hee một tay nuôi dưỡng con của anh trai khôn lớn. Để chăm sóc cháu khôn lớn, cô không những từ bỏ cả đại học, còn sắp buông bỏ cả tình yêu lẫn công việc hiện tại. Song Hee đáng thương bị người ta rêu rao cặp với đàn ông đã có vợ. Để cháu trai không bị tổn thương, cô không muốn tiết lộ thân phận của cậu bé. Nhưng nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ bị công ty sa thải. Chuyện này đã khiến cô rơi vào thế bí. Biết tin Song Hee bị vu hại, cha El rất tức giận. Anh tìm gặp Song Hee, lại thấy cô nước mắt đầm đìa trong lòng không khỏi xót xa muốn cô giải thích chuyện này.
nhưng Song Hee thà bị đuổi việc cũng không chịu nói ra chân tướng. Cha El chặn cô lại hỏi tại sao nói ra chuyện này lại khó khăn đến thế. Nghe vậy cô mới biết hóa ra anh đã biết thân phận của cháu trai, cô đoán chắc chắn là chú Giang đã tiết lộ cho anh. Thấy thái độ kiên định của Song Hee, anh cũng đã hiểu được nỗi lòng và sự lo lắng của cô, thế là anh tìm tới Song Úc, cầu xin anh trai giữ Song Hee ở lại. Song Úc lại nói nếu Song Hee không chủ động làm rõ chuyện này thì anh cũng không thể giúp gì được. Bà Choi đứng ngoài cửa nghe lén đã biết được chuyện này, biết được cha El thích bà mẹ đơn thân, liền kêu con trai nhất định phải nghỉ cách giữ chân Song Hee lại. Nếu thật sự cha El có ý định kết hôn với đối tượng, như vậy sẽ có lợi cho việc thừa kế công ty của Song Úc. Thế là gia đình ba người thay nhau nói đỡ cho Song Hee với chủ tịch. Bà Choi khó ưa nay cũng mở miệng nói đỡ cho Song Hee, vậy nên chủ tịch Kang quyết định sẽ giữ cô ở lại theo dõi một thời gian. Bên này Su Ho thường xuyên bị bắt nạt, bạn bè nói cậu là con hoang, mặc dù rất đau lòng nhưng cậu bé hiểu chuyện lại không nói chuyện này cho mẹ. Song Hee nhìn ra cậu có tâm sự, dưới sự truy hỏi của mẹ, Su Ho đã nói ra chuyện các bạn nói mình là con hoang. Thấy con chịu ấm ức, Song Hee cảm thấy đau lòng vô cùng, an ủi con trai không được tin những lời xấu xa đó. Cô ôm lấy con trai nói cậu không phải gánh nặng của mẹ mà là cục vàng của mẹ, là sinh mệnh của mẹ, là tất cả của mẹ. Chăm sóc Su Ho suốt 8 năm, Song Hee thật sự đã chịu rất nhiều ấm ức khổ cực, nhưng cho dù mất đi tất cả cô cũng không muốn cháu trai chịu tổn thương. Nhưng mẹ ruột của đứa bé lại đang ghen tuông với người đang nuôi dưỡng con mình. Cô ta biết nhất định là do cha El nói giúp nên chủ tịch mới đồng ý giữ Song Hee ở lại, không ngờ cơ hội ngàn năm có một như vậy lại bị hụt mất. Điều này khiến cô ta vô cùng ghen tức, sau đó đã nói với cha El. Hôm đó cô định tỏ tình với anh nhưng anh lại vui vẻ nói mình đã thích Song Hee. Mặc dù thất vọng nhưng cô vẫn luôn chờ đợi anh. Nhưng câu nói sau đây của cha El đã khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Anh nói cô đừng chờ đợi anh sẽ không từ bỏ Song Hee. Anh không thể buông bỏ được cô ấy. Sun Ju nghe vậy thì vô cùng tức giận. Thiếu gia giàu có yêu một cô gái làm mẹ đơn thân. Mỗi ngày anh đều đợi ở cổng để đón đứa bé đi học. Điều này khiến Su Ho chưa từng có được tình yêu của bố cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng Song Hee lại không muốn chấp nhận tình cảm của anh. Nghe con trai nói những bạn học khác đều có bố đưa đón, trong lòng cô không khỏi xót xa. Cuối cùng cho dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thay thế được tình cảm của bố. Vậy nên Song Hee chỉ đành theo cậu bé lên xe của cha El. Không ngờ lại phát hiện hai người họ nói chuyện rất thân thiết, còn hẹn nhau cuối tuần đi đạp xe. Đây cũng là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của Su Ho. Vừa tới công ty, Song Hee bỗng nhận được cuộc gọi từ chú Giang. Bởi vì ông chưa có sự cho phép của cô mà đã nói ra thân phận của Su Ho, vậy nên ông cảm thấy rất áy náy. Song Hee biết chú làm vậy là vì mình nên cô không trách ông. Chú Giang nói cha El là một người đàn ông tốt, hy vọng cô có thể mở lòng cho cậu ấy một cơ hội. Song Hee chỉ tủm tỉm cười không đáp lại, thực ra cô cũng có tình cảm đặc biệt với anh, chỉ là sợ con trai sẽ chịu thiệt thòi, nên tới giờ cô vẫn chưa dám chấp nhận tình cảm của đối phương. Sau khi chú Giang ra về, cha El lập tức gọi điện thoại cho ông, thì ra anh đã nhờ chú Giang tới nói giúp mình. Buổi chiều văn phòng chỉ còn lại hai người, Song Hee bối rối tìm cớ lẩn trốn. Cha El vội chặn cô lại hỏi cô đã từng cân nhắc tới lời của chú Giang chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến Song Hee lập tức bối rối, không biết trả lời thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn dứt khoát từ chối. Cha El cho rằng cô đang ghét mình, cô phủ nhận đương nhiên không ghét anh nhưng cũng không thích. Tưởng cha El sẽ nản lòng từ bỏ nhưng không ngờ anh lại nói với Song Hee, hãy yên tâm không phải clo, anh sẽ khiến cho cô trở nên thích mình. Câu nói ngay lập tức khiến Song Hee cảm thấy căng thẳng. Sáng hôm sau cô dẫn Su Ho đi đường khác mà cha El vẫn đứng đợi trước cổng. Thấy thời gian không còn sớm nữa, anh vội rút máy gọi điện cho Song Hee. Không ngờ cô đã tới công ty từ lâu rồi, chạy tới công ty. Mặc dù rất tức giận nhưng anh lại idol thật là bất lực mà không biết làm gì. Dỗi chưa đầy 5 phút mà đã chạy theo sau giúp đỡ con gái nhà người ta. Không ngờ cảnh này đã bị chủ tịch Kang trông thấy. Song Hee nhiệt tình chào hỏi ông, thấy cha El đứng bên ngốc một chỗ cô còn tưởng anh không biết chủ tịch. Cô vội giới thiệu chủ tịch cho anh biết, mà không biết rằng cha El chính là cháu trai chủ tịch. Cảnh này trùng hợp đã bị Sun Ju bắt gặp. Cô ta lập tức gọi Song Hee khi tới phòng trách cô về chuyện này, còn nói cha El chỉ là đang đồng cảm với cô mà thôi. Nghe được câu này Song Hee bỗng cảm thấy như mình vừa bị đá. Sun Ju thì mỉm cười đắc thắng. Sun Ju này cũng thật cao tay biết thời thế, sau khi bị cha El từ chối, cô ta đã hướng tới Song Úc, thử biết anh ta vẫn luôn không ngừng thương nhớ mình, nên chỉ giả bộ vài câu đã mê hoặc được trái tim đối phương, khiến đối phương chủ động với mình. Song Úc thâm tình nói Sun Ju hãy kết hôn với mình, yêu sau khi kết hôn cũng được. Thấy cô không nói gì anh hỏi cô không phải lại định từ chối anh nữa đấy chứ. Sun Ju trả lời tất nhiên là không phải, sau đó nhận lời kết hôn với Song Úc. Ngoài cái nét xấu xa ra thì Song Úc quả thật rất trung tình. Sun Ju quyết định kết hôn với Song Úc mà không biết rằng người đàn ông này chính là kẻ lái xe đâm chết chồng mình rồi bỏ trốn vào 8 năm trước. Mà Song Úc cũng không biết cô gái khiến trái tim anh rung động đã có một đời chồng, hơn nữa còn có một đứa con trai 8 tuổi. Bố mẹ lại không đồng ý cho con trai cưới Sun Ju, nhất là bà Choi càng không thích cô con dâu mưu mô xảo quyệt này. Mặc dù Song Úc chuyện gì cũng làm theo lời mẹ nhưng lần này thì đến mẹ cũng không thể ngăn cấm nổi. Bên này mẹ Sun Ju biết tin thì vui sướng phát điên,
Không ngờ ban đầu con gái nhất định không chịu lấy song Úc, nay lại đột nhiên đồng ý khiến bà ta cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng chuyện đau đầu hơn vẫn đang chờ đợi bà ta ở phía trước. Lúc đó để giúp con gái thuận lợi gả vào nhà giàu, bà ta đã nói dối chuyện mình sống trong căn biệt thự xa hoa, còn chồng mở khu nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Sung Du không ngờ mẹ lại gây nhiều rắc rối cho mình tới vậy. Mà phu nhân Choi cũng không phải là kẻ ngốc, biết gia đình song Úc sẽ ngấm ngầm điều tra theo dõi nhà họ. Biết lần này đã gây phải tổ kiến lửa, chỉ có thể trông cậy mình Sung Du mới có thể nghĩ ra cách giải quyết. Song Hy không ngờ con trai càng trưởng thành, lại càng có nhiều tâm sự, cậu bé luôn hy vọng mình có đầy đủ bố mẹ. Nghe tới đây Song Hy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Su Ho ngây thơ nói có bố rồi thì mẹ sẽ không còn phải vất vả nữa, cũng có thêm người đưa mình tới lớp, không bị các bạn trêu chọc là đứa trẻ không có bố nữa. Song Hy cho rằng tại mình bận rộn làm việc, không để ý tới cảm nhận của cậu bé, nội tâm cô cảm thấy vô cùng tự trách. Nhưng cậu bé không biết rằng mẹ và chú đã cãi nhau một trận lớn. Sau khi bị lời nói của Sun Du ảnh hưởng, cô nghĩ cha El có điều kiện tốt như thế sao có thể thích mình được. Có thể sự thật giống lời Sun Du nói, anh chỉ là cảm thấy cô đáng thương mà thôi. Cha El cạn lời hỏi cô tin lời Sun Du nói, bởi vì anh cảm thấy đồng cảm nên mới ở bên cô sao. Nhưng lý do đằng sau là Song Hy luôn cảm thấy bản thân không xứng với anh, bởi vì hai người không cùng một thế giới. Vậy nên Song Hy cho rằng bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Mỗi lời nói của Song Hy như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cha El. Nhưng sau khi tan làm anh vẫn ngồi đợi cô. Không ngờ anh đã nói ra bí mật mình luôn cất giấu bấy lâu với Song Hy. Cha El mồ côi bố mẹ từ năm 9 tuổi, anh đã được gia đình chú nhận nuôi. Nơi đó chỉ có mình chú là thật lòng yêu thương anh. Người thím ngay từ đầu đã không đồng ý nhận nuôi nên vẫn luôn không thích anh. Anh nói mình thích Song Hy là bởi thích con người cô, thích trái tim biết yêu thương của cô, tình yêu cô dành cho anh trai, cho bà nội. Anh rất thích người như vậy, anh cũng muốn được một chút tình yêu đó. Anh hỏi cô thể cho anh một chút tình yêu đó không? Anh cầu xin cô chia sẻ cho anh một chút thôi, hãy nhìn về phía anh. Song Hy ngỡ ngàng biết tin chàng trai theo đuổi mình chính là cháu trai chủ tịch. Bởi vì cuộc sống của hai người là hai đường thẳng song song, vậy nên cô không định chấp nhận tình cảm này. Cha El vì theo đuổi cô mà đã nói ra chuyện mình được nhận nuôi khiến Song Hy cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra thiếu gia nhà giàu lại có cùng số mệnh với mình. Có thể thấy đây cũng là một chiêu tán gái hiệu quả. Cứ như vậy khoảng cách của hai người đã được rút ngắn một bước. Trước khi rời đi hai người quyến luyến không rời, không ai muốn ra về trước, cười đến tận mang tai luôn rồi kìa. Cha El lại hy vọng ngày mai có thể dẫn Su Ho ra ngoài chơi mà Song Hy lại sợ mọi người sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của bọn họ. Cha El đảm bảo nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cứ như vậy Song Hy đã vui vẻ chấp nhận khiến cha El cảm thấy vô cùng vui sướng, trước khi đi còn chạy ngược lại nhìn trộm cô một cái. Su Ho biết tin cũng không giấu được vui sướng, từ sớm đã chuẩn bị quần áo mặc đi chơi cho ngày mai. Bên này trời vừa sáng cha El đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho cậu bé, có thể thấy anh cũng là một người đàn ông chu đáo như lời chú Giang nói, có thể gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc. Ba người như một gia đình cùng nhau đạp xe trong công viên, cha El chụp rất nhiều ảnh cho hai mẹ con, có lẽ trong cuộc sống tăm tối của bọn họ, họ chưa từng cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Su Ho vui vẻ ăn đồ ăn được chú cha El chuẩn bị, khoảnh khắc này cậu dường như đã cảm nhận được tình yêu của bố. Bên này mẹ ruột của Su Ho đang ở bên một người đàn ông mới, mà không hay biết bà Choi đã điều tra được tình hình gia đình cô. Gì mà biệt thự xa hoa, tiểu thư danh giá tất cả đều là nói dối. Thông tin này khiến chủ tịch Kang rất bất ngờ. Sau đó bà cho gửi tin nhắn cho Sun Du, vạch trần bộ mặt thật của cô ta khiến Sun Du cảm thấy bất an lo sợ, cô vội vàng xóa tin nhắn đi. Lúc này Song Úc vừa hay đi tới, anh đã rút nhẫn cầu hôn cô. Sun Du không còn cách nào khác, cô chỉ có thể chủ động nói ra thân phận của mình trước khi quá muộn. Đối phương không ngờ mẹ cô lại có thể dối trá như vậy. Nhìn biểu cảm của Song Úc, Sun Du dứt khoát từ chối lời cầu hôn, nhưng Song Úc lúc này đã bị tình yêu che lấp lý trí, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không thể buông bỏ cô, thậm chí còn hứa sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này, đồng thời cũng muốn xác nhận liệu Sun Du còn giấu giếm mình chuyện gì nữa không. Câu hỏi này lập tức khiến cô đứng hình, Song Úc hỏi lại lần nữa, cô vội hoàn hồn trả lời thật sự hết rồi có mỗi vậy thôi. Song Úc lại cầu hôn cô một lần nữa, nghe vậy Sun Du cũng không ngờ Song Úc yêu mình sâu đậm như vậy. Người phụ nữ tâm cơ để được gả vào nhà hào môn, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô ta quỳ trước mặt ông Kang khẩn cầu đối phương hãy chấp nhận mình. Thực ra chủ tịch Kang không ghét cô gái này, chỉ tại mẹ Sun Du đã nói dối họ, điểm này khó có thể chấp nhận được. Mặc dù chuyện này là lỗi của mẹ, nhưng Sun Du vẫn hy vọng chủ tịch Kang sẽ cho mình một cơ hội. Thấy Sun Du kiên trì đến vậy, chủ tịch Kang chỉ đành bất lực ra ngoài. Không ngờ chủ tịch lại cứng rắn đến vậy. Cứ như vậy Sun Du quỳ cả một ngày trời, cho tới khi chủ tịch Kang trở lại thấy cô vẫn quỳ ở đó mới gọi điện thoại cho con trai tới giải quyết. Thấy người mình yêu quỳ dưới đất, Song Úc còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sun Du nói với anh bản thân đang cố gắng cầu xin sự tha thứ của chủ tịch. Song Úc xót xa vội đỡ cô dậy, nhưng Sun Du lại chuẩn bị một màn kể khổ. Cho dù là vậy thì chủ tịch vẫn lạnh lùng không đáp. Song Úc chỉ đành đưa cô ta ra ngoài. Mặc dù chủ tịch Kang cũng không nhẫn tâm nhìn cảnh này, nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời của con trai, vậy nên bản thân phải cân nhắc thật kỹ.
Song Úc không ngờ Sun Ju lại dùng cách này để cầu xin bố mình. Cô thản nhiên nói muốn cùng anh trải qua sự khó khăn của tình yêu. Câu nói này khiến Song Úc vô cùng cảm động mà rơi vào bẫy của cô ta. Anh lập tức hứa nhất định sẽ xử lý được chuyện này, nói cô chỉ cần ngồi đợi tin tốt của mình là được. Buổi tối trở về nhà, Chủ tịch Kang nói lại chuyện hôm nay với vợ, nhưng phu nhân vẫn kiên quyết từ chối. Ông lại hỏi vậy đến cuối cùng mà con trai vẫn không thể buông bỏ được Sun Ju. Vứt bỏ công ty lựa chọn Sun Ju bà sẽ làm thế nào đây? Bà hiểu rõ con trai mình, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Còn nói bản thân đã có cách khiến con trai từ bỏ Sun Ju ngay lập tức, nghe đã thấy không uy tín rồi. Lúc này Song Úc vừa hay cũng trở về, không ngờ câu đầu tiên thốt ra đã khiến bà Choi cảm thấy như bị phản bội. Bà ta quyết định ra tay, để đuổi Sun Ju đi mà đã vu khống cô nhận hối lộ, chuyện này suýt nữa làm cô thân bại danh liệt, nhưng Song Úc lại không tin Sun Ju có thể làm ra chuyện này. Quả nhiên anh đã điều tra ra người đứng sau ném đá giấu tay chính là mẹ mình, bà ta cầu xin con trai không được nói chuyện này với bố, nếu không mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Chủ tịch cảm thấy hai mẹ con dáng vẻ lén la lén lút, ông liền đoán chắc chắn bọn họ đang giấu mình chuyện gì đó. Dưới sự truy hỏi của ông, Song Úc đã nói ra chuyện Sun Ju bị hãm hại khi đó, vì gái mà quay lưng với mẹ mình. So với hành động này của bà Choi, thì lời nói dối của mẹ Sun Ju chẳng là cái gì cả. Chủ tịch hỏi vợ mình thật sự đã làm vậy sao, bà Choi bối rối không biết trả lời ra sao. Song Úc lại nói với bố mẹ nếu anh và Sun Ju kết hôn, anh sẽ từ bỏ vị trí hiện tại. Bà Choi vô cùng tức giận nói con trai sao lại dám làm như vậy. Sáng hôm sau tới công ty Song Hee trông thấy tay áo Chael, có một chiếc cúc áo bị tuột, cô liền giúp anh khâu lại. Chael ngây ngốc ngắm nhìn cô khiến cô căng thẳng, không cẩn thận đâm kim vào tay, Chael vội lấy giấy cầm máu giúp cô. Hành động này khiến cô vô cùng xấu hổ trách tại anh cứ nhìn mình nên mới như vậy. Chael lại lẩm bẩm may mà bản thân không rời đi, nếu không sẽ không có cơ hội gần gũi này. Song Hee hỏi anh đang nói cái gì, Chael lại nói cầu mong máu chảy lâu một chút khiến Song Hee cạn lời. Bên này Sun Ju cũng nhận được tin tốt bởi vì Chủ tịch Kang đã đồng ý cho hai người kết hôn, biết tin con gái sắp được gả cho nhà giàu, mẹ cô vô cùng vui sướng không ngờ cảm giác chờ mình lại sảng khoái tới vậy. Nhưng điều kiện của mẹ chồng là hai người phải sống chung với mình, nếu Sun Ju không đồng ý thì Song Úc sẽ cố gắng thuyết phục mẹ, nhưng không ngờ Sun Ju lại đồng ý sống chung với mẹ chồng. Song Úc không hiểu tại sao cô lại dễ dàng ra quyết định như vậy, dù sao thì quan hệ của cô và mẹ anh không khác gì kỳ phùng địch thủ. Sun Ju lại nói ở đâu không quan trọng là ở cùng nhau, câu này lập tức khiến trái tim Song Úc tan chảy thầm hạnh phúc vì cưới được người vợ giàu tình cảm như cô. Song Úc thật sự đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi, cứ tưởng nam phụ độc ác mà vẫn chết trong tay phụ nữ quả thật đáng sợ. Bên này sau khi lần nữa đâm trúng tay khiến cô cảm nhận được một dự cảm không lành, sau đó sợ hãi biết tin con trai bị thương, thế là hai người vội vàng chạy tới bệnh viện. Thì ra con trai ở trường không cẩn thận bị ngã gãy tay, Song Hee càng nhìn càng xót con. Cứ như vậy Chael đã ở lại bệnh viện cùng Song Hee chăm sóc cho Su Ho. Nhìn con trai vui vẻ như vậy Song Hee bỗng cảm thấy chua xót, bởi vì cô biết rõ gia đình anh chắc chắn sẽ không chấp nhận cậu bé. Cô thật sự rất sợ Su Ho sẽ chịu tổn thương mà bản thân cũng sợ hãi loại cảm giác biệt ly đau khổ. Nhưng Chael lần nữa đảm bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh rất tự tin có thể bảo vệ được Su Ho. Song Hee đau khổ cầu xin Chael đừng như vậy. Quay lại đây, ai cho đi mà đi. Chael nói tuyệt đối sẽ không để Su Ho chịu tổn thương, đối với cô cũng vậy. Song Hee cảm động mất rồi. Để bước lên cuộc sống giàu có, bà ta nằm mơ cũng muốn con gái gả vào nhà giàu. Nhưng không ngờ ngày này cuối cùng đã tới. Thế là mẹ Sun Ju ngồi tưởng tượng lên kế hoạch cho cuộc sống mới của mình. Đầu tiên sẽ kêu con rể đổi cho mình căn biệt thự mới, sau đó mở cho mình một cửa hàng quần áo hàng hiệu. Có được người mẹ vợ như vậy đúng là bất hạnh của cuộc đời. Sun Ju cảnh cáo bà ta không được đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nhưng tính ham vinh hoa đã ăn sâu vào máu bà ta, có lọc máu cũng không hết được. Thế là mẹ Sun Ju hẹn con rể ra ngoài nói chuyện, đồng thời nói ra mong muốn của mình. Lần đầu gặp mặt mẹ vợ Song Úc cũng không tiện từ chối, sợ con gái biết được chuyện này. Bà ta còn mặt dày nhắc nhở con rể không được nói là mình yêu cầu. Song Úc cũng nhanh chóng hiểu ra nên anh đã đồng ý yêu cầu của đối phương. Vừa về tới nhà bà ta lập tức vui vẻ khen con rể đẹp trai tài giỏi. Nghe tới đây Sun Ju hỏi có phải mẹ đã tới gặp Song Úc, nhưng bà ta vội nói dối rằng mình đã trông thấy ảnh anh trên mạng. Sun Ju lần nữa cảnh cáo mẹ không được tới tìm nhà chồng mình, mẹ cô cũng vừa gật đầu đồng ý. Bên này Song Úc tới tuyên bố bàn bạc chuyện mua nhà mới cho mẹ con Sun Ju, sau đó mở cho mẹ vợ một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại. Chủ tịch Kang tưởng do Sun Ju yêu cầu nhưng Song Úc đã vội giải thích đây là chủ ý của mình, vậy nên chủ tịch Kang lập tức vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên bà Choi lại không dễ bị mắc lừa như vậy, bà kêu chồng cứ giao lại việc này cho mình, đồng thời hứa sẽ xử lý ổn thỏa. Hôm sau bà hẹn hai mẹ con Sun Ju tới nói chuyện, trông thấy con gái cũng tới mẹ cô lập tức đứng hình, không ngờ chỉ vài câu nói đã vạch trần được hai mẹ con. Điều này khiến mẹ Sun Ju cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Sun Ju lại cứng rắn nói với phu nhân rằng mình chẳng cần gì cả. Cứ như vậy bà Choi thành công đối phó được với hai mẹ con xảo quyệt, mà hành động của mẹ đã khiến Sun Ju hoàn toàn tổn thương lòng tự trọng. Cô giận đến mức suýt nữa cắt đứt quan hệ với bà ta,
mẹ cô hiểu rõ tính cách con gái, chuyện gì cũng có thể làm ra được, bà liền vội xin lỗi cô. Xong việc, Sun Ju tức giận tìm gặp Song Úc trách anh tại sao không bàn bạc với mình, bản thân cô không muốn sống một cuộc sống tự ti ở nhà chồng. Nghe tới đây, Song Úc chỉ đánh tôn trọng sự lựa chọn của cô. Bên này cha El cũng chuẩn bị chính thức tỏ tình với Song Hee, thế là anh chủ động liên lạc với Su Ho nhờ cậu tối nay đưa mẹ ra ngoài. Cậu bé thông minh nhanh chóng hiểu ra. Vừa thấy mẹ tan làm, cậu liền nũng nịu đòi mẹ dẫn mình đi dạo, còn giả vờ như vô tình gặp được cha El. Song Hee thấy cha El ở đây thì lập tức đoán được ý đồ của cậu bé. Cha El hỏi Su Ho có muốn mình tới chăm sóc cho hai mẹ con, không ngờ lời cậu bé nói lại khiến hai người kinh ngạc, cậu nói mình thích chú và mẹ hẹn hò. Cha El cảm ơn Su Ho, có được sự đồng ý của Su Ho anh đã chính thức tỏ tình với Song Hee. Su Ho bên cạnh cổ vũ mẹ mau nhận hoa. Song Hee cảm ơn anh, giờ thì tuyệt rồi, hai người cười hạnh phúc rạng rỡ. Thiếu gia nhà giàu thích một bà mẹ đơn thân, anh hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu mật ngọt. Nhưng cô của Song Hee, bà Mang Súc, lại không thích mối tình này, cho rằng với điều kiện của Song Hee đến gia đình bình thường cũng có khó chấp nhận, nói gì đến gia đình danh giá kia. Bọn họ sẽ không đồng ý cho cô bước chân vào nhà họ. Thực ra ban đầu Song Hee cũng nghĩ vậy, nhưng cha El cũng có chung một hoàn cảnh với cô, họ đều rất đáng thương, vậy nên cô không nhẫn tâm làm tổn thương anh. Hơn nữa tình cảm mình dành cho anh là thật lòng, vậy nên cô hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của gia đình. Thấy thái độ kiên định của Song Hee, người chú đã kêu cô mời cha El tới nhà chơi, muốn tận mắt trông thấy thái độ của anh với gia đình họ. Thế là cô Mang Súc đã kêu Song Hee ngày mai hãy dắt cha El về nhà ra mắt, chuyện này không nên kéo dài quá lâu. Buổi tối Song Hee gọi điện cho cha El nói lại chuyện này với anh, nghe tin cô Mang Súc mời mình tới nhà, cha El vô cùng vui sướng. Thực ra bà Mang Súc luôn muốn Song Hee tìm được một gia đình thật sự yêu thương cô, sau đó bản thân sẽ giúp cháu gái nuôi dạy Su Ho, nhưng Song Hee thà cả đời ở vậy cũng không chịu buông tay. Buổi tối sau khi tan làm, hai người về nhà gặp bà Mang Súc, cha El cảm thấy rất căng thẳng, phải lấy lại bình tĩnh mới dám bước vào. Quen nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Song Hee thấy anh căng thẳng tới vậy thì buồn cười, sau đó động viên anh vài câu rồi cùng nhau vào nhà. Không ngờ bà Mang Súc vừa nhìn đã thích cha El, nhưng nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Bà hỏi anh có dự định gì về mối quan hệ với Song Hee, bởi vì bà sợ cha El giống với các thiếu gia kia, hết cảm giác tươi mới sẽ vứt bỏ con gái nhà người ta. Nhưng cha El dứt khoát nói đợi đám cưới của anh trai kết thúc, mình sẽ lập tức kết hôn với Song Hee, đồng thời hứa sẽ thuyết phục bố mẹ không làm tổn thương cô. Bà Mang Súc nói mình không muốn trông thấy Song Hee bị tổn thương giống như trước đây, hỏi anh hiểu ý bà chứ, anh nói mình chắc chắn là như vậy. Thấy cha El chân thành như vậy, hai vợ chồng cảm thấy rất hài lòng, nhưng đối phương càng ưu tú thì cô Mang Súc lại càng cảm thấy lo lắng bất an. Song Hee chuẩn bị dẫn Su Ho tới mộ anh trai, bởi vì hôm nay là sinh nhật anh ấy, cha El nghe tin cũng muốn đi cùng cô. Ban đầu Song Hee có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý với anh. Hôm nay cha El chuẩn bị đưa hai mẹ con Song Hee đi tới mộ anh trai, anh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị xuất phát, đi qua phòng khách bỗng chú Kang tò mò hỏi lẽ nào anh không biết hôm nay là ngày gặp mặt hai bên gia đình của Song Úc và Sun Ju. Cha El ngây người tại chỗ, không ai nói với anh chuyện này cả. Ông Kang hỏi vợ chuyện này là sao, bà Choi cho rằng cha El không cần phải đi, dù sao cũng có quen với tổ trưởng Sun Ju đâu, anh cũng đang muốn từ chối nên nói mình vẫn không nên đi thì hơn. Nhưng chủ tịch lại cho rằng, em trai sao lại không tham dự lễ ăn hỏi của anh trai chứ? Không còn cách nào khác, cha El chỉ đành thông báo với Song Hee, mặc dù cô không để bụng nhưng anh lại cảm thấy vô cùng áy náy. Bên này hai mẹ con Sun Ju đã tới điểm hẹn, Sun Ju nhắc nhở mẹ tuyệt đối không nói linh tinh, người mẹ không đạt được món hời nên cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện. Khi hai bên gia đình gặp nhau, mẹ Sun Ju rất nghe lời, cho dù đối phương có hỏi gì bà đều quay sang hỏi ý kiến Sun Ju. Hành động này khiến cô có hơi ngại ngùng, lại hướng mắt sang Song Úc cầu cứu. Song Úc nói với nhà mẹ vợ không cần chuẩn bị của hồi môn cho Sun Ju, nhưng cô lại cho rằng mình phải chuẩn bị chu đáo những thứ đó. Ai ngờ mẹ chồng lại nói thẳng cho dù có chuẩn bị thứ gì thì bọn họ đều sẽ chấp nhận, vậy nên cô không cần cố gắng tới vậy. Lời này lập tức khiến hai bên gia đình ngại chính mặt. Chủ tịch Kang trách vợ sao lại ăn nói với bên thông gia như vậy, sau đó vội vàng xin lỗi. Sau khi bà Choi xin lỗi, mẹ Sun Ju cũng không quản, ngược lại còn nói gáy thêm vài câu khiến Sun Ju tức đỏ mắt. Thấy lời xin lỗi không được mẹ Sun Ju chấp nhận, chủ tịch Kang ngại ngùng xin lỗi thêm lần nữa mới xoa dịu được cơn giận của bà ta. Sau đó bà ta đứng dậy đi vệ sinh, phu nhân cho liếc nhìn cũng đi theo. Bà ta tới nhà vệ sinh mặc dù đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng bà ta vẫn cảm thấy tức tối trong bụng, sau đó bắt đầu than trách còn nói, cho dù thế nào cũng không có ai tốt bằng con rể Seo đã cho bà, với con gái hẳn một cái nhà. Bà Choi ở phòng bên cạnh nghe thấy câu nói này, lập tức nghi ngờ. Trở lại bàn nói chuyện, hai bên gia đình đã bàn xong ngày tổ chức đám cưới, nhưng khi chuẩn bị rời đi, phu nhân Choi bỗng hỏi một câu con rể Seo là ai. Sun Ju tâm cơ, để thuận lợi gả vào gia đình danh giá đã giấu chuyện mình từng kết hôn, thậm chí còn giấu chuyện mình từng sinh con vào 8 năm trước, tưởng có thể giấu giếm cả đời, nhưng nào ngờ vào ngày bên gia đình gặp mặt, câu hỏi của mẹ chồng đã khiến cô ta chết lặng. Trước câu hỏi của bà thông gia, mẹ Sun Ju bối rối không biết trả lời ra sao, cố gắng thể hiện mình không hiểu gì cả, hai mẹ con lo sợ bất an,
Phu nhân Choi lập tức nói bà ta vừa nói trong nhà vệ sinh đó. Thấy mẹ Sunju ấp úng không biết trả lời thế nào, nên bà ta lại quay sang hỏi cô, nhưng Sunju đang hoảng loạn càng không biết ứng phó thế nào. Phu nhân cho hoài nghi lẽ nào ngoài con trai mình, bà ta còn có một người con rể khác nữa, mẹ Sunju vội vàng phủ nhận. Thấy sự việc sắp bị bại lộ, Sunju nhanh trí giải thích con rể Seo là chồng của chị họ mình. Thấy con gái nói vậy, mẹ cô cũng thuận nước đẩy thuyền, như vớ được ngọn cỏ bắt đầu nói nhăng nói cuội. Tình huống này phu nhân cho cũng không kiện, tiếp tục truy cứu, nhưng bà ta cũng không phải người dễ bị qua mặt. Về tới nhà, Sunju lập tức nổi trận lôi đình, không ngờ người mẹ não cá vàng lại nói ra chuyện này, nhưng mẹ cô lại nói không phải đã giải thích xong rồi sao. Nhưng phu nhân Choi đâu phải là người đơn giản như vậy, bà ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Lúc này mẹ cô mới biết sợ, hai mẹ con bà ta sao có thể đấu lại phu nhân Choi. Bên này hai bố con Song Úc cũng không nghĩ nhiều tới chuyện ban nãy, ông kêu vợ đừng để ý tới mấy chuyện vớ vẩn, tập trung chuẩn bị đám cưới cho con trai. Buổi tối cha Eo vui vẻ tới tìm Song Hy, nói chuyện anh trai mình đã chọn xong ngày cưới, chờ anh ấy kết hôn xong thì sẽ tới lượt bọn họ. Nghĩ tới đây hai người vô cùng hạnh phúc. Cha Eo áy náy vì hôm nay không thể cùng mẹ con cô tới mộ anh trai, đồng thời hứa lần sau nhất định sẽ không lỡ hẹn. Anh cũng rất tò mò về cái chết của anh trai Song Hy. Khi nghe tin anh trai cô mất vì tai nạn giao thông, cha Eo lập tức nhớ tới vụ tai nạn năm đó, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, bởi trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Sau khi kể lại nguyên nhân cái chết của bà nội và chuyện về Su Ho cho anh nghe, anh không ngờ Song Hy lại khổ cực như vậy, càng nghĩ càng đau lòng cho cô. Hôm sau hai người đưa Su Ho ra ngoài ăn cơm, cậu bé rất vui khi thấy mẹ và chú ở bên nhau. Bên này Song Úc và Sunju chụp ảnh cưới xong cũng tới đây, bạn thân của anh trai Song Hy lại vô tình nhìn thấy Sunju, đã nhiều năm không gặp nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra cô chính là vợ của bạn mình. Bên này Su Ho ăn cơm xong nên lấy bóng ra ngoài chơi lại không cẩn thận làm bóng lăn xuống đất, quả bóng trùng hợp lăn tới chân Sunju, nhưng cô không thể ngờ đứa bé trước mắt chính là con trai bị mình vứt bỏ năm đó. Khoảnh khắc trông thấy Sunju, cô ta bỗng có một cảm giác khó tả. Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần đi khỏi, cô bỗng có một cảm giác dây dứt rất khó tả. Về tới nhà, Su Ho cứ luôn miệng khen Sunju xinh đẹp, có lẽ đây là sợi dây liên kết tình mẫu tử, mặc dù không nhận ra nhau nhưng lại có một cảm giác thân quen. Bên này mẹ Sunju đứng ngồi không yên, nghe tiếng con gái về thì giật mình ngồi dậy. Sunju cho rằng mẹ lại gây chuyện gì đó, bà ta giải thích phu nhân Choi đã nhờ bạn thân của mình tìm thám tử điều tra, việc này khiến bà ta lo lắng không biết phải làm sao, nhưng bản thân đã nói qua chuyện này với em gái rồi. Tới nước này Sunju cũng thực sự bó tay, mẹ cô lòng như lửa đốt, không lẽ chuyện kết hôn của con gái sẽ đổ bể sao? Phu nhân Choi thật sự làm Sunju phát điên, chuyện cấp bách lúc này là phải ngăn cản bà Choi điều tra, nhưng để lừa được bà mẹ chồng đa nghi này không phải là chuyện dễ dàng. Cứ như vậy Sunju sau một đêm thức trắng, cuối cùng đã nghĩ ra một cách hay. Hôm sau phu nhân Choi chuẩn bị đi gặp thám tử, vừa ra khỏi cửa đã có một chiếc xe bám theo, trong lúc chờ đèn đỏ, xe phía sau bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe, không còn cách nào khác phu nhân Choi chỉ đành lùi thời gian lại nửa tiếng. Sau khi tới điểm hẹn trùng hợp trông thấy Sunju, bà ta tò mò đi tới hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây, thì ra Sunju đã thuê hai người này đóng giả thành chị gái và anh rể của mình. Sau khi người đàn ông giới thiệu sơ lược về bản thân, phu nhân Choi mới biết người hôm đó mẹ Sunju nói chính là anh ta. Ba người diễn xuất thật sự quá xuất sắc, đến bà cho tinh vi cũng bị bọn họ qua mắt, đúng là vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Sunju đắc ý rời đi, còn bà Choi thì cho rằng suýt chút nữa thì tốn công vô ích rồi, thế là gọi lại cho thám tử vì cuộc hẹn hôm nay. Nhưng khi Sunju rời đi lại bị một hòn đá khác ngáng chân, cô tình cờ chạm mặt Tae Ho, bởi vì trước kia chỉ mới gặp nhau một lần nên cô không nhận ra anh ta. Biết đối phương là bạn của chồng cũ, Sunju lập tức đổ mồ hôi lạnh, không ngờ lúc này mẹ chồng lại còn bất ngờ đi tới hỏi cô đang làm gì. Sunju vội nói dối đối phương chỉ đang hỏi đường, mặc dù đã lừa được bà Choi nhưng bà Choi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám. Sáng hôm sau bà ta giấu con trai ép Sunju ký vào bản hợp đồng trước hôn nhân, không được mượn cớ công việc trốn làm việc nhà, phải chăm sóc bố mẹ chồng, nếu phát hiện có quá khứ đen tối sẽ phải ly hôn ngay lập tức. Nhìn nội dung trong hợp đồng, Sunju cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cô lập tức cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, nhưng để bước chân vào gia đình danh giá, Sunju đã quyết định ký vào bản cam kết. Trở về phòng, cô ta tức tới mức nghiến răng nhìn bản cam kết trong tay, cô ta thề rằng phải mang bí mật này xuống mồ. Vài ngày sau, hôn lễ của Sunju và Song Úc đã được diễn ra. Song Hy tới tham dự, cô đã trùng hợp bắt gặp bạn thân của anh trai, thì ra anh cũng chuẩn bị làm đám cưới ở đây. Hai người nói tới chuyện của anh trai cô, Tae Ho nói vài ngày trước đã trông thấy chị dâu cô. Nghe tới đây trái tim Song Hy bỗng lo sợ bất an, trước khi đi Tae Ho đã lấy số điện thoại của Song Hy. Hôn lễ kết thúc, cha Eo đưa Song Hy về nhà nhưng lại thấy cô không vui, thấy cô có tâm sự anh liền hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Thế là Song Hy đã kể lại mọi chuyện khi nãy, hy vọng chị dâu cả đời này đừng xuất hiện trước mặt cô và Su Ho. Cha Eo nói nếu cô ta muốn gặp lại con thì năm xưa đã không nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé, sau đó an ủi cô đừng quá lo lắng về chuyện này. Sau khi tổ chức xong đám cưới cho con trai, cả gia đình ai nấy đều vui vẻ rạng ngời,
nhưng Sun Ju lại không hài lòng về phòng tân hôn của mình. Không ngờ trong phòng lại không có lấy một món đồ mới nào, nếu nhà không phá sản thì phòng mới của mình cũng không tồi tàn tới mức này. Mặc dù khó chịu nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra mặt. Hôn lễ của anh trai vừa xong, thì Chủ tịch Kang lại nhớ tới chuyện dựng vợ gả chồng cho cha El. Anh lập tức nhân cơ hội này nói ra chuyện mình và Song Hee đang hẹn hò. Bà cho lập tức nhớ tới nói là Song Hee cô gái chưa chồng đã có con đó sao. Cha El cũng gật đầu xác nhận mình muốn kết hôn với cô, nhưng Chủ tịch Kang lại phản đối nói anh đang nói linh tinh cái gì. Cha El khó khăn lắm mới chạm tới trái tim Song Hee, kết quả lại bị Chủ tịch Kang phản đối. Bởi vì cha El không phải con ruột của ông nên ông càng phải có trách nhiệm với anh. Cha El lại khăng khăng nói mình và Song Hee thật lòng yêu thương nhau, nhưng cho dù Song Hee có tốt đến mấy thì ông cũng không cho phép anh lấy người phụ nữ đã có con riêng. Không ngờ bà cho lại nhiệt tình ủng hộ chuyện này, nhưng bà ta cũng chẳng có ý tốt gì. Lần này Sun Ju lại ngồi cùng chiến tuyến với bà ta để gắn kết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô cũng hy vọng Song Úc có thể đứng về phía mẹ. Hai người ban đầu định về nhà mẹ, nhưng trong nhà lại xảy ra chuyện này nên rời đi vào lúc này cũng không phải là ý kiến hay. Vậy nên hai người quyết định ở lại vài ngày mới về ngoại. Bên này mẹ Sun Ju đã làm sẵn mâm cơm chờ con gái và con rể. Nhận được tin con gái không về, bà cảm thấy rất thất vọng, nhớ tới chú Giang hàng xóm đang ở nhà. Bà đã gọi ông tới cùng ăn cơm cho vui, ai ngờ vừa ra ngoài lại bắt gặp ông Kim dắt theo Su Ho. Cứ như vậy mọi người được bà mời tới nhà dùng bữa, trông thấy đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu thì vô cùng yêu thích. Sau đó hai người bắt đầu nói về bố đứa bé. Biết chuyện bố đứa bé đã mất do tai nạn giao thông, bà lập tức nhớ tới con rể mình, nhưng lại nghĩ trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Bên này để Song Hee chủ động chia tay với cha El, Chủ tịch Kang đã gọi cô tới văn phòng nói chuyện, kêu cô phải chia tay với cha El ngay lập tức. Thấy thái độ kiên quyết phản đối của Chủ tịch, Song Hee cũng không giải thích gì thêm. Vừa ra ngoài bất ngờ trông thấy cha El đang đứng trước cửa, anh không ngờ chuyện này đã khiến cô chịu nhiều ấm ức tới vậy, nên đã định xông vào tìm Chủ tịch nói cho ra lẽ. Thấy vậy Song Hee vội cản anh lại, mặc dù rất buồn nhưng cô vẫn mạnh mẽ an ủi cha El. Bên này mẹ Sun Ju phát hiện Su Ho để quên mũ ở nhà mình mà trên mũ còn viết tên của cậu bé. Thấy cậu bé cũng họ Seo, bà lại bắt đầu hoài nghi, sau đó tìm gặp ông Kim trả lại mũ. Để làm rõ đứa bé rốt cuộc có phải cháu ruột của mình hay không, bà đã cố ý nhắc lại chuyện năm đó, đồng thời xác nhận Su Ho chính là đứa bé bị vứt bỏ năm đó. Bà ta lập tức chết đứng sau đó hoảng loạn chạy về nhà, vội vã báo tin tức này cho con gái. Sun Ju nghe tin tức thì giật bắn mình hoảng hốt. Sun Ju lo sợ mọi chuyện bị bại lộ vội kêu mẹ phải lập tức phủ sạch quan hệ với những người có liên quan, sau này tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này, kêu bà phải ngậm miệng vào, thật là đẻ ra đứa con mất nết mà. Buổi tối sau khi tan làm, Sun Ju ngồi trong xe nơm nớp lo sợ. Song Úc tưởng cô đang lo lắng về chuyện công ty nên quan tâm hỏi han vài câu. Sun Ju vội lấp liếm nói mình chỉ đang bận tâm về chuyện của cha El và Song Hee mà thôi. Nghe vậy Song Úc cũng thông báo công ty sắp chấm dứt hợp đồng với Song Hee, vậy nên hai người họ muốn ở bên nhau cũng không phải là việc dễ dàng. Về tới nhà bà Choi đứng ngồi không yên, lập tức hỏi về chuyện này. Thế là Sun Ju nói ra việc Chủ tịch Kang muốn cho Song Hee thôi việc. Để tác hợp cho hai người họ, bà Choi tuyệt đối sẽ không cho phép Song Hee rời khỏi công ty. Nhưng Song Úc lại khuyên mẹ làm vậy có hơi quá đáng. Đổi lại nếu anh và cô gái đã có con kết hôn với nhau thì bà có vui nổi không? Bà vội mắng anh té tát sao lại kết hôn với loại phụ nữ đó. Tuy không phải nói mình nhưng Sun Ju lại cảm thấy chột dạ. Để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác. Làm chuyện xấu làm gì để rồi phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ. Buổi tối phu nhân Choi giả vờ có lòng tốt mang hoa quả tới cho cha El, mục đích là muốn tiết lộ chuyện Chủ tịch Kang định đuổi Song Hee ra khỏi công ty. Biết được tin này cha El lập tức tìm Chủ tịch Kang tranh luận, anh không hiểu ông trước nay luôn làm việc công tư phân minh tại sao lần này lại hành xử cảm tính như vậy. Chủ tịch Kang cũng nói thẳng, nói anh chịu chia tay với Song Hee thì mình sẽ suy nghĩ lại, khó khăn lắm mới gặp được người khiến trái tim mình rung động cha El sao có thể dễ dàng buông tay như vậy. Anh nói nếu Song Hee rời khỏi công ty thì mình cũng sẽ nghỉ việc luôn, vốn tưởng làm vậy sẽ khiến ông thay đổi chú ý. Ai ngờ Chủ tịch Kang lại thấy vô cùng thất vọng về hành động này của anh. Hỏi anh nói như vậy là muốn cắt đứt quan hệ với ông đúng không? Cái nhà này không cần đứa con như vậy, ông đuổi anh mau cút khỏi đây. Để bảo vệ tình yêu của đời mình, cha El đã bị bố nuôi đuổi khỏi nhà. Chủ tịch Kang tức tới mức tăng huyết áp. Thấy cháu bị đuổi đi, bà Choi cũng coi như đã giải quyết được cái gai trong mắt. Chiều mượn đao giết người này của bà ta quả thật thâm hiểm. Song Úc thấy mẹ lên mặt trước mặt con dâu mới cũng không khỏi ngại ngùng với vợ, mà không biết rằng vợ mình còn nham hiểm hơn mẹ. Ngày hôm sau bà Choi mặt mày hớn hở, còn Chủ tịch Kang lại cau có không vui. Trong lòng ông cha El còn quan trọng hơn cả con ruột. Bên này cha El một bụng ấm ức tới công ty làm việc, nhìn sắc mặt khó coi của anh, Song Hee hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao. Cha El vội nói dối do tối qua mình uống hơi quá chén, nên tinh thần hôm nay mới không được tốt. Sau đó Song Hee lại nhận được tin mình bị công ty hủy hợp đồng, đoán nguyên nhân chắc chắn là do mối quan hệ của mình và cha El, nên cũng không nói gì thêm. Trên đường về phòng làm việc lại vô tình chạm mặt Chủ tịch Kang. Ông tưởng cô đã biết chuyện cha El bỏ nhà đi nên hỏi cô anh có ở chỗ cô không. Lúc này Song Hee mới hiểu tại sao sáng nay anh lại sa sút đến thế.
Thấy cô là người hiền lành lương thiện, chủ tịch Kang hy vọng cô có thể hiểu cho mình. Thấy Song Hy cả ngày buồn rầu ủ rũ, cha El đoán Song Úc đã nói với cô chuyện hủy hợp đồng. Bản thân cảm thấy vô cùng tự trách, hy vọng cô có thể dẫn theo Su Ho cùng mình rời khỏi đây. Đến lúc đó sẽ không có ai làm phiền họ nữa. Song Hy hứa sẽ cân nhắc về chuyện này. Bên này mẹ Sun Ju cả ngày lo lắng bất an về chuyện của cháu trai. Dù sao cũng là cháu ngoại mình vậy nên vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Thế là bà đã chạy tới chỗ của chú Giang hỏi địa chỉ của Su Ho, sau đó vội vã rời đi. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của bà ta, ông cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ Sun Ju theo địa chỉ tìm tới nhà Su Ho, trùng hợp gặp được Su Ho và bà Mang Súc trước cửa nhà. Cậu bé nhiệt tình chào hỏi, bà nhìn cháu trai ngoan ngoãn hiểu chuyện thật sự không yêu không được. Lúc này bà Mang Súc nhận được điện thoại có chuyện gấp phải nhanh chóng ra ngoài giải quyết. Nghe vậy bà Bang vội nói mình có thể trông cậu bé một lát, mà Su Ho cũng rất thích bà. Cứ như vậy bà Bang đã đưa cậu về nhà mình, có thể gặp lại cháu trai bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi chuẩn bị làm cơm cho cậu bé thì vợ chồng Sun Ju cũng trùng hợp về nhà ngoại. Sun Ju háo hức ấn chuông cửa, bà Bang thắc mắc không biết ai ấn chuông cửa, cũng cảnh giác hỏi ai đang ở ngoài. Nghe thấy tiếng không ngờ con gái và con rể lại tới nhà lúc này, bà Bang luống cuống không biết làm thế nào. Thấy con gái và con rể bất ngờ tới nhà, bà ta sợ hãi gọi con gái vào phòng kêu cô nhanh chóng đưa con rể đi chỗ khác. Sun Ju thắc mắc hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà vội nói con trai cô đang ở nhà vệ sinh. Nghe tin này Sun Ju sợ xanh mặt, bà Bang vội giải thích nguyên nhân nhưng Sun Ju chẳng thèm quan tâm trách bà tại sao lại đưa thằng bé về. Chẳng phải vài ngày trước đã cấm bà không được qua lại với đứa bé rồi sao? Tại sao bà lại không nghe, ngược lại còn giấu cô rước của nợ đó về chứ? Vừa ra ngoài lại trông thấy Song Úc đi về phía nhà vệ sinh. Thấy vậy Sun Ju vội ôm bụng ngã quỵ xuống khiến Song Úc hoảng sợ mà nín ẻ luôn. Bà Bang vội tát nước theo vừa nói chắc chắn là bệnh đau dạ dày của cô tái phát, kêu con rể mau đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Hai mẹ con kẻ tung người hứng thành công lừa được Song Úc, Sun Ju cũng may mắn thoát được một nạn. Hôm sau cô tức giận tới nhà mẹ hỏi tội, không tin đứa bé đó là con trai mình. Mẹ cô nói mình đã xác nhận bố đứa bé mất vì tai nạn giao thông, mà nơi xảy ra vụ tai nạn năm đó cũng là ở Busan, vậy nên mới đưa đứa bé về nhà. Nhưng hiện tại Sun Ju đã kết hôn, nên không muốn có bất kỳ dính líu đến đứa bé đó. Cầu xin bà đừng tiếp tục gây phiền phức cho mình nữa, cô không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại vì đứa trẻ đó. Bên này cha El hẹn Song Hy đi ăn tối, hỏi cô nghĩ gì về chuyện ra nước ngoài cùng anh. Song Hy biết vì mình mà anh đã cãi nhau với gia đình nên cô đã suy nghĩ rất nhiều, hy vọng anh có thể trở về nhà. Cũng biết cha El là chàng trai tốt bụng nên anh chắc chắn sẽ buồn lòng vì chuyện này. Dù sao thì bố nuôi đã vất vả nuôi dạy anh trưởng thành, sao có thể làm ông tổn thương chỉ vì một cô gái được. Cô tin cha El không phải là loại người nhẫn tâm vô tình. Nghe lời khuyên của cô, cha El đã nhận ra là do bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo. Dặn Song Hy yên tâm bởi mình chắc chắn sẽ trở về nhà, bởi vì anh không muốn trốn tránh để giải quyết vấn đề. Hứa sẽ nghĩ cách thuyết phục chủ tịch Kang đồng ý. Mặc dù đã khuyên được cha El, nhưng Song Hy lại không cảm thấy vui vẻ bởi vì cô không muốn anh mệt mỏi vì mình, nên đã tìm gặp chủ tịch Kang nói ra suy nghĩ của mình. Cô quyết định sẽ chia tay với cha El. Chủ tịch bất ngờ hỏi cô là thật sao. Cô rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn khẳng định mình sẽ chia tay với cha El. Khó khăn lắm mới đuổi được cha El đi, ai ngờ hôm sau đã vác mặt về. Càng khó chịu hơn là Song Hy đã chủ động chia tay với cha El. Điều này đã làm đảo lộn kế hoạch hoàn hảo của bà ta. Nhưng theo hiểu biết của Sun Ju thì cha El không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nên đã khuyên bà cứ yên tâm, không cần quá lo lắng. Sun Ju lúc này vẫn chưa biết con trai mình là do Song Hy nuôi dưỡng. Nếu Song Hy kết hôn với cha El và mang theo con trai tới thì sẽ rắc rối lớn. Bên này Song Hy một mình bật khóc nức nở, bởi vì cô đã đồng ý với chủ tịch sẽ chia tay với cha El, nhưng mỗi lần định nói ra câu chia tay lại không thể khống chế nổi cảm xúc. Lúc này cha El cũng tới tìm cô, Song Hy cuối cùng đã lấy hết dũng khí nói ra câu nói chia tay với cha El. Cha El không tin nổi, anh cho rằng bố nuôi chắc chắn đã nói gì đó với cô, nhưng Song Hy lại nói đây là quyết định của mình. Cha El không chấp nhận câu chia tay nói với cô, cho dù là lý do gì thì cũng không đồng ý. Anh biết tất cả đều do mình mà ra nên đã xin Song Hy cho mình thêm chút thời gian. Bên này mẹ Sun Ju đã suy nghĩ rất lâu, bà không tin trên đời lại có bà mẹ không nhớ con, cuối cùng đã gửi địa chỉ của Su Ho cho con gái. Sun Ju thật sự theo địa chỉ tìm tới tận cửa, mặc dù trái tim luôn nhớ con trai, nhưng lý trí nhắc nhở cô tuyệt đối không được làm vậy. Khi cô quay người bỏ đi thì Song Hy cũng dắt theo Su Ho ra ngoài. Bên này chú Giang đã biết chuyện của cô và cha El nên đã đưa ra ý kiến khuyên cô nên nói ra sự thật về đứa bé, như vậy mới không bị chủ tịch và phu nhân hiểu nhầm. Tuy là vậy nhưng câu chia tay đã nói ra, Song Hy cũng không muốn tiếp tục níu kéo. Lúc này mẹ Sun Ju trùng hợp ngang qua, sau khi được chú Giang giới thiệu bà mới biết đối phương là mẹ của Su Ho, biết đối phương là em gái của con rể Seo đã khuất nên cảm thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng. May có Su Ho chạy tới hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Trông thấy cháu ngoại, bà Bang lập tức quên đi nỗi kinh hoàng ban nãy, vui vẻ dắt Su Ho đi mua kem, trên đường lại trùng hợp chạm mặt con gái. Bà ta sợ hãi vội ôm chặt cậu bé giấu ra phía sau lưng. Sun Ju trách mẹ tại sao lại gửi cho mình địa chỉ đó. Khi hai người tranh luận nảy lửa, Su Ho sợ hãi thò đầu ra, không ngờ đối phương lại là
dì xinh đẹp vừa gặp vài ngày trước. Sun Ju lập tức nhớ lại cậu bé đó chính là con trai Song Hee. Nhưng mà sao mẹ cô lại đi cùng cậu bé này? Mẹ cô bất lực nói đó chính là con ruột của cô. Sun Ju hoang mang lo sợ khi trông thấy cậu bé trước mặt, cô không dám tin đây là đứa con trai bị mình vứt bỏ. Năm đó cứ tưởng cả đời không thể gặp lại con, nay cậu bé lại đột ngột xuất hiện khiến cô không thể chấp nhận. Sun Ju thất thần đi trên đường nhìn thấy Song Hee, khiến cô ta càng thêm lo lắng bất an. Song Hee nhìn thấy thì hỏi cô ta có phải không khỏe mà sao sắc mặt trắng bệnh. Sun Ju bối rối phủ nhận rồi rời đi luôn. Hai người thắc mắc sao cô ta cứ như người mất hồn vậy. Về tới nhà, Sun Ju vẫn không dám tin Song Hee lại là em chồng trước của mình. Nhưng hiện tại những chuyện này đều không còn quan trọng. Điều khiến cô ta lo sợ chính là việc Song Hee sẽ trở thành chị em dâu với mình. Như vậy bọn họ sẽ sống cùng nhau, cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ai ngờ vừa về tới nhà lại trông thấy cha El quỳ trước mặt bố chồng cầu xin ông đồng ý cho mình và Song Hee kết hôn với nhau. Mặc cho cha El có cố gắng cầu xin thế nào thì bố nuôi vẫn cương quyết từ chối. Lúc này người ủng hộ cha El chỉ còn mình bà Choi. Sun Ju tự tin cho rằng mình có thể thuyết phục anh, nhưng cha El chẳng thèm quan tâm tới lời cô ta nói. Mỗi thành viên trong gia đình đều có tâm sự riêng. Lúc này chủ tịch Kang nhận được cuộc điện thoại của chú Giang hẹn tới cửa hàng. Bởi vì chú Giang là bạn tốt của bố cha El khi còn sống, vậy nên chủ tịch Kang vẫn luôn coi ông giống như anh trai mình. Để đối phương đồng ý hôn sự của hai đứa nhỏ, chú Giang đã quyết định nói ra sự thật của Song Hee. Ông nói thật ra Song Hee cũng giống chủ tịch Kang. Chủ tịch Kang thắc mắc sao Song Hee lại giống ông. Chú Giang nói ông nhận nuôi cháu trai, Song Hee cũng nhận nuôi cháu trai. Chủ tịch Kang sau khi biết rõ chân tướng thì vô cùng kinh ngạc, lúc này mới hiểu ra những lời cha El từng nói với mình, càng nghĩ càng khâm phục Song Hee. Về tới nhà ông lập tức tới phòng cha El, bắt gặp anh đang chăm chú ngắm nhìn ảnh chụp chung với Song Hee, vậy nên cũng đi tới xem cùng anh. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của cha El trong từng khung ảnh, ông không kiềm lòng được mà hỏi anh có tự tin sẽ yêu mẹ con họ cả đời không? Câu nói này trùng hợp đã bị Sun Ju đứng ngoài nghe được. Cha El không ngờ bố lại đột nhiên đồng ý hôn sự của bọn họ. Anh kích động nắm chặt tay ông không nói lên lời. Nhận được tin cả nhà đều vui thay cha El, chỉ có mình Sun Ju là bất an lo sợ. Từ đây ác mộng của cô ta sẽ chính thức bắt đầu. Cặp tình nhân sau bao sóng gió cuối cùng đã có được sự đồng ý của gia đình. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, không từ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc của họ lúc này. Hôm sau Song Hee đi tới văn phòng chủ tịch, cảm ơn ông vì đã tác thành cho mình và cha El. Nhưng chủ tịch Kang không hiểu tại sao cô không nói ra chuyện về đứa bé sớm hơn, hại ông suýt nữa đuổi cô khỏi công ty. Song Hee nói sau khi kết hôn nhất định cô sẽ nói ra chuyện này với bố mẹ chồng, nhưng hiện tại cô không muốn lấy chuyện này ra làm cái cớ để có được sự đồng ý của bọn họ. Thấy Song Hee nói vậy, chủ tịch Kang rất hài lòng về con người cô, cảm thấy cha El đã không nhìn nhầm người, nhỏ tuổi như vậy đã gánh trên vai trọng trách của cả bố lẫn mẹ, đúng là đáng khâm phục. Sau đó chủ tịch Kang đã bảo Song Hee dẫn con trai tới nhà mình chơi, bởi vì ông cũng rất muốn gặp cậu bé Su Ho đáng yêu. Nhưng phu nhân Choi lại luôn cảm thấy mọi người đang giấu giếm gì đó về Song Hee. Song Úc thấy vậy liền nói, dù gì cũng sắp trở thành người nhà không nên giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Vậy nên chủ tịch Kang đã nói với cha El rằng Song Hee đã đồng ý cho ông kể lại chuyện này với mọi người. Sau đó đã nói ra câu chuyện về đứa bé mà Song Hee đang nuôi dưỡng. Phu nhân Choi không ngờ mình đã hiểu lầm cô, mặc dù mọi người đều đã yên tâm, nhưng đây lại là sự khởi đầu cho chuỗi ác mộng của Sun Ju. Song Hee dẫn Su Ho tới nhà chơi. Mọi người hỏi Su Ho là cháu trai Song Hee sao, Song Hee giới thiệu với Su Ho, Sun Ju là mẹ ruột cậu đó, Su Ho mừng rỡ chạy đến gọi mẹ ơi. Hết hồn chim én, hóa ra đây chỉ là giấc mơ của Sun Ju, cô ta luôn bị giày vò vì chuyện này. Khi Song Hee dắt theo con trai tới nhà, nội tâm Sun Ju càng thêm bất an lo sợ, cả gia đình nhiệt tình tiếp đón hai mẹ con, chỉ có mình Sun Ju lộ rõ vẻ căng thẳng, nhìn đứa bé đáng yêu, trái tim Sun Ju bỗng cảm thấy chua xót. Sau bữa cơm bảo mẫu dẫn Su Ho ra ngoài chơi. Sau đó, hai vợ chồng chủ tịch bắt đầu hỏi đến chuyện của anh trai cô, nhân tiện hỏi thăm về mẹ đứa bé, Sun Ju hoang mang muốn lẩn trốn, nhưng vì đã là người một nhà nên chủ tịch Kang muốn cô ở lại cùng nghe câu chuyện. Sau khi bắt đầu kể lại cả quá trình xảy ra tai nạn cho tới chuyện chị dâu bỏ lại đứa bé, mọi người không ngờ mẹ Su Ho lại là người nhẫn tâm như vậy mà không biết người đó là Sun Ju đang ngồi bên cạnh. Song Hee sắp được gả làm dâu thứ trong gia đình danh giá, tuy nhiên thân phận mẹ đơn thân của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cánh báo chí, bọn họ nhanh chóng vây quanh nhà cô phỏng vấn. Sợ con trai biết được sự thật, Song Hee vội kêu con trai vào nhà trước. Su Ho khóc nức nở chạy về mách ông bà có người đang bắt nạt mẹ, may có vợ chồng cô chú kịp thời xuất hiện mới đuổi được đám phóng viên đi. Thì ra nguồn cơn của chuyện này đều do một tay Sun Ju sắp xếp, bởi vì cha El đã hứa với bố nuôi kết hôn xong sẽ dọn tới sống cùng gia đình họ. Mặc dù chủ tịch đang rất vui mừng nhưng mẹ kế lại coi họ như cái gai trong mắt, lúc này cũng đang nghĩ đủ mọi cách để đuổi bọn họ về lại Mỹ, nên mới nghĩ ra cách xấu xa này, nhưng do vốn tính lương thiện Song Hee, làm sao có thể ngờ mình đang bị đối phương hãm hại. Cha El biết tin lập tức chạy tới nhà cô, Song Hee thấy anh tới thì bật khóc, nói mình thật sự đang rất sợ hãi. Để bảo vệ Su Ho bọn họ đã quyết định tới Mỹ sinh sống, nơi đó sẽ không có ai biết đến họ,
cũng không có ai hỏi về chuyện của Su Ho, cứ như vậy nỗi sợ của Song Hy mới dần lắng xuống. Trở về nhà, cha El nói lại chuyện này với gia đình, anh sắp đưa hai mẹ Song Hy rời khỏi đây. Tuy nhiên mọi người đều thắc mắc tại sao nhà báo lại biết chuyện này. Người chủ tịch càng nghi ngờ đầu tiên chính là vợ mình, nhưng bà ta lại vội vã phủ nhận. Thực ra bà ta cũng có công trong chuyện này. Ban đầu phu nhân liên hệ với nhà báo, nhưng nhà báo lại từ chỗ Tê Ho biết được bí mật của Sun Ju nên đã dùng chuyện này để tống tiền Sun Ju. Lo sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, Sun Ju chỉ đành đáp ứng điều kiện của đối phương. Đổi lại nhà báo phải giúp mình dọa Song Hy một phen, vậy nên mới xuất hiện cảnh phóng viên bu quanh cô. Để điều tra người đứng sau chuyện này, cha El bắt đầu tìm kiếm nhà báo đó, nhưng đối phương giấu giếm thân phận rất kỹ, nên bọn họ không điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Bên này nhà báo nhận được tin nhắn hẹn gặp của Sun Ju, khi nhà báo tới điểm hẹn lại trùng hợp bị Song Hy bắt gặp. Cô vừa nhìn đã nhận ra cả phóng viên ở trước cửa nhà mình, nên đã lén đi theo cô ta đến khách sạn, không ngờ lại bắt gặp Sun Ju cũng có mặt ở đây. Hai người hoàn thành giao dịch, Sun Ju yêu cầu đối phương ký vào bản cam kết sau này phải giữ kín chuyện này, mà nhà báo cũng không có hứng thú về chuyện riêng của người khác. Hai người nhanh chóng ký vào cam kết sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Khi Sun Ju tưởng mọi thứ đã trở về quỹ đạo, thì lại lần nữa đứng trên bờ vực thẳm. Lại không ngờ âm mưu của mình đã bị em dâu phát hiện. Song Hy không dám tin người hủy hoại cuộc đời mình chính là Sun Ju, nhưng cô ta lại nói mình làm vậy là để giúp đỡ cô. Song Hy chất vấn tại sao cô ta lại thuê nhà báo tiết lộ bí mật về đứa bé. Sun Ju lại đẩy trách nhiệm sang người mẹ chồng muốn đuổi cha El ra khỏi nhà. Bà ta chỉ có thể dùng cách này để ép họ đi, còn bản thân cô ta để gia đình không xảy ra mâu thuẫn đang gặp thuê nhà báo viết tốt về cô. Song Hy đơn thuần lại tin lời cô ta nói, còn chủ động xin lỗi về hành vi lỗ mãng của mình khi nãy. Không thể phủ nhận Sun Ju quả thật cao tay. Bên này cha El vẫn đang điều tra về nhà báo đó. Nếu điều tra ra chuyện mẹ chồng để đuổi bọn họ đi mới làm ra chuyện này, thì anh chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Thế là Song Hy đã nói dối mình đã gặp được nhà báo đó, đồng thời đã dạy dỗ đối phương một trận. Nhưng cha El không cho phép bất cứ ai ức hiếp Song Hy. Thấy anh cương quyết đòi đi gặp nhà báo, cô vội ngăn cản anh lại nói mình không muốn làm lớn chuyện. Buổi tối nhà báo lại gọi điện thoại cho Sun Ju. Nghe nhắc tới nhà báo, cha El lập tức nhận ra chuyện gì đó. Trong cuộc nói chuyện, Sun Ju cứ liên tục nhắc tới Song Hy khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dưới sự ép hỏi của cha El, Song Hy chỉ đành kể lại chuyện sáng nay. Biết tin mẹ kế bày ra trò này, anh cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng Song Hy lại cho rằng chuyện đã giải quyết ổn thỏa, cũng không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Thấy Song Hy chịu nhiều ấm ức như vậy, cha El cảm thấy vô cùng tự trách, nhưng cha El vẫn nghi ngờ về hành vi lén lút của Sun Ju. Về tới nhà, anh lập tức đi hỏi Sun Ju tại sao lại giúp đỡ Song Hy. Cô ta giải thích mình là dâu trưởng không muốn gia đình phải khó xử, đồng thời tuyên bố sau này mình sẽ không lo chuyện bao đồng như này nữa. Hôm sau đi làm, Song Hy bỗng nhận được điện thoại của anh Tê Ho, bởi vì có việc ngang qua công ty nên tiện đường tới thăm cô. Nghe nói cô đang nuôi dưỡng con của anh trai, thì không hiểu tại sao cô không liên hệ với chị dâu. Lúc này Tê Ho bất ngờ trông thấy Sun Ju. Song Hy tò mò hỏi anh tại sao lại quen được tổ trưởng của mình. Lúc này Tê Ho mới biết Song Hy vốn không biết Sun Ju là chị dâu mình. Anh hỏi cô thật sự không biết người phụ nữ đó là ai sao. Song Hy nói cô ta là tổ trưởng của mình. Tê Ho nói cho cô biết đó chính là vợ của anh trai cô. Song Hy sốc không nói lên lời. Bí mật Sun Ju chôn giấu suốt nhiều năm cuối cùng đã bị bại lộ. Song Hy nhớ lại lời cô ta từng nói đã giúp mình ngăn chặn nhà báo, thêm cả biểu cảm căng thẳng khi gặp Su Ho của cô ta đã chứng minh Sun Ju đã sớm biết tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đây cô cảm thấy mình như một con ngốc, luôn coi người phụ nữ nhẫn tâm đó là ân nhân cứu rỗi cuộc đời mình. Bên này Sun Ju thấy Song Hy mãi không đến công ty làm việc chuẩn bị trừ lương cô. Cha El vội chạy đi tìm Song Hy khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng. Cuối cùng cha El chỉ đành chạy tới tận nhà cô tìm kiếm, lại được tin Song Hy vẫn chưa về nhà. Thì ra cô vẫn luôn đợi dưới công ty chờ Sun Ju tan làm. Sun Ju hỏi tại sao cô lại không nghe điện thoại, thậm chí còn tức giận chất vấn Song Hy tự ý nghỉ việc. Ai ngờ câu trả lời của Song Hy lại khiến Sun Ju chết đứng. Song Hy hỏi cô ta tại sao lại vứt bỏ Su Ho, tại sao cô ta lại vứt bỏ thằng bé. Sun Ju không thể ngờ Song Hy nhanh như vậy đã biết được bí mật của mình. Cô ta hoang mang không biết nên trả lời thế nào. Lúc này Song Hy mới hiểu tại sao cô ta lại ngăn không cho nhà báo loan tin, nói giúp đỡ mình chỉ là cái cớ hao tâm tổn sức che đậy chuyện này, sợ chuyện mình là mẹ ruột của Su Ho sẽ bị bại lộ. Sun Ju hỏi ngược lại Song Hy lẽ nào cô muốn vạch trần chuyện này với mọi người. Nghe vậy Song Hy càng thêm phẫn nộ, là một người mẹ cô ta lại chưa từng lo lắng con trai có khỏe mạnh trưởng thành, có thường xuyên đau ốm hay mắc bệnh gì không mà chỉ lo sợ chuyện xấu của mình sẽ bị bại lộ. Điều này khiến Song Hy bắt đầu nghi ngờ cô ta rốt cuộc đã từng yêu anh trai mình hay chưa. Sun Ju còn giả biện nói bản thân rất yêu anh trai cô, nhưng nếu yêu chồng đến vậy thì tại sao cô ta không xuất hiện trong đám tang của anh ấy, còn nhẫn tâm vứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn. Song Hy cuối cùng đã trút ra tất cả những nỗi ấm ức và oán hận bị đè nén bấy lâu trong lòng. Nhưng Sun Ju không những không cảm thấy áy náy mà còn cố gắng ngụy biện cho hành động sai trái của mình.
Hiện tại Song Hy đã không còn ngu ngốc tin vào lời dối trá của cô ta nữa. Điều khiến cô thất vọng nhất là anh trai lại yêu phải một người phụ nữ không có tình người này, thậm chí còn bỏ mạng vì cô ta. Người phụ nữ này quá nhẫn tâm, không những không cảm thấy áy náy vì năm xưa đã vứt bỏ đứa con vừa chào đời, mà còn nghĩ đủ cách che đậy chuyện này. Song Hy cuối cùng đã biết được chân tướng, cô nặng trĩu tâm sự, về nhà thấy cô chú và cha El vẫn đang ngồi đợi mình Song Hy, liền cảm thấy rất có lỗi. Cha El đoán Song Hy nhất định đã có chuyện gì đó nên mới biến mất cả ngày hôm nay. Song Hy lê cơ thể mệt mỏi về phòng, cô không muốn nói gì thêm. Bà Mang Xúc thấy cháu gái mặt mũi trắng bệch liền kêu cha El mau về nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi ngày mai hãy nói. Thấy Song Hy một mình ngồi ngoài sân, bà Mang Xúc tới hỏi cháu gái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy cô lo lắng cho mình như vậy, Song Hy chỉ đánh nói ra sự thật, kể lại chuyện mình đã trông thấy mẹ ruột của Su Ho. Bà Mang Xúc không thể ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, thế là Song Hy đã kể lại tất cả mọi chuyện. Biết mẹ ruột của Su Ho chính là Sun Ju, bà Mang Xúc thật sự không dám tin vào tai mình. Ban đầu chính Sun Ju là người tạo cơ hội cho Song Hy tới công ty phỏng vấn, điều này khiến bà luôn coi đối phương là ân nhân của mình, không ngờ cô ta lại là người mẹ tàn nhẫn vứt bỏ Su Ho năm đó. Nhưng chuyện khiến Song Hy phiền não nhất chính là sau này, cô sẽ trở thành chị em dâu với cô ta. Tuy nhiên bà Mang Xúc lại cảm thấy Song Hy đang mượn chuyện này để trốn tránh tình cảm của mình. Nhiều năm nay một mình nuôi con đã chịu biết bao khổ cực, nếu sau này có gả vào gia đình đó, thì người có tật giật mình phải là Sun Ju mới đúng. Bà Mang Xúc động viên Song Hy, nhất định không được vì chuyện này mà đề nghị chia tay với cha El. Bên này Sun Ju sợ hãi không thể ngủ nổi, nếu để nhà chồng biết được sự thật bản thân chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng chuyện đã tới nước này, cách tốt nhất là khiến cho Song Hy phải ngậm miệng lại. Hôm sau đi làm, cha El tìm gặp Song Hy, lo lắng hỏi cô tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Song Hy lại không nói ra sự thật. Khi cô ra ngoài, trường hợp bắt gặp Sun Ju đứng ngoài nghe trộm. Thấy Song Hy chưa nói chuyện này với cha El, cô ta vội gọi Song Hy tới nói chuyện riêng. Nghe cuộc đối thoại của hai người, cha El cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy nên đã lén đi theo bọn họ. Để nhà chồng không phát hiện ra chuyện mình đã từng sinh con, cô ta lại dám uy hiếp Song Hy phải chia tay với cha El. Không ngờ cô ta có thể nói ra những câu mặt dày vô liêm sỉ tới vậy. Song Hy kêu cô ta đừng có mơ. Sun Ju lại hỏi cô không thấy khó chịu khi nay lại làm chị em dâu với mình sao. Song Hy nói sao cô phải khó chịu chứ. Song Hy biết cô ta sợ vị trí dâu trưởng của mình bị lung lay mới có thể nói ra những lời hèn hạ tới vậy. Chuyện đã tới nước này, Sun Ju cuối cùng đã lộ rõ bộ mặt thật. Cô ta biết rõ Song Hy luôn coi Su Ho như mạng sống của mình. Để bảo vệ cậu bé, cô sẽ không dám nói ra chuyện này, vậy nên hành vi của mình sẽ không bị gia đình chồng phát hiện. Khi cô ta đắc ý quay người rời đi, cho rằng mình đã thắng trong ván bài này, lại bắt gặp cha El đứng ngay phía sau. Sun Ju chết lặng tại chỗ. Cha El không tin nổi hỏi cô ta đây là chuyện gì. Mẹ ruột Su Ho chính là cô ta sao? Su Ho tức giận bắt Sun Ju trả lời. Thấy cha El kích động như vậy, Song Hy vội lên trước khuyên can. Lúc này cha El đã hoàn toàn thất vọng về Sun En Ju. Anh kêu Song Hy ra ngoài trước, muốn tự mình xác nhận lại chuyện này. Bởi vì Sun Ju mà anh biết vốn không phải là người như vậy. Anh thật sự muốn biết Sun Ju tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ Su Ho. Nhưng cô ta vẫn luôn miệng giả biện. Cha El hỏi còn anh trai của anh thì sao? Nhắc tới chồng, Sun Ju chết lặng tại chỗ, không biết trả lời thế nào. Cha El không ngờ người phụ nữ này lại giấu giếm mọi chuyện để kết hôn với anh trai mình, nhưng Sun Ju lại ngụy biện nói mình không nhẫn tâm để Sun Ju chịu tổn thương nên mới làm như vậy, vậy mà lại nhẫn tâm vứt bỏ con cái sao? Cha El hỏi lẽ nào cô ta không nghĩ tới việc sự thật sớm muộn gì cũng bị phát hiện sao? Nếu Song Úc biết được chuyện này thì cô sẽ làm thế nào? Chuyện đã đến nước này, cô ta không thể quay đầu được nữa nên đã cầu xin cha El đừng nói chuyện này với chồng mình. Thấy cô ta không chịu hối cải, cha El thất vọng bỏ đi. Lúc này Sun Ju cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ, nghĩ mãi vẫn không có cách nào ngăn cản bọn họ, lo lắng đến mức đi không vững. Thấy Sun Ju ngã, trợ lý vội chạy tới đỡ cô ta. Làm việc với nhau suốt nhiều năm, đây là lần đầu anh thấy cô ta có thái độ như vậy. Đến cả thư ký Kim đọc bản kế hoạch Sun Ju cũng không có tâm trạng xem qua. Trông thấy cha El và Song Hy đứng trước mặt nhìn chằm chằm cô ta như oan hồn đang đòi mạng thì càng thêm sợ hãi. Vậy mới nói sống ở đời đừng nên làm chuyện khuất tất, bởi có che đậy đến đâu thì cuối cùng cũng bị phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Sun Ju giấu chuyện mình có con thuận lợi kết hôn với người chồng đẹp trai giàu có, mà không ngờ chuyện này đã bị em chồng phát hiện. Để giữ thể diện cho chị dâu, cha El hy vọng cô ta sẽ tự mình nói ra chuyện mình từng kết hôn sinh con với anh trai, như vậy mới có cơ hội được mọi người tha thứ. Nếu để lỡ cơ hội này thì anh sẽ nói ra chuyện này với anh trai. Sun Ju biết rõ nếu mình nói ra sự thật thì Song Úc nhất định sẽ không tha thứ cho mình, nhưng vào tình huống nguy cấp cô ta lại không nghĩ được ra cách gì. Nhìn người chồng yêu mình sâu đậm, Sun Ju cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để nói ra. Lúc này cô ta đã bị dày vò tới mức mất ăn mất ngủ. Mẹ chồng thắc mắc sắc mặt con dâu gần đây tại sao lại xuống sắc như vậy. Bố chồng nói chắc do công việc gần đây quá áp lực, kêu con trai phải tẩm bổ cho vợ. Thấy anh trai vẫn vui vẻ như ngày thường, cha El liền biết Sun Ju vẫn chưa nói ra sự thật với Song Úc. Nhưng cô ta có chết cũng không chịu nói ra chuyện này, bởi nếu Song Úc biết chuyện sẽ lập tức ly hôn với mình. Làm bạn với nhau đã lâu như vậy, cô ta không tin cha El sẽ nhẫn tâm nhìn mình bị chồng vứt bỏ.
Thấy Sun Ju không có ý định quay đầu, cha El lập tức quay người đi tìm anh trai nói chuyện. Vừa mở miệng thì Song Úc bỗng nhận được điện thoại của Sun Ju, nói mẹ mình ở nhà đột nhiên bị ngất kêu anh lập tức đưa bà tới bệnh viện một chuyến. Hai anh em không ngờ đây chỉ là âm mưu của Sun Ju. Cô ta tự tin nói cha El không thể nói ra sự thật. Cha El hỏi cô ta tại sao lại tự tin nói anh không thể nói ra. Cô ta uy hiếp nếu anh nói với Song Úc thì cô ta cũng nói với Su Ho ai mới là mẹ ruột của cậu bé. Cha El không ngờ cô ta lại đê tiện tới mức này, dám dùng con trai để bịt miệng bọn họ, vì hạnh phúc của bản thân cô ta chuyện gì cũng dám làm. Bên này Song Úc vội chạy tới nhà mẹ vợ, thấy mẹ nằm bất động trên giường nên muốn đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Bà ta vội vàng từ chối nói mình không sao, thấy con rể đối xử tốt với mình và con gái như vậy, bà cảm thấy vô cùng áy náy. Buổi tối sau khi tan làm Song Úc muốn dẫn Sun Ju cùng mình ra ngoài ăn cơm với bạn, nhưng cô ta làm gì còn tâm trạng đi theo anh, thế là Song Úc một mình tới điểm hẹn. Không ngờ bạn gái của bạn thân lại là bạn thời đại học với Song Úc. Khi nhắc tới Sun Ju, người bạn gái kia vô tình tiết lộ chuyện cô ta từng mang thai, nhưng Song Úc lại không tin vào những lời đồn đại này, lập tức cảnh cáo cô gái kia đừng nói những lời đồn vô căn cứ kiểu này. Thấy thái độ khó chịu của Song Úc đối với mình, cô gái cũng không giấu giếm nữa nói ra chuyện tốt nghiệp đại học chưa lâu, có người đã trông thấy Sun Ju ôm bụng bầu. Song Úc sốc toàn tập không tin được vào tai mình. Mặc dù không muốn tin nhưng nghĩ lại tinh thần không ổn định của vợ dạo gần đây, anh dường như đã cảm nhận được điều bất thường. Mà Sun Ju cũng bị chuyện này giày vò đến mất ăn mất ngủ, khó khăn lắm mới tìm được cách giải quyết ổn thỏa mới dám yên tâm nằm ngủ. Nhìn vợ ngủ say Song Úc lại nhớ tới lời cô gái kia nói, nhưng cuối cùng vẫn không tin những lời đồn vô căn cứ đó. Lúc này điện thoại của Sun Ju bỗng có tin nhắn do mẹ vợ gửi tới, tin nhắn nói đồ xấu xa đã nói dù thế nào cũng không được làm tổn thương Su Ho cơ mà. Tin nhắn này lập tức khiến Song Úc nảy sinh nghi ngờ. Anh thậm chí còn nghĩ đứa bé trong tin đồn liệu có phải Su Ho, cháu của Song Hy không. Do không có chứng cứ xác thực chỉ có thể im lặng giấu xuống chuyện này. Sáng sớm hôm sau Sun Ju dậy sớm nấu cơm cho cả nhà. Bởi vì đã giải quyết xong mọi chuyện nên tâm trạng cô ta rất tốt. Nhưng vừa tới công ty đã chạm mặt bà Xúc Mang. Đối phương không nói không rằng thẳng tay hất cốc nước vào mặt Sun Ju. Sun Ju tức giận hỏi đối phương rốt cuộc là ai. Khi biết đó là cô của Song Hy, cô ta lập tức ngậm miệng. Thấy vợ bị bắt nạt, Song Úc tức tối chạy tới bảo vệ vợ. May có Song Hy đến kịp mới ngăn được cô Xúc Mang không làm to chuyện. Sợ bí mật bị bại lộ, Sun Ju vội kéo chồng rời đi. Để Song Úc không nghi ngờ nên đã tùy tiện tìm cái cớ để giải thích. Sun Ju nghĩ nhất định là Song Hy ném đá giấu tay, nhưng Song Hy lại cảm thấy đối phương đừng nên bận tâm mấy chuyện còn con này, mà hãy nghĩ cách làm thế nào để nhà chồng không phát hiện ra thì hơn. Sau đó Song Úc gọi Song Hy tới phòng làm việc hỏi chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào, mà Song Hy cũng không thể nói ra sự thật. Trong thang máy Song Úc lại chạm mặt cha El, vì có chút phiền lòng nên đã hẹn em trai ra ngoài làm vài ly, nhưng tối nay cha El đã hẹn hai mẹ con Song Hy ra ngoài dùng bữa. Sau khi biết nhà hàng bọn họ sẽ tới, anh cũng dẫn theo Sun Ju tới đó. Cứ như vậy bọn họ đã gặp nhau tại nhà hàng đúng như sắp xếp của Song Úc. Anh nói dù sao cũng không hẹn mà gặp thôi thì bữa cơm hôm nay anh mời. Mặc dù mọi người đều gượng gạo nhưng không ai dám đứng ra từ chối. Cứ như vậy Song Úc đã để Sun Ju ngồi cùng cậu bé Su Ho. Điều này khiến cô ta cảm thấy lo lắng bất an, mà Song Úc cũng đang thăm dò biểu hiện của vợ. Khi gọi món lại phát hiện Sun Ju mắc bệnh di truyền từ mẹ. Cả hai người đều dị ứng với cải thảo, mà có rất ít người dị ứng với loại rau này. Điều này lần nữa khiến Song Úc nhớ tới lời nhắc nhở của bạn thân. Song Úc bắt đầu lạnh nhạt với Sun Ju, người chồng luôn yêu vợ sâu đậm này lại không muốn ăn trưa cùng cô, buổi tối cũng không về nhà đúng giờ, thậm chí còn thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt. Mặc cho chồng đối xử với mình như thế nào, Sun Ju cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ biết đổ hết chuyện này lên đầu em chồng, bởi vì bí mật này chỉ có cha El biết. Sun Ju cho rằng chính cha El đã nói với chồng chuyện mình có một đứa con riêng, nhưng cha El lại không muốn nhắc tới chuyện này. Ngược lại còn khuyên cô ta giờ nói ra sự thật với anh trai vẫn chưa muộn. Mặc dù cảm thấy sắp có điều chẳng lành nhưng cô ta vẫn ngoan cố không biết hối cải. Thấy thái độ Sun Ju như vậy, cha El cũng không muốn đôi co với cô ta, chỉ cảm thấy áy náy vì đã giấu giếm anh trai chuyện này. Thực ra sau khoảng thời gian dài quan sát, Song Úc đã xác nhận được lời đồn, thậm chí còn lấy được bàn chải đánh răng của Sun Ju. Hiện tại chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm ADN là xong. Vì rất yêu Sun Ju, anh hy vọng cô sẽ chủ động thừa nhận mọi chuyện với mình, nên đã quyết định cho vợ một cơ hội. Anh hỏi cô có gì muốn nói với anh không. Cô ta không hiểu Song Úc muốn mình nói gì. Song Úc đã gợi ý cho cô ta ví dụ như chuyện sẽ khiến anh tổn thương, hoặc là chuyện mà thời gian qua cô ta chưa có cơ hội nói ra. Anh vẫn mong chờ hỏi cô ta không có gì muốn nói với anh sao. Nhìn người vợ thân yêu trước mặt, Song Úc hy vọng cô có thể nói ra câu nói đó, nhưng câu trả lời của Sun Ju đã khiến anh vô cùng thất vọng. Về tới nhà, Song Úc gọi điện tới bệnh viện, rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm. Nhưng khi nhân viên giao hàng tới lại trùng hợp gặp được Sun Ju, thấy đơn hàng gửi cho Song Úc, cô còn nhiệt tình mang tới tận phòng làm việc cho anh. Dạo gần đây, Sun Ju luôn cảm thấy buồn bã khi bị chồng lạnh nhạt, mà không biết anh đã phát hiện ra bí mật của mình. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, Song Úc do dự hồi lâu. Mặc dù đã đoán được đáp án nhưng anh vẫn ôm theo một tia hy vọng, mở túi ra trông thấy kết quả trên giấy.
Khoảnh khắc trông thấy dòng chữ đó, trái tim anh như vỡ vụn, bị người mình yêu nhất lừa dối xong úp, thật sự không thể chịu đựng nổi nỗi đau này. Tới tối muộn anh mới loạn choạng trở về nhà, vừa bước vào đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ, luôn miệng nói lời xin lỗi. Bố mẹ cũng cảm thấy tò mò về sự thay đổi bất ngờ của con trai. Thấy anh trai như vậy, cha eo vội đỡ anh vào phòng. Khi Xuân Du chuẩn bị giúp chồng thay áo, anh bất ngờ đẩy cô ra, kêu cô cút đi đừng động vào mình. Xuân Du mơ hồ không hiểu tại sao chồng lại thay đổi như vậy, nhưng vẫn luôn cho rằng chuyện xấu của mình vẫn chưa bị chồng phát hiện. Cứ như vậy cô ta ngồi bên cạnh nhìn chồng ngủ suốt đêm. Cho tới sáng hôm sau đi làm, khi Xuân Du đang đánh răng mới phát hiện bàn chải của mình đã bị đổi, cô ta lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhớ lại đơn hàng gửi tới cho Song Úc, hôm đó liền vội vã chạy tới phòng làm việc của chồng, quả nhiên phát hiện kết quả xét nghiệm ADN ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mẹ chồng lại hùng hổ xông tới đánh con dâu thế này, đến cả người chồng luôn yêu chiều Xuân Du hết mực cũng không đứng ra bảo vệ cô, cho dù Xuân Du có quỳ xuống van xin thế nào, cuối cùng vẫn bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Cha El từng nhiều lần khuyên cô ta hãy chủ động thừa nhận với Song Úc, nhưng Xuân Du chỉ biết chạy theo hạnh phúc của riêng mình, quyết không để chồng biết được bí mật giấu kín đó. Chuyện đã tới nước này, Xuân Du lại không biết phải làm sao, cô ta thấp thỏm lo sợ Song Úc sẽ ly hôn với mình. Cha El không hiểu tới lúc này rồi, tại sao cô ta vẫn còn lo nghĩ tới chuyện này. Cha El hỏi cô ta có từng yêu anh trai mình chưa, không ngờ câu hỏi này lại khiến cô ta phẫn nộ, bởi vì vài ngày trước Song Hy cũng hỏi câu hỏi y hệt. Nếu thật sự yêu một người thì lúc này chuyện nên lo sợ không phải là liệu mình có bị đối phương vứt bỏ hay không, mà là lo lắng đối phương đau khổ tới nhường nào. Nghe tới đây Xuân Du lập tức cứng họng, thấy cha El rời đi, cô ta bắt đầu đổ hết mọi chuyện mình gặp phải lên đầu anh. Cho dù có như thế nào Xuân Du vẫn cố nghĩ cách cầu xin sự tha thứ của chồng, nhưng Song Úc đã từng cho cô ta rất nhiều cơ hội, khi sự việc bị bại lộ mới tới nói ra sự thật thì có ích gì chứ. Song Úc không có cách nào tha thứ cho cô ta, điều khiến anh thất vọng là Xuân Du vẫn ngoan cố ngụy biện cho sai lầm của mình. Song Úc không ngờ mình lại cưới lại phụ nữ mặt dày không có tình người thế này, anh kêu cô ta lập tức cuốn gói khỏi nhà, sau này không được xuất hiện trước mặt mình. Nhưng cuộc đời Xuân Du trước nay chưa từng thừa nhận hai chữ thất bại, vậy nên cho dù thế nào thì cô ta vẫn không chịu rời đi. Về tới nhà trước mặt bố mẹ mà Song Úc cũng không liếc nhìn vợ lấy một cái, chuyện này khiến Song Úc vô cùng hổ thẹn, không biết sau này phải đối diện với cha El và Song Hy như thế nào. Nhưng cũng không khỏi khâm phục Xuân Du, có thể thản nhiên khi đứng trước con trai ruột như vậy, lúc này anh thật sự hối hận vì đã kết hôn với cô ta. Bên này bố mẹ dưới nhà luôn cảm thấy có chuyện không ổn, nên đã xuất hiện cảnh mẹ chồng đánh con dâu, nhưng Xuân Du sao có thể cam tâm bị nhà chồng đuổi đi như vậy. Sau bao đêm suy nghĩ, cô ta cuối cùng đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Cô gái bước chân vào nhà hào môn chưa được bao lâu đã nhận được đơn ly hôn, nhưng tính cách kiêu ngạo như cô ta sao có thể chấp nhận chuyện này. Biết con gái chính là điểm yếu của chồng, Xuân Du đã làm giả báo cáo xét nghiệm. Biết vợ đã mang thai Song Úc không khỏi ngạc nhiên, Xuân Du nói sau khi ly hôn, mình không thể giữ đứa bé này lại, sau đó lại bắt đầu kể khổ để lấy sự thương cảm. Nghe tới đây Song Úc cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nói mình cần phải suy nghĩ kỹ lại. Cứ như vậy Xuân Du bắt đầu già ốm nghén trong công ty, bởi vì cô ta đã có kinh nghiệm mang thai trước đó nên diễn rất nhập tâm, tin tức này rất nhanh đã lan khắp công ty. Song Úc suy đi tính lại đã quyết định nói ra chuyện này với bố mẹ, dù gì cũng đã từng yêu nên anh không khỏi vấn vương Xuân Du. Nhưng bà cho lại không tin vào lời gian dối của con dâu, vội bắt con trai chuyển lời lại với Xuân Du, mình sẽ đích thân đưa cô ta tới bệnh viện làm xét nghiệm. Hôm sau Song Úc gọi điện thoại cho vợ, biết tin mẹ chồng muốn đưa mình đi khám thai, hai mẹ con vô cùng sợ hãi, chuyện đã tới nước này Xuân Du chỉ đành tát nước theo mưa. Mẹ cô khuyên con gái đừng tiếp tục ngoan cố nữa, nếu bị phát hiện chuyện mang thai giả thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng nếu không cùng mẹ chồng đi kiểm tra, họ sẽ càng thêm nghi ngờ. Để đánh lừa mẹ chồng, Xuân Du đã tìm người tới thay mình. Nhưng trên đường cùng mẹ chồng tới bệnh viện, đối phương lại gọi điện thông báo người mang thai đó có chuyện gấp không thể tới. Nhận được tin Xuân Du lập tức rơi vào hoảng loạn, tới cuối cùng cô ta vẫn không biết hối cải, vừa tới cổng đã mượn cớ đi vệ sinh. Đến đây rồi nên mẹ chồng cho rằng cô ta không thể làm gì được nữa, ai ngờ trong nhà vệ sinh Xuân Du lại gặp được một người phụ nữ mang bầu, một người mang thai cùng tháng với cô đã xuất hiện. Sau khi nghe yêu cầu của Xuân Du liền dùng tiền giải quyết vấn đề, dưới sức mạnh của đồng tiền, thai phụ lập tức đồng ý yêu cầu vô lý của Xuân Du. Nhưng tiếp theo đây Xuân Du vẫn phải nghĩ cách lừa mẹ chồng. Lúc này bà cho nhận được điện thoại của một người đàn ông nói mình không cẩn thận đâm vào xe bà, vậy nên muốn bà nhanh chóng ra ngoài xử lý. Cứ như vậy Xuân Du thành công qua mắt được mẹ chồng. Thấy con dâu đã mang thai, bà choi chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Song Úc cũng đón vợ về nhà ngay sau đó. Mặc dù hiện tại đã lừa được nhà chồng nhưng bước tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Cô ta phải nhanh chóng có thai mới có thể giữ vững vị trí dâu trưởng trong nhà. Xuân Du tự tin cho rằng Song Úc sẽ chấp nhận mình, ai ngờ anh lại đề nghị ngủ riêng. Cặp tình nhân sắp bước vào lễ đường, nhưng trong khi lại cảm thấy trai đang dần trốn tránh mình, thậm chí còn muốn hoãn lại ngày kết hôn, hai người vốn rất yêu nhau Song Hy không hiểu tại sao bạn trai lại đột ngột thay đổi như vậy. Vài ngày trước cha El tới nhà Song Hy khi ăn cơm,
Ba người ngồi quây quần bên nhau khiến cha El cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Su Ho muốn nhanh được gọi chú là cha. Cha El nói với cậu bé ngày đó sẽ nhanh tới thôi. Sau bữa cơm, Su Ho cho cha El xem tranh của mình. Cha El cho rằng người trong bức tranh là mình, nhưng cậu bé lại nói người đàn ông đó là bác mình. Sau đó đã lấy ảnh của bác cho cha El xem. Khoảnh khắc trông thấy tấm ảnh, anh lập tức nhớ lại vụ tai nạn 8 năm trước, mà người đàn ông Song Úc đâm chết 8 năm trước chính là anh trai của Song Hy. Cha El không dám tin vào sự thật tàn khốc này, mà chuyện này vẫn luôn là hòn đá lớn đè nặng trong lòng anh. Tới nước này anh không còn mặt mũi đối diện với bạn gái, vội vã chạy ra ngoài lấy túi rời đi. Song Hy thắc mắc hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha El hoảng loạn không có cách nào giải thích với cô. Song Hy vội hỏi con trai rốt cuộc cha El đã xảy ra chuyện gì. Su Ho kể lại chuyện ban nãy khi vừa trông thấy ảnh của bác thì cha El bỗng trở nên như vậy. Biết được chân tướng, cha El cảm thấy vô cùng đau khổ, sợ Song Hy sau khi biết được chuyện này sẽ bỏ rơi mình, mà bản thân lại cảm thấy rất có lỗi với cô. Hôm sau cha El tới phòng làm việc và kể lại mọi chuyện với anh trai, biết người mình đâm chết là anh trai của Song Hy, Song Úc cũng không thể chấp nhận nổi. Cha El hy vọng anh trai có thể cùng mình tới nhận lỗi với Song Hy, nhưng người lái xe năm đó là Song Úc nên anh rất sợ bị ngồi tù. Cha El hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Buổi tối Song Úc loạng choạng về nhà rồi kể lại chuyện này cho mẹ. Ai ngờ bà ta sớm đã biết chuyện này, đồng thời nói với con trai cho dù phải dùng cách nào thì mình nhất định sẽ ngăn cản. Song Úc cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Khi trông thấy Sun Ju khiến anh không khỏi cảm thấy áy náy. Suy cho cùng thì người đó cũng là chồng cũ của cô nên anh cảm thấy rất có lỗi. Vậy nên thái độ của anh với vợ đã thay đổi 360 độ. Bên này bà Choi tìm tới phòng cha El, hỏi anh có thật sự muốn nói ra chuyện này với Song Hy không? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, lãng quên nó mới là cách hay nhất lúc này. Nhưng cha El không muốn cả đời phải sống trong đau khổ dằn vặt nên đã cầu xin bà khuyên bảo anh trai. Hiện tại thừa nhận tội lỗi vẫn chưa quá muộn. Không ngờ bà Choi lại nói trắng thành đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cha El. Bà cũng biết Song Úc là người lái xe nhưng lại hỏi cha El có chứng cứ chứng minh Song Úc lái xe không. Hơn nữa xe đó lại là xe của anh. Chuyện hai người lái xe tới Busan đã là chuyện của 8 năm trước, nay đã không thể nhớ rõ nữa. Cha El không thể tin nổi những gì mình đang nghe từ miệng mẹ nuôi mình. Bà Choi vì muốn con trai thoát tội đã nhẫn tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Biết mẹ nuôi luôn ghét mình, nhưng anh cũng không thể ngờ bà ta có thể thốt ra những lời ác độc này. Song Úc cũng trách mẹ không nên đối xử với cha El như vậy. Con thừa nhận mình lái xe đi, sau đó vào tù ngồi. Con tự tin làm vậy không? Câu hỏi của mẹ khiến Song Úc câm nín. Anh cho rằng nếu cha El nói chuyện này với Song Hy, cô nhất định sẽ không kết hôn với anh ta. Vậy nên mạnh dạn đoán cha El sẽ không dám nói ra chuyện này. Hai mẹ con vừa bàn bạc xong bất ngờ chạm mặt cha El đang chuẩn bị đi làm. Nhìn người mẹ khiến mình thất vọng, anh im lặng không nói gì, một mạch bước ra khỏi cửa. Trong bữa tối thấy Sun Ju cơ thể gầy yếu đã kêu cô ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Dù sao cũng là thời kỳ đầu mang thai nên nhất định phải cẩn thận. Nhưng mẹ chồng lại nói đây không phải lần đầu sinh con, phải biết việc gì nên làm, không nên làm mới đúng. Song Úc thấy mẹ có hơi quá đáng, sau bữa cơm đã kêu vợ vào phòng an ủi cô đừng để ý tới lời của mẹ vừa rồi. Sun Ju thảo mai nói chỉ cần mẹ không giận thì chuyện gì cô cũng chấp nhận được. Thấy vợ trước nay chưa từng so đo tính toán với mẹ khiến Song Úc càng thêm áy náy, hy vọng sau này có thể chung sống hạnh phúc bên cạnh cô, đồng thời quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Thấy chồng hồi tâm chuyển ý, Sun Ju kích động nắm chặt tay anh hạnh phúc không nói nên lời. Hôm sau Sun Ju chạy tới khoa sản kiểm tra buồng trứng, nhưng bác sĩ lại thông báo một tin khiến cô ta không thể chấp nhận, bởi vì lần trước sinh con không kiêng cữ cẩn thận dẫn tới cô hiện tại rất khó có thể mang thai. Nếu không thể có thai thì chuyện mình mang thai giả sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Chuyện đã tới nước này, Sun Ju chỉ có thể tiếp tục sử dụng IQ vô cực của mình. Hôm sau đã tới ngày cô tới khám thai, Song Úc chuẩn bị cùng cô tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Sun Ju lại nói hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, mà thai nhi vẫn còn bé kêu anh không cần quá lo lắng. Ai ngờ bố chồng lo cô đi một mình nguy hiểm đã kêu vợ đi cùng, không còn cách nào khác bà Choi chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, Sun Ju cũng không tiện từ chối. Thấy chuyện mình mang thai giả sắp bị phát hiện, trong tình huống nguy cấp cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, cược hẳn mạng sống của mình, quá đáng sợ mà. Vài ngày trước Sun Ju không cẩn thận sảy thai, Song Úc đưa cô về phòng nghỉ ngơi nhưng cô lại thu dọn hành lý rời đi, bởi vì cô biết không còn đứa bé mình sẽ không đủ tư cách ở lại căn nhà này. Nhưng Song Úc sao có thể vì chuyện này mà đuổi vợ ra khỏi nhà, mà không ngờ đây chỉ là âm mưu của Sun Ju. Lúc này mẹ cô gọi điện thoại tới hỏi mọi chuyện đã thành công hay chưa, mặc dù lừa được nhà thông gia nhưng bà ta lại cảm thấy rất có lỗi với con rể. Nhưng Sun Ju lúc này làm gì còn tâm trạng quan tâm nhiều như thế, để được ở lại ngôi nhà này cô ta thật sự đã bất chấp mọi thủ đoạn. Buổi tối bố chồng vừa tan làm vội tới thăm con dâu, an ủi cô yên tâm tĩnh dưỡng. Sau khi chồng đi khỏi, bà Choi lập tức kéo con trai ra ngoài hy vọng anh có thể sớm ngày ly hôn với Sun Ju, nhưng Song Úc kiên quyết nói cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ bỏ Sun Ju. Bà Choi hỏi con mình chung chăn gối với vợ của người đàn ông bị mình đâm phải rồi bỏ chạy thật sự bình thường sao? Song Úc nói chính vì vậy nên anh mới không thể ly hôn,
Nếu không vì chuyện đó thì anh đã sớm ly hôn rồi. Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh kỳ lạ, thì ra Sun Ju đã lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô không dám tin người đâm chết chồng cũ lại chính là người chồng hiện tại của mình. Lần này cô ta đã thật sự hoảng loạn rồi. Khi Song Úc ra ngoài kiểm tra, Sun Ju đã vội trốn vào một góc. Sáng hôm sau cô ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra tiễn chồng đi làm. Lúc này bệnh viện phụ sản bỗng gọi điện tới hỏi tại sao cô không tới bệnh viện kiểm tra. Sun Ju chán ghét trả lời mình đã sảy thai. Không ngờ một lúc sau, bác sĩ điều trị chính đã tới nhà. Do là bạn tốt với phu nhân Choi nên đã tới tận nơi thăm hỏi. Khi chuẩn bị ra về, trùng hợp trông thấy Sun Ju đi ra, nhưng cô lại không nhận ra bác sĩ điều trị chính của mình, mà bác sĩ cũng nói mình chưa từng gặp Sun Ju. Mẹ chồng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Sun Ju lại dễ dàng thừa nhận tất cả chuyện xảy thai hôm qua là giả. Bà Choi tức giận mắng cô là đồ mặt dày vô liêm sỉ, giơ tay định cho Sun Ju một bạt tai. Sun Ju vô tình phát hiện người lái xe đâm chết chồng cũ năm đó chính là người chồng hiện tại của mình. Mặc dù không chấp nhận nổi sự thật, nhưng chuyện này đã giúp cô lật ngược tình thế. Cô vênh váo hỏi bà Choi có tư cách coi cô là đồ rác rưởi sao. Người gây tai nạn bỏ trốn, kẻ đã đâm chết chồng cũ của cô là con trai bà ta. Mẹ chồng lúc này mới ngã ngửa, thì ra con dâu đã biết được bí mật đó, hơn nữa còn ghi âm lại cuộc nói chuyện của bà và chồng mình. Có chứng cứ này trong tay, cô tin chắc mẹ chồng sẽ không dám nói ra chuyện mình mang thai giả. Bà Choi luôn biết con dâu nham hiểm, nhưng không ngờ cô ta lại bị ổi tới mức này. Để bảo vệ con trai, bà ta chỉ đành nuốt nỗi uất ức này. Lo sợ con dâu sẽ lén đi tố cáo con trai nên đã tìm tới Sun Ju, nói sau này sẽ chấp nhận cô ta, điều kiện là cô ta phải bảo vệ Song Úc. Điều bà Choi lo lắng lúc này là Song Hee sẽ báo cảnh sát, bởi vì bà biết cha El sẽ nói ra bí mật này với cô. Biết tâm tư của con đâu, bà biết Sun Ju sẽ có thể tìm cách giúp Song Úc xử lý chuyện này. Sun Ju biết rõ chỉ khi giữ được Song Úc thì mình mới không bị tống cổ ra khỏi nhà. Bà Choi vừa xuống lầu trùng hợp bắt gặp con trai vừa tan làm trở về, lập tức thông báo với anh rằng Sun Ju đã biết tất cả mọi chuyện, đồng thời khuyên anh đừng quá lo lắng vì cô ta sẽ đứng về phía mẹ con họ. Ai ngờ khi Song Úc vào phòng lại thấy cô ta tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Song Úc cầu xin vợ tha thứ cho mình, nhưng Sun Ju lại không để ý tới điều này. Việc cần làm bây giờ là phải bịt miệng cha El lại. Song Úc nói ngày mai cha El sẽ thừa nhận với Song Hee. Sun Ju hiểu rõ tính cách của cha El, chuyện đã quyết sẽ rất khó có thể thay đổi, vậy nên cô ta chỉ có thể đánh vào Song Hee. Bên này Song Hee thấy sự bất thường của cha El dạo gần đây, cảm thấy sự việc không hề đơn giản, bởi vì mỗi lần nhắc tới anh trai cô, cha El đều căng thẳng lạ thường. Hôm nay trợ lý Kim kể lại trong lúc cùng cha El đi khảo sát thị trường đã trông thấy tờ rơi truy tìm tài xế lái xe bỏ trốn của Song Hee trên xe anh. Chuyện này càng khiến cô càng thấy kỳ lạ. Trở về nhà càng nghĩ càng thấy không ổn, bỗng một suy đoán đáng sợ vụt qua trong đầu. Lẽ nào cha El có liên quan tới vụ tai nạn của anh trai mình, nhưng cô lại cảm thấy anh sẽ không làm ra chuyện như vậy. Để làm rõ chuyện này, cô đã quyết định tới tìm cha El. Khi gọi điện thoại cho anh lại không thấy ai bắt máy, thì ra cha El đã tới nơi để cho cốt của anh trai Song Hee. Quyết định sau khi xin lỗi người đã khuất sẽ tới tìm Song Hee nói ra sự thật. Bên này do không gọi được cha El, Song Hee đã gọi điện cho Sun Ju, trùng hợp cô ta cũng đang chuẩn bị đi tìm cô. Thế là hai người hẹn nhau tới tiệm cà phê nói chuyện. Song Hee hỏi cô ta tìm mình có chuyện gì. Sun Ju hỏi ngược lại tại sao cô lại đứng trước cửa nhà mình. Thấy đối phương im lặng không đáp, cô ta đoán Song Hee phải có chuyện quan trọng mới tới tìm cha El. Có phải là chuyện của anh trai cô không? Song Hee thắc mắc hỏi tại sao cô ta biết. Nếu đã biết mục đích mình tới tìm cha El, vậy cô ta nhất định sẽ biết người đâm chết anh trai mình rốt cuộc là ai. Sun Ju thừa nhận mình biết, sau đó nói đó chính là cha El. Song Hee vô cùng sốc không thể tin nổi. Chị dâu khuyên cô nên giấu kín chuyện này, như vậy sẽ nhận được khoản bồi thường khổng lồ. Cô đau khổ tức giận bảo chị dâu mau cầm miệng lại. Song Hee sau khi biết được sự thật thì vô cùng đau khổ. Rốt cuộc đây là nghiệp duyên gì mà khiến cả hai phải chịu dày vò tới vậy. Cô không nghe điện thoại của cha El cũng không muốn gặp anh. Bên này Song Úc đã biết chuyện vợ tình gặp Song Hee. Dù sao thì người lái xe năm đó chính là mình, nên anh không muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cha El. Sun Ju cương quyết nói chỉ có làm như vậy thì Song Hee mới thông báo cảnh sát. Đồng thời bọn họ cũng không có chứng cứ. Chuyện đã tới nước này, Song Úc cũng không thể làm gì hơn. Hôm sau Song Hee hẹn cha El ra ngoài nói chuyện. Thấy cô cơ thể suy nhược không chút sức sống, cha El vội kêu cô vào xe nghỉ ngơi một chút. Cô hỏi là anh lái xe đâm chết anh trai cô sao? Là tài xế gây tai nạn bỏ trốn năm đó sao? Mau trả lời đi. Còn chưa kịp nói ra sự thật thì Song Hee đã biết được chuyện này. Thấy cha El quỳ xuống trước mặt cô mới dám tin tất cả đều là sự thật. Song Hee không hiểu cha El lương thiện như vậy, sao có thể nhẫn tâm bỏ lại anh trai cô nằm lại đó, rồi một mình trốn khỏi hiện trường. Cha El cảm thấy rất có lỗi với cô nhưng lại không giải thích rõ chuyện này. Trở về nhà anh suy sụp ngồi dưới đất bật khóc nức nở. Suốt bao năm nay anh đã chịu đựng quá nhiều áp lực, nay đã không còn dũng khí cầu xin sự tha thứ của Song Hee, nhưng lại rất sợ mất đi người con gái mình yêu sâu đậm. Ngày hôm sau Song Hee tới công ty nộp đơn thôi việc, bởi vì cô không muốn gặp lại cha El nữa. Sau đó tới bên bờ sông tháo chiếc nhẫn cha El cầu hôn xuống, mặc dù không đỡ nhưng cuối cùng vẫn ném nó đi.
Lúc này chú Giang bỗng gọi điện thoại tới bởi vì ông đã biết chuyện này. Ông không nhẫn tâm nhìn cha El và Song Hee đau khổ tới vậy, nên đã gọi cô tới nói ra chuyện này. Lúc này Song Hee mới biết người đâm chết anh trai năm đó không phải cha El, mà anh lại luôn cảm thấy mình là người có tội nên mới không giải thích với cô. Tới đây Song Hee lập tức hiểu ra ý đồ của Sun Ju. Buổi tối cha El về nhà trong bộ dạng say khướt, bà Choi sợ chồng biết chuyện kéo cha El về phòng. Hôm nay bà ta chỉ quan tâm Song Hee có báo cảnh sát hay không mà chưa từng để ý tới cảm nhận của cha El. Anh hy vọng thời gian có thể quay về 8 năm trước, như vậy mình sẽ không tới Busan, sẽ không đâm chết anh trai Song Hee cũng không bị mẹ suốt ngày uy hiếp. Lúc này ông Kang đẩy cửa bước vào hỏi anh nói vậy là sao, là đã có chuyện gì. Chủ tịch Kang vô tình biết chuyện vài năm trước, con trai đã đâm chết anh của Song Hee. Ông không dám tin tội ác này đã được che đậy suốt 8 năm. Chủ tịch Kang nhắm mắt tức giận không nói lên lời. Bà Choi ngồi cạnh liên tục giải thích đều là lỗi của mình, mà chủ tịch Kang vốn là người chính trực thẳng thắn. Ông kêu con trai lập tức đi tự thú, đồng thời phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Bà Choi sợ hãi nói nếu làm vậy thì con trai sẽ phải ngồi tù. Chủ tịch quát vợ ngậm miệng lại, một người mẹ sao có thể dạy con mình như vậy, khi đó nên báo cảnh sát ngay mới đúng. Nay sự việc đã tới bước đường này, con cái họ sau này sẽ phải làm thế nào đây? Ai ngờ bà Choi không những không cảm thấy áy náy về cách làm của mình, mà còn liên tục ngụy biện cho hành động sai trái của con. Với tính cách này thì nuôi dạy ra Song Úc như bây giờ cũng không sai chút nào. Hôm sau Song Hee tới tìm Song Úc, vì biết anh không phải người xấu nên muốn cho đối phương cơ hội tự thú. Nhìn Song Úc trầm ngâm không đáp, Song Hee dường như đã đoán được suy nghĩ của anh. Quả nhiên anh ta hy vọng cô có thể giấu giếm chuyện này, đồng thời sẽ đền bù thỏa đáng cho cô. Vốn tưởng Song Úc là người chính trực, nhưng Song Hee thực sự đã nhầm. Có thể thấy người ngay thẳng tới mức nào cũng không đỡ nổi những lời xúi dục bên tai của người vợ và mẹ quỷ kế mà. Thấy Song Úc cũng muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu cha El, cô thẳng thắn nói mình nhất định sẽ khiến anh ta phải trả cái giá thích đáng. Song Úc chỉ còn cách tới tìm bố. Chủ tịch Kang khuyên con trai không nên trốn tránh trách nhiệm như vậy. Nghe tới đây con trai bỗng quỳ xuống trước mặt ông nói xin lỗi vì anh đã quá hèn nhát, nhưng bản thân thật sự rất sợ phải ngồi tù. Anh nói mình không tưởng tượng nổi, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy ngạt thở, toàn thân run rẩy. Vậy nên anh cầu xin bố hãy giúp mình một lần, chỉ một lần thôi. Thấy con trai như vậy bất cứ người bố nào cũng phải đau xót. Thế là ông đã tìm tới tận nhà Song Hee. Biết đối phương tới là vì chuyện của Song Úc, ông đã vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt cô. Biết con trai đã phạm phải tội không thể tha thứ, nhưng là một người bố ông không nhẫn tâm nhìn tương lai con trai bị hủy hoại. Ông quỳ xuống hỏi Song Hee chuyện của anh trai cô không thể giấu kín như vậy sao? Sun Ju nếu không thể sinh con sẽ không có chỗ đứng trong nhà chồng, để bản thân nhanh chóng mang thai. Sun Ju đã lén tới bệnh viện trị liệu nhưng dục tốc bất đạt, bác sĩ khuyên cô nhất định phải điều chỉnh tốt cảm xúc. Hiện tại chỉ khi mang thai Sun Ju mới có thể yên tâm sống ở nhà chồng. Vừa trị liệu xong thì mẹ gọi tới. Trong lúc rút điện thoại cô ta không cẩn thận đánh rơi thẻ khách hàng xuống đất. Mẹ nói nếu trị liệu không thành công thì cô buộc phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng lúc này Song Úc vẫn chưa biết chuyện vợ không hề mang thai nên không thể để anh biết được chuyện này. Không ngờ hôm sau Song Úc đã nhận được tấm thẻ. Anh thắc mắc tại sao vợ lại tới bệnh viện hiếm muộn, nên đã tìm tới bác sĩ khoa sản từng làm kiểm tra xét nghiệm cho Sun Ju. Nhưng bác sĩ lại nói người làm kiểm tra khi đó không phải Sun Ju, mà bà cũng không biết rõ tình hình cụ thể chuyện này, chỉ có phu nhân Choi mới biết rõ ngọn ngành. Song Úc trở về nhà hỏi mẹ rốt cuộc chuyện là thế nào, thấy dáng vẻ bối rối của mẹ liền biết bà chắc chắn đang có chuyện giấu mình. Tới nước này bà chỉ đành kể lại sự thật với con trai vợ anh chưa từng mang thai, cũng chưa từng sảy thai. Song Úc ngỡ ngàng bật ngửa, không ngờ anh lại bị vợ lừa cho xoay vòng. Song Úc không hiểu tại sao mẹ lại đứng về phía cô ta giấu mình. Thì ra bà Choi đã bị con dâu uy hiếp mới không dám nói ra chuyện này. Song Úc không dám tin người vợ đầu ấp tay gối lại ác độc tới mức này. Để bịt miệng cô ta, bà Choi dặn con trai hãy vờ như chưa biết gì, nếu không sẽ phá hỏng tất cả. Bên này chủ tịch Kang vì bảo vệ con trai, ông đã tới nhà cầu xin sự tha thứ của Song Hee. Vì nể mặt lãnh đạo, cô chỉ đánh nói mình sẽ cân nhắc lại để đuổi ông về. Biết bố đã vì mình mà chịu nhục, Song Úc cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng ông lại nói cho dù Song Hee đưa ra quyết định thế nào thì mình đều tôn trọng, dặn con trai phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Bên này Song Hee hẹn gặp cha El, bởi vì cô muốn tìm lại camera hành trình năm đó, để hiểu thêm về tình huống cụ thể xảy ra khi đó. Cha El nói khi đó mẹ anh đã kêu tài xế Sung xử lý chuyện này, từ đó về sau bà đã cho ông ta thôi việc, nhưng anh nói mình có thể tìm cách liên lạc với đối phương. Cha El nhanh chóng tìm được địa chỉ nhà tài xế Sung, anh vội gọi điện báo tin tốt này cho Song Hee. Sau đó cô vội theo địa chỉ tìm tới, nhưng lại gặp em trai tài xế Sung ở cổng nhà. Thấy Song Hee muốn hiểu tình hình anh trai khi còn làm việc ở công ty thời trang đó, đối phương liền thông báo anh trai đã qua đời từ lâu. Song Hee kinh ngạc không thôi, thất vọng ra về. Bà lão trong lúc nhặt rác bỗng cảm thấy lồng ngực đau dữ dội. Song Hee đi qua trông thấy cô, vội đưa bà về nhà. Sau khi uống thuốc, bà lão mới dần tỉnh táo lại, đồng thời cảm ơn Song Hee đã kịp thời cứu mình. Khi cô chuẩn bị rời đi lại trông thấy quần áo và rác nhựa vứt đầy nhà. Thì ra bà có hai người con trai cả không rõ tung tích. Con trai út vô công rồi nghề suốt ngày chơi bời lêu lổng,
bà lão tuổi cao sức yếu vẫn phải nhịn ăn nhịn mặc, ngày ngày nhặt rác nuôi con trai bất hiếu. Sau khi ngủ dậy, bà trông thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có một mâm cơm, nhìn dòng dặn dò trên giấy bà cảm động rơi nước mắt. Bà luôn cảm thấy áy náy với Song Hy bởi vì cam hành trình mà cô luôn tìm kiếm đang nằm trong tay bà. 8 năm trước con trai làm tài xế cho phu nhân tài phiệt, nhưng con trai phu nhân đã uống rượu đâm chết người. Phu nhân Choi đã đưa cho con trai bà một khoản tiền để giải quyết chuyện này, sau đó buộc anh phải biến mất khỏi thành phố này. Trước khi đi, tài xế Sung đã giao lại đoạn video cho mẹ, biết gia đình người bị hại sớm muộn cũng tìm tới. Đúng như dự đoán, vài năm sau Song Hy đã tìm tới đây. Bà lão biết con trai đã làm chuyện khuất tất nhưng chỉ có thể vờ như không biết gì. Thấy Song Hy lương thiện như vậy, bỗng cảm thấy việc làm của mình thật sự rất có lỗi với cô. Cuối cùng bà quyết định giao lại đoạn video đó cho Song Hy, nhưng trong lúc gọi điện thoại đã bị con trai út nghe được, anh ta vội cướp USB trong tay mẹ. Khi trông thấy nội dung bên trong video, anh ta lập tức chết lặng, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy đây là cơ hội phát tài cho mình. Thế là anh ta đã tìm tới tận nhà phu nhân Choi, vừa mở miệng đã đòi 1 tỷ won, nhưng bà ta vì muốn lấy được bằng chứng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Buổi tối anh ta say xỉn trở về nhà, người mẹ nhân lúc con trai ngủ say đã lén lấy lại đoạn camera hành trình đó, sau đó gọi điện cho Song Hy kêu cô nhanh chóng tới lấy. Song Hy gọi điện thông báo tin tức này cho cha El, anh vội vã thay quần áo đi ngay tới đó, nhưng vừa ra tới cửa liền bị bố bắt gặp, ông thắc mắc muộn thế này anh còn vội vàng chạy đi đâu. Lúc này phu nhân Choi cũng đi ra, biết cha El ra ngoài có chuyện gấp, bà ta lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhanh chóng gọi điện cho em trai tài xế Sung hỏi camera hành trình đó đang ở đâu, lúc này anh ta mới phát hiện nó đã không còn trong túi nữa. Khi chạy ra ngoài tìm mẹ trùng hợp bắt gặp Song Hy, thấy con trai xuất hiện bà lão vội giục Song Hy mau chạy khỏi đây, sau đó giữ chặt con trai lại, nhưng anh ta lại đẩy mẹ ngã ra đất vội vã đuổi theo. Song Hy chạy tới ngã tư đã trông thấy cha El, thấy người đàn ông sắp đuổi tới, cô chạy về phía cha El, mà mắt để trên trán không chú ý có một chiếc xe tải đang lao tới. Tình huống nguy cấp, cha El đẩy Song Hy sang một bên, còn bản thân thì bị đạo diễn bảo đứng lại cho ô tô đâm nằm trên vũng máu. Song Hy sợ hãi không thôi, anh trai cũng vì tai nạn mà rời bỏ cô. Hiện tại cô thật sự rất sợ bi kịch lần nữa tái diễn. Chủ tịch Kang biết tin cũng vội vã tới bệnh viện, may mà cha El đã giữ được tính mạng, nhưng có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Nghe tới đây Song Hy lập tức gục ngã. Nhìn cha El hôn mê bất tỉnh, bố nuôi không khỏi xót xa. Lúc này em trai tài xế Sung gọi điện tới, phu nhân Choi chất vấn hắn tại sao lại xảy ra chuyện này. Lúc này bà ta mới biết, vì bà ta bắt đối phương đuổi theo cướp đoạn video hành trình đó, mới gây ra vụ tai nạn giao thông này. Ai ngờ cuộc nói chuyện của họ đã bị Song Úc nghe được, thì ra nguyên nhân cha El gặp tai nạn giao thông là do mẹ mình. Bà ta không quan tâm cha El sống chết ra sao mà chỉ nghĩ tới đoạn video đó. Nhìn em trai hôn mê trước mặt Song Úc cảm thấy vô cùng day dứt lương tâm, nếu không tại mình khi đã không ra nông nỗi này. Thấy em trai đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Song Úc không thể tha thứ cho bản thân mình, nên đã lấy hết dũng khí đưa ra một quyết định gan dạ. Bên này phu nhân Choi tìm gặp em trai tài xế Sung chuẩn bị lấy lại camera hành trình. Khi hai người đang làm giao dịch thì Song Úc gọi điện thoại tới khuyên mẹ đừng bận tâm vì mình nữa, anh sẽ đi tự thú. Bà Choi cảm thấy con trai nhất định đã bị điên rồi, nhưng Song Úc thật sự không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Anh tìm tới văn phòng nói với bố mình sẽ đi tự thú. Chủ tịch Kang cũng không hiểu nổi quyết định bất ngờ của con trai. Song Úc giải thích vì mình mà em trai mới xảy ra tai nạn giao thông. Tới đây chủ tịch Kang lập tức đoán ra chuyện này nhất định liên quan tới vợ mình. Song Úc hy vọng bố đừng trách mẹ, bởi bà vì mình nên mới làm như vậy. Mặc dù thương con nhưng ông vẫn mừng vì con có thể đưa ra quyết định này. Khi anh chuẩn bị đi đầu thú, Sun Ju vội chặn chồng lại, nhưng người anh không muốn trông thấy nhất lúc này chính là cô ta, nên đã lướt qua rồi đi thẳng tới đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi anh tới làm gì, anh nắm chặt tay hạ quyết tâm trả lời mình muốn tự thú. Nói ra câu này anh dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sun Ju vội vã chạy về nhà báo tin cho mẹ chồng, bà Choi trách cô ta không cản được Song Úc, nhưng đây không phải là lúc để trách cứ nhau. Sun Ju kêu mẹ nhanh chóng gọi điện cho luật sư Kim, kêu ông mau ngăn cản Song Úc lại. Phu nhân Choi vừa nhấc điện thoại, thì chủ tịch Kang bất ngờ xông vào cướp điện thoại rồi nói với luật sư Kim hãy coi như chưa nghe thấy lời khi nãy. Phu nhân cho tưởng chồng chưa biết chuyện con trai đi tự thú vội giải thích mình gọi cho luật sư Kim, vì chỉ muốn ngăn Song Úc lại, không ngờ chủ tịch Kang lập tức nổi trận lôi đình. Hiện nay cha El vì chuyện này mà phải nhập viện không rõ sống chết, mà vợ vẫn không chịu tỉnh ngộ. Lúc này bà ta mới biết con trai đã nói ra tất cả. Ông không hiểu tại sao vợ mình lại có thể ác độc tới mức này. Cha El từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh gia đình họ, sao có thể nhẫn tâm làm vậy với thằng bé. Nhưng bà ta không những không cảm thấy có lỗi về hành vi của mình mà còn liên tục giả biện. Thấy vợ hết thuốc chữa, chủ tịch căng tức đến mức chỉ muốn ly hôn với bà ta ngay lập tức. Cuối cùng thẳng thắn tuyên bố mình sẽ chuẩn bị thủ tục ly hôn. Nghe tới đây phu nhân Choi mới biết sợ. Bên này Sun Ju gọi điện cho mẹ, cô ta thật sự rất sợ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này. Mẹ khuyên con gái trước lúc chưa bị đuổi đi thì hãy mau chóng dọn ra ngoài. Nhưng đã trụ được tới tận bây giờ, Sun Ju thật sự không cam tâm ra đi như vậy, tới nước này mẹ cô cũng phải bó tay.
Bên này Song Úc đang tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Cảnh sát thắc mắc chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, tại sao tới tận bây giờ mới ra tự thú. Song Úc nói là vì em trai mình, bản thân là kẻ đâm chết người vì trốn tránh trách nhiệm, mà cuối cùng liên lụy tới em trai. Nhưng nay ra đầu thú cũng chưa phải quá muộn, cảnh sát kêu anh về nhà trước, bởi vì chuyện này vẫn cần phải điều tra cụ thể. Ra khỏi đồn cảnh sát, Song Úc lặng lẽ thở một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Vừa về tới nhà mẹ bắt đầu trách móc anh, không ngờ con trai lại dám đi tự thú. Song Úc cương quyết nói mình sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm nữa. Lúc này Sun Du cũng thấp thỏm không yên, thấy Song Úc trở về cô ta lại càng sợ hãi hơn. Nhưng cái gì tới rồi sẽ tới, Song Úc nói bọn họ hãy mau ly hôn đi, đáng ra hai người không nên gặp nhau, đoạn nghiệp duyên này cũng nên kết thúc rồi. Cha El vì cứu bạn gái không may xảy ra tai nạn, Song Hy đau khổ luôn túc trực bên cạnh, cầu mong bạn trai sớm ngày tỉnh lại, nhìn món quà tặng anh vào ngày sinh nhật Song Hy, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc của cả hai, cô nói với cha El cầu xin anh hãy mau tỉnh lại đi, đợi anh tỉnh lại cô sẽ đeo lại cho anh sợi dây chuyền đó. Xin anh hãy mau tỉnh lại đi. Dường như trong cơn mê cha El đã nghe được tiếng gọi của cô. Bên này Su Ho cũng gọi điện thoại động viên mẹ phải chăm sóc tốt cho chú cha El, còn mình ở nhà sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không để mẹ phải lo lắng. Vừa cúp máy thì chủ tịch Kang bước vào thấy sắc mặt trong khi ngày càng nhợt nhạt, ông đã kêu cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại không muốn rời khỏi cha El một giây phút nào. Thấy vậy chủ tịch Kang báo tin Song Úc đã đi tự thú, mặc dù hơi muộn nhưng cũng là cái giá phải trả cho anh em cô. Bên này phu nhân Choi vì bị Sun Ju bắt thóp bấy lâu nên đã chịu không ít ấm ức. Nay con trai đã đi tự thú và ta hy vọng con dâu có thể tự dắt dọn ra khỏi nhà lúc này. Song Úc đã chuẩn bị xong mọi thứ đồng thời nộp đơn từ chức. Anh không muốn việc làm của mình sẽ ảnh hưởng tới công ty. Bố hỏi Song Úc có dự định gì cho sau này. Anh nói trong thời gian điều tra vụ án anh muốn tới chăm sóc cho cha El. Như vậy lương tâm mới thấy nhẹ nhõm. Chủ tịch Kang cũng rất ủng hộ hành động này của con trai. Song Úc tới phòng bệnh. Song Hy thấy anh thì cảm ơn anh vì đã chủ động ra đầu thú. Song Úc cũng chân thành xin lỗi cô, dù đã muộn nhưng anh thật sự xin lỗi cô. Song Hy nói hiện tại vẫn chưa quá muộn, còn cảm ơn anh vì đã có được dũng khí nhưng Song Úc lại cảm thấy mình không có tư cách nghe câu nói như vậy. Song Úc hy vọng Song Hy có thể đồng ý cùng mình chăm sóc cha El, như vậy cô sẽ không quá vất vả mà cũng cho anh cơ hội được chăm sóc em trai. Thấy Song Úc chân thành như vậy Song Hy chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau khi Song Hy rời đi anh lặng lẽ quỳ xuống trước mặt em trai. Song Úc thật sự đã rất hối hận vì khi đó không nghe lời em trai. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với em trai, nói em trai đừng tha thứ cho anh, không được tha thứ cho anh. Song Úc đã không ít lần tha thứ cho hành động xấu xa của vợ, nhưng cuối cùng Sun Ju vẫn bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Cô ta không cam tâm ra đi như vậy, nên đã điên cuồng đập cửa cầu xin mẹ chồng cho mình được ở lại bên cạnh bà. Dù sao gần đây gia đình đã xảy ra rất nhiều chuyện, mình đi rồi thì ai là quân sư cho bà nữa. Nay gia đình đã bị xáo trộn tới mức này, mẹ chồng cuối cùng đã có lý do chính đáng để đuổi con dâu đi, sao có thể để cô ta quay lại ngôi nhà này được. Không còn cách nào khác, Sun Ju chỉ đành xách hành lý về nhà mẹ. Thấy con gái trở về, mẹ cô ta lập tức hiểu ra tất cả, khuyên con gái mau sớm rời khỏi ngôi nhà đó, mà con gái không chịu nghe. Bà hy vọng Sun Ju có thể chấp nhận sự thật tạm thời ở yên trong nhà, nhưng tới nay Sun đã không nghe lọt tai lời khuyên của mẹ nữa. Song Úc trở về thấy căn phòng trống trải, trong lòng không khỏi chua xót. Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn cứ như vậy đã bị phá nát. Bà Choi bước vào khuyên con trai đừng lo lắng, bản thân nhất định sẽ nghĩ cách giúp con chạy án. Nhưng Song Úc lại không muốn mẹ làm vậy. Khi quyết định ra tự thú thì mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chịu sự trừng phạt thích đáng mới khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy chồng tan làm trở về, bà Choi đon đả ra đón mà quên mất ông đang làm thủ tục ly hôn với mình. Thấy chồng lấy ra đơn ly hôn, bà ta không ngờ chồng lại làm thật. Sun Ju đã bị đuổi đi, lẽ nào giờ tới lượt mình cũng bị đuổi đi sao? Lúc này chủ tịch Kang mới biết vợ đã đuổi con dâu ra khỏi nhà. Thế là bà Choi đã kể lại chuyện Sun Ju giả mang thai và sảy thai với chồng. Ông không ngờ trong nhà lại xảy ra chuyện kinh khủng này. Sau đó bà ta vội kể ra những ấm ức mà mình đã phải chịu đựng. Người vợ chưa từng chịu thiệt của mình lại bị con dâu dắt mũi. Đúng là quả báo vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bên này, chú Giang biết tin cha El gặp nạn. Ông cũng vội chạy tới bệnh viện. Hai đứa trẻ lương thiện sao phải trải qua bi kịch như vậy. Nhưng chuyện đáng mừng là Song Hy vẫn luôn ở bên cạnh cha El. Nhưng như vậy người chịu áp lực lớn nhất lúc này chính là Song Hy. Trải qua nhiều chuyện cô buộc phải mạnh mẽ vực dậy bản thân. Khoảnh khắc trông thấy chú Giang, cô thật sự đã không thể khống chế nổi cảm xúc nữa. Điều cô sợ nhất lúc này chính là cha El sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Nhưng chú Giang tin rằng người tốt sẽ gặp được may mắn. Hôm sau Sun Ju thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thấy con gái muốn ra ngoài, mẹ cô thật sự hết nói nổi. Đã bị nhà chồng đuổi đi sao bây giờ vẫn còn mặt mũi tới công ty nhà người ta. Nhưng Sun Ju lại cho rằng mình không có lỗi trong công việc, vậy nên công ty không có lý do sa thải mình. Bên này bà Choi biết tin Sun Ju vẫn tới công ty thì vô cùng bất mãn, tự hỏi đối phương lấy đâu ra dũng khí tới đó làm việc, bà làm sao để yên được. Đúng như dự đoán, không lâu sau mọi chuyện xấu của Sun Ju đều bị đăng lên diễn đàn công ty. Sun Ju đọc được tin này thì tức đến nghiến răng. Để đuổi con dâu khỏi công ty, mẹ chồng mất não đã đăng tải sự thật dơ bẩn của cô lên diễn đàn công ty.
cho rằng như vậy sẽ hạ gục được Sun Ju, mà chưa từng nghĩ sẽ làm xấu mặt gia đình mình, thậm chí đến nhân viên cũng phải lên tiếng hỏi Sun Ju chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật, nhưng cô ta vẫn kiên quyết phủ nhận. Đại diện Kim đề nghị cô nhất định phải tìm ra kẻ ném đá giấu tay đó, mà Sun Ju sớm đã biết người đứng sau chính là mẹ chồng. Chủ tịch Kang nhanh chóng biết được chuyện này, vội gọi điện cho vợ, trong điện thoại bà cũng thẳng thắn thừa nhận việc mình làm. Chủ tịch Kang cảm thấy vợ thật sự điên rồi, chuyện xấu này sao có thể truyền ra ngoài. Nhưng bà Choi lại cương quyết cho rằng đây là cách tốt nhất để tống cổ Sun Ju, bởi vì bà ta vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chủ tịch Kang giận không nói lên lời, để đuổi con dâu, vợ lại bôi cho chát chấu lên mặt ông và Song Úc. Bà ta làm tốt lắm, bà là nhất, ôi thật là. Bên này Song Hy ngày đêm túc trực bên cạnh cha El, hy vọng anh sớm ngày tỉnh lại. Lúc này bà mang xúc dẫn Su Ho tới thăm, cô cũng chuẩn bị ra ngoài mua ly cà phê cho tỉnh táo tinh thần. Cứ như vậy cô và bà mang xúc cùng nhau ra ngoài, để lại một mình Su Ho bên cạnh cha El. Cậu bé hy vọng chú mau tỉnh lại, bởi cậu vẫn đang đợi chú cha El dẫn đi đạp xe, tin rằng dù hôn mê thì chú vẫn có thể nghe được giọng nói của mình. Lúc này điều cô mang xúc lo lắng nhất chính là cha El không thể tỉnh lại. Nếu thật sự như vậy thì Song Hy sau này biết sống sao đây. Nhưng Song Hy đã quyết định sẽ luôn ở bên cha El, cho dù là 10 hay 20 năm đều không từ bỏ, bởi vì cô luôn yêu cha El sâu đậm. Nếu rời xa anh, bản thân sẽ càng đau khổ hơn. Thấy Song Hy nói vậy, cô Seo chỉ có thể ủng hộ cách làm của cháu gái. Dù sao thì cha El đã cứu cô một mạng, hiện tại nguyện vọng duy nhất của mọi người là cha El có thể sớm ngày tỉnh lại. Bên này chuyện của Sun Ju cũng đang làm công ty náo loạn, không ngờ Sun Ju tài sắc hơn người lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này. Mặc dù đã bị Sun Ju nghe thấy nhưng đồng nghiệp vẫn vờ như không thấy, thậm chí còn đứng trước mặt mắng cô không bằng cầm thú. Lúc này Sun Ju đã không thể chịu đựng nổi nữa, cũng chẳng còn sức quan tâm tới thể diện bản thân, hùng hổ cầm thùng rác đổ lên đầu nữ đồng nghiệp. Nhưng đối phương cũng không chịu yếu thế, với như vậy hai người xông vào đánh nhau. May có trợ lý kịp thời chạy tới tách hai người ra. Sun Ju chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy, cơn oán hận thực sự đã lên tới đỉnh điểm. Về tới nhà mẹ thấy dáng vẻ thảm hại của con gái, đoán cô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó tại công ty. Thế là Sun Ju kể với mẹ chuyện tốt mà mẹ chồng gây ra cho mình. Không ngờ trên đời lại có người mẹ chồng ác ôn như vậy, cho dù con dâu có làm sai cũng không thể làm ra chuyện tuyệt tình như thế chứ. Bà trách con gái không nên cứng đầu tới công ty làm việc, nếu nghe lời mình ngay từ đầu thì đã không phải chịu tủi nhục như này. Nhưng cho dù rời khỏi đó thì cô cũng không thể sống yên ổn, bởi vì Sun Ju thực sự không nuốt nổi cục tức này. Biết con gái chuẩn bị có âm mưu và hỏi con lại muốn làm gì nữa, cô vẻ mặt độc ác nói bà đợi mà xem cô có thể làm gì. Song Úc sau khi biết chuyện lập tức nổi giận tìm mẹ, đăng tin xấu của con dâu lên diễn đàn công ty thì có lợi gì với bà chứ, cuối cùng không phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao. Nhưng bà ta chưa từng nghĩ tới việc trong tay con dâu vẫn còn con át chủ bài, thậm chí còn giục con trai mau ly hôn với Sun Ju. Ngay sau đó bà đã nhận được điện thoại của luật sư, bởi vì người sắp đối mặt với nguy cơ ly hôn chính là bà ta. Bà Choi luôn cho rằng chồng chỉ muốn dọa mình, ai ngờ ông thật sự không muốn chung sống với người phụ nữ lòng dạ đen tối này nữa. Nhưng cho dù thế nào thì bà Choi cũng không chấp nhận ly hôn. Nói đến điểm này thì bà ta giống hệt như con dâu Sun Ju, đúng là mẹ chồng nào con dâu nấy. Hôm sau đại diện Kim đam mê hóng dưa cho rằng Sun Ju chắc chắn không còn mặt mũi đi làm, bởi vì hiện tại đã sắp tới giờ nghỉ trưa mà vẫn chưa thấy cô ta tới. Bên này bà Choi gọi điện thoại tới công ty nghe ngóng biết tin Sun Ju vẫn chưa đi làm thì mừng thầm, đúng là chỉ có cách này mới hữu dụng. Vậy mới nói nếu ngoan ngoãn từ chức ngay từ đầu thì đâu phải chịu sự sỉ nhục này. Không lâu sau, Sun Ju ung dung bước vào văn phòng, xem ra mọi người đã xem nhẹ cô ta quá rồi. Sau đó Sun Ju gọi điện thoại cho nhà báo chuẩn bị phát tán bí mật của mẹ chồng lên mạng. Bên này bà Choi vẫn ung dung chuẩn bị ra ngoài mua sắm, ngay sau đó đã nhận được điện thoại của bạn thân, bởi vì bà vẫn chưa biết tin tức con trai lái xe đâm chết người đã bị phát tán. Khoảnh khắc bà mở máy tính thì đã hoàn toàn chết lặng. Phu nhân tài phiệt che đậy chuyện con trai lớn gây tai nạn bỏ trốn, đổ tội lên đầu con trai thứ. Bí mật che giấu suốt bao năm đột nhiên bị công bố lên các trang thông tin khiến bà Choi không thể chấp nhận nổi. Khi bà ta đang cảm thấy sợ hãi, phóng viên đã gọi điện thoại tới. Lúc này mẹ chồng mới biết tất cả đều do con dâu gây ra. Chủ tịch Kang biết được tin này tức đến mức tăng huyết áp, thông tin này trực tiếp khuấy động công ty. Lúc này Sun Ju đã chuẩn bị sẵn đơn thôi việc, bỗng mẹ chồng gọi điện tới. Bà ta không ngờ Sun Ju có thể làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, để báo thù mình mà dám làm ra chuyện này với người chồng đầu ấp tay gối, chứng tỏ cô ta không có chút tình cảm nào với Song Úc cả, mà cũng không nghĩ mình cũng tuyệt tình như nào với con dâu. Chuyện đã tới nước này, Sun Ju biết rõ không thể quay đầu nên cũng không quan tâm tới cảm xúc của bất cứ ai nữa. Sau khi biết tin Song Úc vội chạy về nhà, bà Choi uất ức than thở với con trai Sun Ju thực sự quá thiệt tình. Ai bắt bà chọc ngoáy người ta trước? Hiện tại sự việc này đã được lên hot search khiến cổ phiếu công ty liên tục sụt giảm. Bà Choi không ngờ hành động thiếu lý trí của mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Lần này bà thực sự không còn mặt mũi đối diện với chồng. Chuyện ly hôn không sớm thì muộn cũng sẽ tới. Sun Ju nhìn đơn thôi việc trong tay, trong lòng không nỡ rời khỏi công ty. Sau khi chào từ biệt mọi người, đã quyết định nộp đơn thôi việc.
Bên này mẹ cô đã trông thấy tin tức lan truyền khắp mạng xã hội, biết chắc chắn là con gái gây ra nên đã đứng lên khuyên ngăn. Mẹ chồng làm vậy đã là quá đáng lắm rồi, bà không thể ngờ con gái lại có thể làm ra chuyện không có lương tâm này. Hiện tại cộng đồng mạng đang réo nhau sau này sẽ không mua trang phục của công ty đó nữa, cứ như vậy công ty nhà Song Úc sẽ nhanh chóng đối diện với nguy cơ phá sản. Lúc này Sun Ju mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, bản thân chỉ muốn trả thù mẹ chồng, kết quả lại làm hại tới chồng và công ty. Lúc này bà Choi đã sốc đến mức tăng xông, chuẩn bị tới bệnh viện kiểm tra, giúp việc báo tin bên ngoài đã bị phóng viên vây kín, không còn cách nào khác bà chỉ đành đi ra từ cửa sau, nhưng vừa tới bệnh viện đã bị người ngoài nhận ra, thậm chí còn bị người ta chặn lại mắng cho một trận. Lúc này người buồn nhất chính là Song Úc, nếu năm đó nghe lời cha El thì sự việc đã không ra nông nỗi này. Sau đó anh gọi điện thoại hẹn Sun Ju ra ngoài nói chuyện. Mặc dù hành động của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty nhưng Sun Ju vẫn không cảm thấy hối hận, tuy nhiên giờ nhắc tới chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Sun Ju cho rằng chồng tới tìm mình là vì chuyện này, không ngờ Song Úc lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Mối quan hệ của bọn họ đến đây thôi, mặc dù trong lòng không nỡ nhưng Sun Ju vẫn run rẩy ký vào đơn ly hôn. Nhưng người khiến anh bận tâm nhất lúc này còn có người mẹ não tàn. Nếu bà không ép Sun Ju tới đường cùng thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Thấy Song Úc trở về, bà Choi vội ngồi dậy cầu xin con trai giúp mình khuyên nhủ chồng đừng ly hôn. Song Úc hiểu tính bố nên cũng không dám đảm bảo có thể khuyên nhủ được ông. Quả nhiên chủ tịch Kang về tới nhà liền tìm vợ tính sổ. Song Úc vội ngăn bố lại nói mẹ đang mệt khuyên ông tạm thời đừng trách cứ. Bà thấy chồng không vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người chủ tịch Kang cảm thấy có lỗi nhất là anh trai mình. Bản thân không những không quản lý tốt công ty được giao, cuối cùng lại khiến cha El ra nông nỗi này. Bên này cha El vẫn không có chuyển biến gì, nếu một tuần nữa vẫn không tỉnh lại thì anh sẽ được tuyên bố chết não. Bác sĩ khuyên Song Hee đừng quá lo lắng nhưng nhất định phải bên cạnh nói chuyện với cha El nhiều hơn. Mặc dù chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng có lúc anh sẽ có thể nghe được người khác nói chuyện. Câu nói này đã mang tới cho Song Hee một tia hy vọng. Cô nắm chặt tay anh, nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Khi cô ra ngoài lấy quần áo mới thay cho cha El, thì Sun Ju bước vào nói với cha El chuyện mình đã rời khỏi công ty và ly hôn với Song Úc, hiện tại đã mất hết tất cả. Cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cha El. Nếu anh không thích Song Hee thì Su Ho đã không xuất hiện, kéo theo chuỗi ác mộng liên tiếp. Nhìn cha El hôn mê không tỉnh, Sun Ju không hề thương xót, ngược lại còn cảm thấy đây chính là quả báo dành cho Song Hee và anh. Lúc này Song Hee tình cờ quay về thắc mắc hỏi tại sao Sun Ju lại có mặt ở đây, nhắc nhở đối phương không được nói những lời quá đáng trước mặt, bởi vì có thể anh sẽ nghe được, nhưng trong đầu Sun Ju hiện tại chỉ còn sự thù hận. Chuyện cô ta hối hận nhất là đã tuyển Song Hee vào công ty làm việc. Song Hee tức giận kêu Sun Ju mau rời khỏi đây, lo sợ cô ta sẽ nói những lời ảnh hưởng tới cha El. Sun Ju lại nói người khiến cha El trở nên như vậy là vì Song Hee. Hiện tại cha El rất khó có thể tỉnh lại chính là đáng đời cô. Sau khi kiểm tra bác sĩ thông báo đây chỉ là phản ứng bình thường. Thấy vậy Sun Ju vô cùng sợ hãi, nghe tin cha El không sao Song Hee mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì đó, thì cả đời này Song Hee sẽ không buông tha cho Sun Ju. Mà người phiền não nhất lúc này chính là chủ tịch Kang, bởi vì tình hình công ty hiện tại đang rất nguy cấp, nếu không kịp thời nghĩ cách giải quyết thì sẽ đối diện với nguy cơ phá sản. Vậy nên ông đã mời tất cả các cổ đông tới, cảm thấy rất có lỗi, vì chuyện gia đình đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của công ty, để xoa dịu dư luận ông đã chủ động rút khỏi vị trí hiện tại. Bên này bà Choi biết tin thì không thể chấp nhận nổi, vội chạy tới thông báo với con trai kêu anh mau chóng nghĩ cách cản bố lại, nhưng chuyện này ông sớm đã bàn bạc xong với Song Úc, bởi vì hiện tại chỉ có cách này mới cứu được công ty. Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, chủ tịch Kang vội tới bệnh viện thăm cha El. Lúc này ông cuối cùng đã có thời gian ở bên cạnh con trai, lặng lẽ ngồi xuống nắm chặt tay cha El nói lời xin lỗi, hy vọng con trai sớm ngày tỉnh lại. Ông cảm thấy rất có lỗi với anh trai đã khuất vì đã không chăm sóc tốt cho cha El và công ty. Hôm sau Song Hee tới bệnh viện, bắt gặp bác sĩ đang kiểm tra cho cha El. Bác sĩ thông báo tình hình của anh hiện tại rất không khả quan, thông thường nếu hôn mê lâu như vậy thì hiện tại nên tỉnh lại mới đúng, vậy nên bác sĩ cũng không khỏi lo ngại. Nghe tới đây hai người như chết lặng, nhưng Song Hee vẫn nén nỗi đau an ủi chủ tịch. Chủ tịch Kang về tới nhà bắt gặp vợ đang đợi mình trước cửa, vừa thấy ông bà Choi bắt đầu oán trách chồng tại sao lại từ bỏ vị trí hiện tại. Ông tức giận không thôi nói mình không làm chủ tịch nữa thì đã sao, cha El không ổn rồi kìa. Nếu khi đó bà Choi không sai người đi cướp lại đoạn video, thì cha El đã không xảy ra tai nạn. Nhưng bà ta không những không cảm thấy có lỗi, mà còn chưa từng tới bệnh viện thăm cha El lấy một lần. Chủ tịch Kang hy vọng trước khi cha El qua đời, bà hãy tới đó xin lỗi cha El chân thành như con trai mình, đây cũng là một cách để vợ chuộc lại lỗi lầm. Nghe chồng nói vậy bà Choi có chút sợ hãi, cuối cùng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu cha El thật sự gặp chuyện chẳng lành thì phải làm sao đây, dù sao thì anh từ nhỏ đã lớn lên bên mình. Mặc dù không thích cha El nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn thấy anh chết. Bên này Song Hee luôn túc trực bên cạnh cha El, vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài vô tình trông thấy tay anh cử động, nhưng khi quay lại kiểm tra thì không thấy động tĩnh gì, cho rằng mình gặp ảo giác, vừa quay đi liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Sau chuỗi ngày dài hôn mê, cha El cuối cùng đã tỉnh lại. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo sức khỏe anh đều bình thường, nhưng khiến họ lo lắng nhất là ký ức của cha El. Lúc này cha El bỗng nhớ lại buổi tối xảy ra vụ tai nạn giao thông hôm đó. May mắn là ý thức của anh vẫn rất tỉnh táo, cứ như này không lâu nữa sẽ có thể hồi phục về bình thường. Nghe tới đây, Song Hee vô cùng hạnh phúc. Y tá nói có lẽ là cô đã làm Thượng Đế cảm động mới đưa cha El từ cõi chết trở về. Bên này, Chủ tịch Kang nhận được tin con trai tỉnh lại thì vô cùng vui sướng, chờ đợi suốt bao lâu cuối cùng đã nhận được tin tốt. Cả gia đình lộ ra nụ cười hạnh phúc, định nhanh chóng tới bệnh viện thăm cha El, nhưng bà Choi lại do dự bởi vì bà đã hại con trai ra nông nỗi này, nên không còn mặt mũi gặp lại anh nữa. Chồng và con rời khỏi bà một mình trốn trong phòng lặng lẽ bật khóc, cha El có thể tỉnh lại là chuyện hạnh phúc nhất. Lúc này Chủ tịch Kang cảm ơn Song Hee đã chăm sóc cha El trong thời gian qua. Song Úc cảm động nói vì cha El không buông bỏ được Song Hee nên mới kiên trì tới cùng. Nghe tới đây, cha El nằm trên giường khẽ gật đầu. Buổi tối, bà Choi chờ lúc mọi người đi hết lặng lẽ tới bệnh viện, trông thấy anh đã khỏe lại cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Bao năm qua bản thân chưa từng quan tâm tới cậu con trai này, cuối cùng còn suýt nữa hại chết anh. Nghĩ tới đây, bà vô cùng hối hận về hành động của mình, nhưng cha El lại không trách bà. Thấy con trai nói vậy, bà càng cảm thấy day dứt, đồng thời cảm ơn vì cha El đã tỉnh lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh được nghe những lời ấm áp của mẹ. Cứ như vậy, hai người đã hóa giải được tất cả thù hận. Bên này, Sun Ju nhờ đội trưởng Han giúp mình tìm công việc mới, nhưng tin xấu của cô ta đã bị lan đi khắp nơi khiến đối phương cũng rất khó xử. Thấy đội trưởng Han nói vậy, Sun Ju chỉ đành thất vọng ra về. Lúc này cha El vì nôn nóng xuất hiện nên muốn lén ra ngoài đi dạo, nhưng do nằm trên giường quá lâu cơ bắp đã không còn sức lực, thế là Song Hee đẩy xe lăn đưa anh ra ngoài hóng gió. Cô rất muốn biết tại sao anh lại không màng tính mạng cứu mình. Cha El nghiêm túc nói đối với anh cô còn quý hơn tính mạng hơn nữa. Song Hee còn có Su Ho cần cô chăm sóc, cảm thấy chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời mình chính là yêu được cô. Vậy nên anh mới dùng cả tính mạng để bảo vệ Song Hee, đồng thời bản thân đã có lý do để sống tiếp. Vậy nên tâm nguyện duy nhất của anh hiện tại là được sống hạnh phúc bên cạnh Song Hee đến già. Cô cũng muốn mãi mãi bên cạnh anh, bọn họ quyết định bắt đầu lại từ đầu. Hai người cuối cùng đã có thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết đã chứng minh được tình yêu bền bỉ giữa hai người họ. Hôm nay Su Ho tới thăm chú cha El, cậu bé cuối cùng sắp có bố như mong muốn. Những ngày tháng về sau sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, Sun Ju vẫn chưa nhận được sự trừng phạt thích đáng. Hôm nay cô ta định đi phỏng vấn xin việc, vẫn phong thái tràn đầy tự tin đó, cảm thấy mình vẫn là mẹ thiên hạ. Không ngoài dự đoán, người phỏng vấn hỏi cô ta tại sao lại từ chức ở công ty cũ. Sun Ju giải thích đó là lý do cá nhân, cho rằng nói vậy thì người khác sẽ không biết tới hành vi xấu xa trong quá khứ của mình, mà đối phương cũng không phải kẻ ngốc, họ chỉ không muốn vạch trần mà thôi. Thấy Sun Ju vẫn kiên quyết che đậy sự thật, đối phương cũng không nể mặt, thẳng thắn tuyên bố đã biết hết những chuyện cô ta làm tại công ty cũ. Nhân phẩm như vậy còn dám mặt dày đi xin việc, Sun Ju lập tức cứng họng. Cứ như vậy phải ra về trong cay cú, cô Sun Ju cũng mặt dày thật đấy, bọn họ không muốn làm chung với loại người không biết xấu hổ như cô. Bên này bà Choi đang cố gắng tẩy trắng, quay về làm người lương thiện, thấy chồng thì vội khép nép cúi đầu đon đả chạy đi rót nước, nhưng cũng chẳng có ích gì, Chủ tịch Kang vẫn quyết định ly hôn với bà ta. Bà Choi không ngờ lần này chồng lại làm thật, cũng chưa từng nghĩ tới những việc quá đáng mà mình gây ra. Chủ tịch Kang kêu vợ mau chuẩn bị thủ tục ly hôn, sau đó gặp nhau ở tòa. Từ chỗ anh trai cha El, biết được trong thời gian mình hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh đã ly hôn với Sun Ju mà bố cũng đã nhường lại vị trí chủ tịch, thậm chí còn sắp ly hôn với mẹ. Song Úc hy vọng bố có thể cho mẹ thêm một cơ hội nữa nên đã tới nhờ cha El giúp mình khuyên bảo ông. Chỉ có lời của anh mới khiến ông hồi tâm chuyển ý. Bên này, sau khi cha El tỉnh lại, Song Hee luôn mang theo nụ cười trên môi, thấy vậy cô chú cũng yên tâm hơn nhiều. Song Hee kể với mọi người chuyện mình và cha El đã quay lại, bà Mang Suk cũng không phản đối, dù sao cũng là người cứu mạng cháu gái coi như là chuộc tội, cũng khuyên cháu gái đừng cảm thấy áy náy, tin rằng anh trai trên thiên đàng cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ, bây giờ chỉ còn chờ tòa án kết tội Song Úc mà thôi. Song Hee nhận được điện thoại của đồng nghiệp, thì ra công ty chuẩn bị tuyển thực tập sinh mới, hỏi Song Hee có muốn quay lại làm việc không, đây vốn là công việc mà cô yêu thích, có cơ hội quay lại công ty sao cô có thể từ chối cho được. Tới đây mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt, còn có cả cô nhỏ và chú Giang sắp làm đám cưới, bọn họ đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, không biết có phải do sức mạnh của tình yêu hay không mà cô nhỏ ngày càng đẹp lên. Chuyển cảnh, Chủ tịch Kang tới bệnh viện thăm con trai, thấy anh hồi phục từng ngày thì cũng yên tâm phần nào, cha El khuyên ông mau rút lại đơn ly hôn với mẹ. Nghe tới đây, Chủ tịch Kang không khỏi bất ngờ, bà Choi đối xử với cha El như vậy mà tới nước này anh vẫn nói đỡ cho bà ta. Cha El nói bà Choi đã chân thành xin lỗi mình, vậy nên bản thân muốn tha thứ cho bà. Ân ân oán oán bao giờ mới dứt, không mọi người sống mãi trong thù hận. Nếu ông thật sự ly hôn với vợ, thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi và sống trong sự áy náy cả đời. Nghe con trai nói vậy, Chủ tịch Kang đã có chút dao động, lần này bà ấy thật sự đã có ý hối cải hay là cho bà một cơ hội. Không lâu sau, cha El cuối cùng đã được xuất hiện, đây không thể thiếu công lao của Song Hee, nhờ có cô chăm sóc chu đáo cha El mới có thể bình phục nhanh chóng như vậy.
Lúc này Song Úc cũng tới bệnh viện đón em trai, dáng vẻ đã hiền lành hơn trước rất nhiều, chiếc áo đang mặc cũng rất đẹp trai. Bên này bà Choi bắt đầu xuống nước cầu xin chồng cho mình một cơ hội, hứa sau này sẽ không gây chuyện nữa. Thực ra Chủ tịch Kang đã nghe theo cha El lặng lẽ rút đơn ly hôn về, sau lần này bà Choi đã nhận được một bài học thích đáng, sau này không dám bắt nạt cha El vô cớ nữa. Không lâu sau Song Úc tới trước bài vị của anh trai Song Hee, xin lỗi về hành vi phạm tội của mình, mặc dù đã muộn nhưng Song Úc dám thừa nhận sai lầm, cũng phần nào an ủi người đã khuất. Ngày xét xử nhanh chóng được diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, sau khi với danh nghĩa là người nhà người bị hại đã sớm tha thứ cho hai anh em, họ hy vọng tòa án có thể giảm nhẹ tội cho họ. Tòa tuyên bố bị cáo Kang cha El vô tội, bị cáo Kang Song Úc 6 tháng tù giam. Trước khi đi, Song Úc nhờ và dặn dò em trai chăm sóc bố mẹ, cha El nói anh mình đừng lo. Tại tòa án hai anh em đang bị xét xử, Song Hee là em gái của người bị hại đã yêu người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa kia. May mà tình hình của cha El rất khả quan vì người lái xe không phải là anh. Đồng thời lúc đó anh đã muốn báo cảnh sát, cộng thêm đơn đề nghị giảm án của Song Hee cuối cùng được phán vô tội, mà chủ mưu Song Úc bị phạt 6 tháng tù giam. Có thể đây đã là kết quả nhẹ nhàng nhất cho tội lỗi của cả hai rồi. Song Úc cam tâm tình nguyện chịu phạt chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra, trước khi bị cảnh sát đưa đi còn không quên cúi đầu thay cho lời xin lỗi với bố mẹ. Khoảng thời gian anh không có ở nhà, cha El đã quay về chăm sóc cho bố mẹ. Lúc này cha El vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của anh trai. Thấy vậy Chủ tịch Kang an ủi con trai rằng Song Úc buộc phải chịu trách nhiệm, đây mới là sự trừng phạt thích đáng. Mà lần này bà Choi cũng không trách cha El, mà tự trách bản thân nếu không phải năm đó mình ép không cho hai anh em báo cảnh sát, thì sự việc đã không tới nông nỗi này. Nhưng trên đời không có hai chữ giá như, giờ có hối hận cũng không ích gì. Bà Choi rơi những giọt nước mắt hối hận, tình yêu con mù quáng của bà đã hủy hoại tương lai của con trai. Lúc này đồng nghiệp gọi điện thông báo Song Hee đã được công ty nhận vào làm việc. Dù sao thì trước kia Song Hee đã làm rất tốt, cô vội thông báo tin này cho cha El, muốn tạo cho anh bất ngờ. Lần này trở lại cha El đã có động lực làm việc. Bà Bang đọc được tin tức về Song Úc vội vàng thông báo với con gái, mà Sun Ju lúc này sớm đã biết chuyện nhưng lại tỏ ra không liên quan tới mình. Mẹ đề nghị cô tới thăm chồng cũ một lần, dù sao thì cũng từng là người một nhà. Huống hồ trước kia Song Úc đối xử tốt với mẹ con họ như vậy, nhưng Sun Ju lại không có ý định đó. Bọn họ đã ly hôn nay chỉ coi nhau như người xa lạ. Sun Ju kêu mẹ đừng lo chuyện bao đồng, hiện tại cô ta chỉ quan tâm tới chuyện tìm việc, mà làm gì có công ty lớn nào tuyển loại người như cô ta. Thế là Sun Ju lên mạng tìm một công ty thiết kế nhỏ, tuyên bố bản thân đủ tự tin dẫn dắt công ty đó. Bên này gia đình Song Hee đang chìm trong không khí vui vẻ náo nhiệt, chúc mừng Song Hee nhậm chức mà hôn lễ của cô nhỏ cũng sắp được tiến hành. Bà cô lớn tuổi này cuối cùng đã gả được đi rồi, Song Hee lâm môn cả nhà đều chìm trong hạnh phúc. Thấy em gái sắp lấy chồng ông Kim có chút không nỡ, cô nhỏ kêu anh trai yên tâm, mình nhất định sẽ hạnh phúc. Thực ra chú Giang cũng không thể ngờ đến tuổi này rồi mà vẫn có thể gặp được người mình yêu ngoài vợ, cho rằng là người vợ đã mất của mình mang đối phương tới bên mình. Ngày kết hôn hai người tổ chức một bữa tiệc nhỏ có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, không khí vô cùng đầm ấm dưới sự chúc phúc của mọi người. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau, cứ tưởng hôn lễ sẽ kết thúc trong viên mãn, vì muốn làm nóng không khí đã đề nghị chú Giang bế cô dâu ra khỏi lễ đường. Kết quả cố quá thành quá cố, chú Giang ngã chảy cả máu mũi. Chuyển cảnh hai vợ chồng Chủ tịch Kang tới thăm con trai, mặc dù phải vào tù nhưng Song Úc lại có cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, dường như đã chuộc lại lỗi lầm. Anh khuyên bố mẹ đừng lo lắng cho mình, đồng thời giục cha El và Song Hee mau chóng kết hôn, không cần đợi mình ra tù. Nhưng cha El sao có thể làm vậy, dù sao cũng là người nhà, anh tin Song Hee cũng sẽ hiểu cho mình thôi. Bên này Sun Ju đã hẹn được buổi phỏng vấn với công ty kia, cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho rằng sau này lại có thể chuyển mình. Nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp theo ý cô ta sao? Mọi người trong văn phòng nhiệt tình chào đón sự trở lại của Song Hee và cha El. Văn phòng quay về dáng vẻ náo nhiệt vốn có chỉ thiếu mỗi Sun Ju. Đồng nghiệp tiếc nuối nói chung do hiện tại tiếng xấu lan xa, sau này rất khó có thể bước chân vào thị trường việc làm. Giờ có lẽ đang chật vật tìm việc, nghe nói đang chuẩn bị đi phỏng vấn, không biết tình hình thế nào rồi. Bên này phần mở đầu của Sun Ju rất tốt, người phỏng vấn có vẻ rất hài lòng về cô. Có lẽ đối phương vẫn chưa biết chuyện xấu của cô ta nên đã vui vẻ kêu Sun Ju bắt đầu làm việc vào ngày mai. Cô ta vui vẻ gọi điện báo tin cho mẹ khi cúp điện thoại chuẩn bị ra về, phát hiện dây chuyền rơi ở văn phòng, mà lúc này người phỏng vấn từ chỗ nhân viên nữ đã biết được tất cả những tin xấu có liên quan tới Sun Ju. Mặc dù công ty nhỏ cũng không thể tùy tiện tuyển người như vậy vào làm việc, đúng là không có lương tâm phục thật sự. Câu nói này đã đem tới đả kích lớn cho Sun Ju. Sau đó cô ta nhận được tin nhắn từ chối của đối phương. Lúc này Su Ho tan học trở về trùng hợp trông thấy Sun Ju, liền lon ton chạy tới bắt chuyện. Thấy con trai Sun Ju lập tức bùng nổ quát cậu bé mau đi chỗ khác. Nhưng đi được vài bước cậu bé lại chạy ngược lại đưa cho Sun Ju một cái khăn tay nói cô dùng cái này lau nước mắt, cậu sẽ ngồi đây cho tới khi cô nín. Nhìn Su Ho ngoan ngoãn hiểu chuyện cô ta không kiềm được mà bật khóc, không biết là do xấu hổ hay hối hận vì khi đó đã vứt bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Cho dù là thế nào thì người phụ nữ này đều không xứng được tha thứ, khiến người ta khó chịu là Sun Ju còn dẫn cậu bé cùng đi ăn. Không biết cô ta lại có âm mưu gì, trước kia nghĩ trăm phương nghìn kế để Su Ho rời khỏi cuộc sống của mình, nay lại muốn giành lại quyền nuôi dưỡng, chỉ có trẻ con là không hiểu chuyện. Su Ho tốt bụng cảm thấy đối phương cần có người bên cạnh. Lúc này Song Hee đi làm trở về phát hiện Su Ho vẫn chưa về nhà, tưởng cậu bé đang chơi ở nhà bạn học. Khi lấy máy gọi điện thoại thì cậu đã đứng trước cổng cùng Sun Ju, không ngờ Sun Ju lại yêu cầu Su Ho phải giữ bí mật không được nói với bất kỳ ai là đã gặp mình hôm nay. Nhìn bóng lưng con trai vào nhà, cảm xúc của Sun Ju vô cùng phức tạp. Về tới nhà, Su Ho giữ lời hứa không hề kể lại chuyện này với Song Hee, chỉ nói tới nhà bạn học chơi giờ mới về. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu bé nói dối mẹ. Sau khi trở về nhà, Sun Ju cũng không vì chuyện trượt phỏng vấn mà sầu não, ngược lại còn vui vẻ lạ thường, khiến mẹ cô không khỏi nghi ngờ. Với tính cách thường ngày của Sun Ju thì cô đã nhảy dựng lên từ lâu, lẽ nào Su Ho đã giúp cô ta sửa cái thói xấu đó rồi sao? Bên này chủ tịch Kang từ chỗ cha El biết được tổ thiết kế đang thiếu một vị trí quan trọng suốt 3 tháng liền, cứ như vậy công ty khó mà vận hành tốt được, có khi nào là người điều hành công ty hiện tại không làm tốt trách nhiệm của mình hay không? Chủ tịch Kang vội gọi điện thoại hỏi thăm, đối phương kêu ông không cần bận tâm. Liệu chủ tịch Kang có lấy lại được vị trí vốn có của mình trong công ty không đây? Buổi tối trước khi đi ngủ, Sun Ju lại nhớ tới khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên con trai, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Từ sau khi Song Úc vào tù, bà Choi mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ, lo lắng con trai trong đó sống như thế nào. Thấy bà như vậy, cha El vội nói mình sẽ bớt thời gian tới thăm anh thường xuyên, khuyên bà đừng quá lo lắng, tin rằng Song Úc cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm này của mẹ. Chuyện lạ là Sun Ju bỗng biến thành người mẹ hiền, mỗi ngày đều đến đón Su Ho tan học, còn dẫn cậu bé đi ăn đồ ăn ngon, đến chủ quán còn nhầm hai người họ làm mẹ con. Nghe người ta nói vậy, Sun Ju không những không giận còn hỏi cô giống mẹ của cậu bé lắm sao, chủ quán chắc chắn luôn vậy rồi, đúng là không thể yên tâm nổi với loại người này. Sau đó bà Bang đã vô tình trông thấy con gái dắt tay Su Ho trên đường thì sợ hết hồn. Vẫn như mọi lần, Sun Ju dặn dò cậu bé không được nói với ai là đã gặp mình. Cô ta lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ bắt Su Ho nói dối hết lần này đến lần khác, sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, hẹn lần sau gặp lại. Bên này treo tới thăm anh trai, ai ngờ Song Úc còn lo cho Sun Ju sống có ổn không. Xem ra anh vẫn còn yêu vợ cũ rất nhiều, không hiểu anh bị gì nữa. Loại phụ nữ này không xứng đáng có được tình yêu của anh. Về tới nhà, bà Bang lo con gái thân thiết với Su Ho như vậy, một khi biết được sự thật thì cậu bé sẽ bị tổn thương. Nhưng Sun Ju lại không quan tâm tới chuyện đó, cho rằng nếu để cậu bé biết thì đã sao, một người mẹ sao có thể thốt được ra câu này cơ chứ, đến mẹ cô ta cũng không nghe lọt tai. Buổi tối trước khi đi ngủ, Song Hee hỏi con trai hôm nay đã làm gì. Cậu bé nghĩ một hồi vẫn quyết định không nói cho mẹ về chuyện đã gặp Sun Ju hôm nay, nếu Song Hee biết Su Ho nói dối mình chắc chắn sẽ buồn lắm. Bên này Sun Ju nhìn ảnh con trai biểu cảm vô cùng vui vẻ, xem tới ảnh Song Hee chụp cùng con trai, nụ cười trên môi cô ta lập tức dập tắt. Mà lúc này Song Hee đã phát hiện trong điện thoại của Su Ho lại có số của Sun Ju, thì vô cùng kinh ngạc. Thấy vậy cậu bé mới chịu nói ra sự thật, biết dạo gần đây Su Ho giấu mình đi gặp Sun Ju, cô vô cùng kinh ngạc. Cậu bé vội xin lỗi mẹ vì đã nói dối, nhưng trẻ con thì biết gì chứ, cậu bé chỉ ngây thơ cho rằng Sun Ju yêu quý mình mà thôi. Song Hee sợ con trai nghĩ nhiều nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ dặn cậu bé sau này không được gặp Sun Ju nữa. Nhưng Sun Ju sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Trước kia cô ta rất ghét có người khen mình và Su Ho giống nhau, nay được người khác khen hai người giống mẹ con thì vui vẻ đến lạ. Mẹ cô tiếc nuối nói nếu khi đó con gái không vứt bỏ cậu bé, thì nay ba người đã có cuộc sống hạnh phúc. Có thể thấy bà rất thương yêu cháu ngoại, nhưng hiện tại nói gì cũng không còn tác dụng, tất cả đều đã quá muộn. Sun Ju nghe vậy càng quyết tâm phải giành lại Su Ho. Bên này Song Hee cũng cảm nhận được nguy hiểm, biết loại người như Sun Ju có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cô rất sợ Su Ho chịu tổn thương. Vì trong lòng bất an, hôm sau cô đã kể cho cha El về chuyện Sun Ju lén gặp Su Ho. Một người luôn ghét trẻ con như cô ta này lại thay đổi 180 độ, nhất định là có âm mưu gì đó. Cha El định tới gặp trực tiếp Sun Ju, nhưng Song Hee lại cho rằng chuyện đó nên để mình đi làm thì sẽ hợp lý hơn. Ai ngờ Sun Ju thấy Song Hee gọi tới liền thẳng tay cúp máy, sau đó coi như không có chuyện gì tới đón Su Ho tan học, muốn dẫn cậu bé đi chơi. Nhưng Su Ho đã hứa với mẹ sau này sẽ không gặp lại Sun Ju nữa nên đã từ chối lời mời của cô ta. Khi Sun Ju đang không biết phải làm sao thì bạn học chạy tới hỏi cô này là ai. Thấy cơ hội tới, Sun Ju nói sẽ dẫn bọn họ đi ăn gà rán, trẻ con ngây thơ sao có thể chống lại sức hấp dẫn này. Cứ như vậy Su Ho cũng bị bạn kéo đi. Ăn xong, Sun Ju ung dung đưa cậu bé về nhà. Nhưng từ đầu đến cuối Su Ho luôn buồn bã vì đã không giữ lời hứa với mẹ. Cậu không hiểu tại sao mẹ không cho mình gặp gì xinh đẹp. Nghe vậy Sun Ju vội nói mình biết nguyên nhân. Khi cô ta suýt nữa nói ra sự thật thì một cô bé bất ngờ chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Cứ như vậy Sun Ju mới ngậm miệng lại. Về tới nhà cô ta mới bình tĩnh lại, ban nãy bản thân thật sự có hơi nóng vội. Lúc này Song Hee bỗng gọi điện tới hẹn ra ngoài nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện thì ai cũng có thể đoán được. Sun Ju bày ra vẻ mặt vô tội nói Su Ho là do mình sinh ra, vậy nên bản thân có quyền gặp cậu bé.
đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Mặc dù là mẹ ruột nhưng cô ta chưa từng có trách nhiệm của người mẹ. Song Hy không cho phép Sunju cướp Suho, càng không cho phép cô ta làm tổn thương tới cậu bé. Nhưng Sunju lại trơ trẽn nói mình có thể gặp Suho bất kỳ lúc nào. Song Hy tuyệt đối không cho phép hai người gặp nhau. Vậy mà Sunju lại độc ác nói vậy thì không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Trơ trẽn thách thức Song Hy, đẩy Song Hy vào thế khó. Cô rất sợ Sunju sẽ nói ra sự thật. Nếu Suho biết được thân phận thật của mình sẽ phải chịu đả kích lớn. Em dâu đề nghị hay là cứ để Sunju gặp con để tránh cô ta chó cùng rứt dậu. Chỉ cần không nói ra sự thật là được. Có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này nhưng Song Hy lại không muốn làm vậy. Bên này mẹ thấy Sunju cứ bám lấy Suho vội hỏi cô đang muốn làm gì. Ngộ nhỡ để đứa bé biết chuyện mình bị vứt bỏ thì sẽ đau khổ tới nhường nào. Nhưng Sunju không hề quan tâm tới điều này. Bà hỏi có phải cô ta định lôi Suho ra để uy hiếp Song Hy không. Sunju không muốn nghe mẹ mình nói gì nữa liền bỏ vào phòng. Bà bang mắng cô ta đây là chuyện mà một người mẹ nên làm sao. Loại người này có chết cũng không biết hối cải. Hôm sau Sunju chuẩn bị đồ ăn, nói muốn ra ngoài chơi, xem ra cô ta định đưa Suho cùng đi. Không lâu sau Sunju gọi điện cho Song Hy vừa mở miệng đã yêu cầu được đưa Suho ra ngoài chơi. Song Hy tức không làm gì được mắng cô ta có phải bị điên rồi không. Sau đó thẳng tay cúp máy. Nếu bạn tưởng Sunju sẽ dừng lại ở đây thì sai rồi. Làm gì có chuyện cô ta lại hiền thế. Không lâu sau cô ta tìm tới tận nhà Song Hy. Năm xưa thẳng tay vứt con, nay lại quyết tâm đòi lại bằng được. Hãy nói với tôi là loại người này chỉ có ở trong phim thôi đúng không? Chứ ở trên đời lại có loại người như này sao? Sau bao ngày cô ta cuối cùng đã lộ ra bản chất thật sự tuyên bố giành quyền nuôi Suho. Bởi dã tâm của Sunju quá lớn, tuần gặp con một lần đã là ân huệ lớn đối với cô ta. Nhưng nay lại lật kèo đòi Suho về. Hành động này đã hoàn toàn chọc điên Song Hy. Ban đầu cô vẫn còn chút thông cảm cho đối phương vì dù sao Sunju cũng là người mang nặng đẻ đau Suho. Cứ ngỡ cô ta thật lòng thương yêu cậu bé. Xem ra Sunju chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân mà thôi. Cô ta còn định giả biện nói mình rất yêu thương Suho. Song Hy đã không còn tin lời cô ta nữa. Cuối cùng cảnh cáo Sunju sau này đừng mơ gặp được Suho nữa. Dù là vậy nhưng với tính cách của Sunju thì cô ta chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Song Hy sợ cô ta lại tìm cơ hội tiếp cận Suho, đã nhờ cô mang xúc trong thời gian này phải theo sát đưa đón Suho, không cho Sunju có cơ hội tiếp cận cậu bé. Sau đó xóa số điện thoại của Sunju trong máy của Suho dặn dò con trai sau này không được gặp người phụ nữ đó nữa. May mà Suho cũng không buồn vì chuyện này cậu bé vẫn nghe lời mẹ nhất. Bên này bà bang ở nhà đợi cháu trai tới, ai ngờ chỉ thấy mình Suho quay về, thấy tâm trạng của con gái không tốt liền đoán ra phần nào sự việc. Sunju quyết định giành lại quyền nuôi dưỡng Suho nhờ vào pháp luật, cảm thấy bản thân là mẹ ruột cậu bé chính là điều kiện có lợi nhất, tin rằng mình nhất định có thể giành được quyền nuôi con. Bên này mọi người nhắc nhở Song Hy với tính cách của Sunju, có khi nào cô ta sẽ nhờ tới luật pháp để giành lại quyền nuôi con không? Nếu thật sự như vậy không biết pháp luật sẽ đứng về bên nào. Chú Seo kêu Song Hy nên bàn bạc chuyện này với cha El, nhờ anh nghe ngóng từ chỗ luật sư xem tình huống này nên giải quyết thế nào. Chỉ mình Sunju đã khiến cả gia đình thấp thỏm không yên. Hôm sau tới công ty Song Hy kể lại chuyện này với cha El, anh kêu cô đừng quá lo lắng, theo hiểu biết về pháp luật của mình. Trong tình huống này thông thường sẽ xét tới đứa bé sống với ai sẽ hạnh phúc hơn, vậy nên Song Hy vẫn có lợi thế hơn, cho dù ai có nói gì đi nữa thì Suho vẫn là con của anh. Sao anh có thể để người ta cướp con trai mình đi chứ? Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, nên cô cứ tin vào anh là được. Cha El đã nói đúng khi Sunju tìm luật sư tư vấn, biết được với tình hình của cô ta hiện nay, đừng nói là quyền nuôi dưỡng đến những quyền khác cũng không có. Thấy vậy Sunju cảm thấy nực cười. Rõ ràng là con cô ta sinh ra tại sao mẹ ruột lại không có quyền gì. Có lẽ cô ta đã quên mất chuyện năm xưa đã vứt bỏ Suho thế nào rồi, cho rằng cứ sinh con ra là xứng đáng làm mẹ. Luật sư nói dựa theo tình hình hiện nay Suho tiếp tục ở với Song Hy mới là sự lựa chọn hạnh phúc nhất cho đôi bên, vậy nên pháp luật sẽ không cấp quyền nuôi dưỡng cho cô ta. Sunju thẹn quá hóa giận, chỉ trích luật sư không đủ năng lực sẽ đi tìm người có năng lực khác. Nhưng cho dù đã tìm rất nhiều luật sư thì đáp án đều như lần đầu. Thậm chí còn có luật sư nói một tháng được gặp hai lần đã là khoan dung lắm rồi, xem ra pháp luật cũng không đứng về phía cô ta. Bên này Song Hy cũng nghe được đáp án từ chỗ cha El mới dám thở phào, lần này Sunju phải bó tay thật rồi, ban đầu thỉnh thoảng vẫn được gặp con lần này thì thảm thật rồi, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Mẹ trách Sunju đã quá tham lam, đây đều là con gái tự chuốc lấy. Chuyển cảnh em dâu bỗng đau bụng chuyển dạ, mọi người vội đưa cô tới bệnh viện, không lâu sau đã sinh được một bé trai đáng yêu. Nhận được tin, cô nhỏ không khỏi ngưỡng mộ vì cô rất muốn có con với chú Giang. Ai ngờ cô bỗng cảm thấy buồn nôn ngay sau đó. Bên này công ty thông báo tin mừng Song Hy đã được lên làm nhân viên chính thức, mà trợ lý Kim cũng được lên làm tổ trưởng. Tạm thời mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có mình Sunju là vẫn không biết hối cải. Song Hy đã cho số điện thoại cô ta vào danh sách đen khiến Sunju sinh lòng thù hận, để gặp đứa con đã đứng chặn trước cổng trường. Nhưng Suho đã được bà mang xúc đón về trước, thế là cô ta lại tới lớp năng khiếu đón cậu bé. Lại bắt gặp cha El và Song Hy tới đón rất đúng giờ. Sunju thức đến đỏ mắt, tới nước này cô ta quyết định không ăn được,
thì ta đạp đổ chuẩn bị nói ra tất cả với Su Ho. Nếu biết mình mới là mẹ ruột thì cậu bé nhận định sẽ lựa chọn sống cùng mình. Bà Bang kêu cô ta đừng nằm mơ giữa ban ngày, có sinh mà không có dưỡng thì gọi gì là mẹ. Đây là đạo lý mà ai cũng hiểu, khuyên con gái không được làm Su Ho tổn thương, nhưng lúc này cô ta đã không còn quan tâm điều gì nữa. Cứ như vậy một mình tới trước cổng trường bắt gặp Mang Súc tới đón, tình cờ gặp được bạn học của con trai, nên đã lợi dụng cậu bé lừa Su Ho ra ngoài. Sun Ju thật sự đã không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đứng trước mặt Su Ho nói cô ta mới là mẹ ruột của cậu. Su Ho không hiểu hỏi lại, cô ta nói mình mới là người sinh ra cậu. Khiến cậu bé chịu cú sốc lớn, người nuôi dưỡng mình từ bé lại không phải mẹ ruột, điều này đến người trưởng thành nghe xong cũng chịu đả kích lớn, huống hồ là một đứa bé 9 tuổi. Sun Ju thực sự đã khiến Su Ho chịu tổn thương tinh thần nặng nề, tự hỏi một người mẹ sao có thể đối xử với con mình như vậy, cô ta không thấy đau lòng sao? Su Ho không dám tin đây là sự thật, vừa khóc vừa trở về nhà. Lúc này cha El cũng có mặt thấy Su Ho như vậy, còn tưởng con trai cãi nhau với bạn, ai ngờ cậu bé khóc lớn hỏi Song Hy có thật là mẹ ruột của mình hay không. Song Hy chết lặng tại chỗ, đối diện với câu hỏi chí mạng của Su Ho cô bối rối không biết trả lời thế nào. Cha El cũng rất ngạc nhiên hỏi ra mới biết là Sun Ju đã nói hết mọi chuyện với cậu bé. Su Ho quay sang hỏi từng thành viên trong gia đình, hy vọng lời Sun Ju nói là giả, cô ta chỉ đang lừa mình mà thôi, nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Song Hy muốn giải thích nhưng cậu bé đã kích động bỏ về phòng, không muốn nghe thêm gì nữa, tâm hồn bé nhỏ đã chịu tổn thương sâu sắc. Cậu bé nhốt mình trong phòng quá khóc nức nở, cho dù Song Hy có nói gì cũng vô ích. Bà Mang Súc căm phẫn chỉ muốn tới nhà giết chết Sun Ju, nhưng đã bị Song Hy ngăn lại, lần này cô buộc phải ra mặt. Như bao lần Sun Ju không hề nhận thấy hành động sai trái của mình, Song Hy tức đến nghiến răng. Cô ta đã đâm mũi dao vào trái tim Su Ho, còn có mặt mũi nhận mình là mẹ nó sao? Bà Bang lúc này mới biết con gái đã gây chuyện lớn, nhưng cô ta vẫn không nghĩ mình đã làm sai, thậm chí còn trách ngược Song Hy ban đầu không nên lừa dối cậu bé, càng không nên nhận làm mẹ Su Ho. Đến mẹ ruột bên cạnh cũng không chấp nhận nổi con người này, mắng Sun Ju có phải điên rồi không, sao có thể nói như vậy. Thấy mẹ đứng về phía Song Hy, Sun Ju tức đỏ mắt, nhưng câu nói tiếp theo của Song Hy đã khiến cô ta câm nín. Cô có chết cũng không để Su Ho chịu tổn thương vì bị mẹ ruột vứt bỏ. Đến bà Bang cũng không thể tha thứ cho hành động này của con gái, cảm thấy cô không xứng làm mẹ. Song Hy trở về nhà, Su Ho tuy đã không khóc nữa, nhưng vẫn trốn trong chăn không chịu nói chuyện. Có thể thấy cậu bé đang rất hỗn loạn, cho rằng người lớn đều là kẻ lừa đảo. Thấy Su Ho như vậy, Song Hy vô cùng xót xa, chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh cậu. Bên này em dâu đã sinh em bé, cả gia đình đang vui thì bà Mang Súc bỗng nhắc tới chuyện của Sun Ju. Nghe tin mọi người cũng phải thốt lên, cô ta là loại người gì không biết, người bình thường sao có thể làm ra chuyện tàn ác đó. Khiến mọi chuyện ra nông nỗi này chưa đủ, còn muốn thuyết phục Su Ho về ở với mình, mẹ kêu cô ta mau tỉnh táo lại, đừng gây thêm chuyện nữa. Hiện tại người đau khổ nhất chính là Song Hy, cô vô cùng dằn vặt vì đã không bảo vệ được Su Ho. Chuyện khiến cô không thể ngờ là mới sáng sớm Su Ho, nhân lúc không ai chú ý đã lén rời khỏi nhà, khiến mọi người vô cùng lo lắng, gọi điện thoại cũng không thấy cậu nghe máy. Thì ra Su Ho đã quyết định bỏ nhà đi, cả nhà chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Su Ho đâu. Tình huống khẩn cấp, Song Hy vội gọi điện thông báo với cha El, lần này đến cả gia đình chủ tịch Kang cũng biết đến chuyện tốt của Sun Ju gây ra. Bà Choi nghe tin chỉ biết thở dài, chỉ có loại người như Song Jo mới làm ra được chuyện này, xem ra chuyện Song Úc và Sun Ju quay lại là điều không thể, loại phụ nữ ác độc này rước về chỉ thêm họa. Song Hy không ngoại trừ bất kỳ khả năng nào, tới tận nhà Sun Ju tìm kiếm, ai ngờ Sun Ju còn trách mắng gia đình Song Hy đến một đứa trẻ cũng không trông được. Không hiểu sao cô ta có thể thốt ra lời này, mọi chuyện không phải là do cô ta gây ra hay sao, đúng là loại người đến chết cũng không biết hối cải. Cuối cùng Song Hy chỉ đành đi báo cảnh sát, lo lắng Su Ho sẽ gặp chuyện chẳng lành. Song Hy sợ hãi bật khóc, cha El vội ôm cô vào lòng an ủi. Lúc này Su Ho đang ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn hai mẹ con đi ngang qua nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc bên mẹ, thì bật khóc nức nở gọi mẹ ơi. Cậu bé một mình ngồi khóc trong công viên, sau khi biết Song Hy không phải mẹ ruột nên Su Ho đã bỏ nhà đi, khiến Song Hy vô cùng lo lắng, cả gia đình nháo nhác đi tìm cậu khắp nơi. Những nơi cậu bé có thể tới đều đã tìm một lượt nhưng vẫn không thấy Su Ho đâu, cho tới khi hỏi hai ông lão trong công viên, ông nói vừa trông thấy một cậu bé ngồi đằng kia, nhưng khi hai người đuổi tới thì Su Ho đã không còn ở đó nữa. Song Hy sợ hãi ngồi xuống nghĩ tới trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ thằng bé xảy ra chuyện gì thì mình cũng không thiết sống nữa. Cha El vội an ủi cô, Su Ho nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể thấy Song Hy lúc này đã sức cùng lực kiệt sau một ngày tìm kiếm, mọi người lê cơ thể mệt nhọc trở về, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức từ phía cảnh sát mà thôi. Song Hy lần nữa tới cục cảnh sát hỏi thăm, cầu xin bọn họ nhanh chóng tìm cậu bé về. Sau một ngày chạy khắp nơi tìm kiếm, Song Hy được cha El dìu về, cả nhà đều sốt ruột chờ đợi tin tức. Lúc này Su Ho vẫn đang ở trong công viên, thực ra cậu cũng không còn nơi nào để đi hoặc chỉ muốn yên tĩnh một mình. Bà Bang lo cho cháu trai kêu Sun Ju mau gọi điện thoại thăm hỏi, Song Hy còn tưởng là cảnh sát gọi tới báo tin, trông thấy Sun Ju gọi tới liền thất vọng tắt máy,
Bà Mang Xúc nói đến lúc này còn có mặt mũi gọi điện thoại tới, đúng là loại người chẳng ra gì. Không lâu sau chuông điện thoại của cha El reo lên, người gọi tới là Sun Ju. Thực ra anh cũng không chịu nổi cô ta. Cha El tức giận chửi mắng cô ta trong điện thoại. Câu nào câu nấy đều có tính sát thương chí mạng khiến Sun Ju không nói lên lời. Cô ta yêu bản thân hơn Su Ho, nói cần Su Ho thực ra chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà thôi. Để đạt được mục đích, cô thậm chí còn làm thằng bé tổn thương. Người ích kỷ như cô có tư cách làm mẹ sao? Sau khi tắt máy, Sun Ju mất rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Lời cha El nói như lưỡi dao chọc sâu vào trái tim cô ta. Cộng thêm chuyện Min Jun bỏ nhà đi, cho dù ác độc tới đâu cũng không thể ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra được. Thấy trời sắp tối, Song Hy càng thêm lo lắng bất an. Cô đứng ngồi không yên ra cổng ngóng trông Su Ho trở về. Cha El an ủi cô phải bình tĩnh lại, đợi thêm chút nữa sẽ có tin tốt thôi. Không ngoài dự đoán, cảnh sát trong lúc đi tuần tra đã phát hiện Su Ho đang ngủ say trong công viên. Khi cha El và Song Hy quyết định tiếp tục ra ngoài tìm kiếm, bỗng nhận được điện thoại từ phía cảnh sát thông báo tin mừng. Cả nhà nghe tin vội chạy ra sân, Su Ho đã khiến cả nhà được phen náo loạn. Thấy đã tìm được Su Ho, mọi người mới dám thở pháo. Song Hy tới đồn cảnh sát thấy con trai vẫn bình an, vội chạy tới ôm chầm lấy cậu bé, may quá không xảy ra chuyện gì. Xong chuyện, hai người đưa Su Ho về nhà, cả nhà đều chạy ra đón. Thấy cậu bé cả ngày nay vẫn chưa ăn gì, bà Mang Xúc vô cùng xót xa. Mà Su Ho cũng là đứa bé hiểu chuyện, cậu đã không còn oán trách Song Hy nữa. Cứ như vậy, Song Hy và cha El đứng cạnh bón cơm cho cậu bé. Su Ho còn khen đồ ăn hôm nay ngon hơn thường ngày rất nhiều, chắc đói lắm đây. Sun Ju đang nhớ lại lời cha El nói hôm nay, càng nghĩ càng khó chịu mà không biết đã tìm được Su Ho. Cha El trở về nhà thông báo mọi người không cần lo lắng, vì cậu bé đã an toàn trở về. Song Úc kêu em trai gọi điện báo tin cho Sun Ju một tiếng tránh cô ta lo lắng. Quả nhiên người quan tâm Sun Ju chỉ có mình Song Úc, có lẽ anh đã bị tình yêu làm mù quáng. Cha El đồng ý về tới phòng liền gửi tin nhắn thông báo cho Sun Ju. Nhận được tin Su Ho bình an trở về, Sun Ju mới thở phào nhẹ nhõm. Bên này trước khi đi ngủ, Song Hy tắm rửa sạch sẽ cho Su Ho như thường ngày, muốn tâm sự một chút với cậu bé. Không ngờ Sun Ju lo cho con trai đã lén tới nhà trốn vào một góc. Song Hy quyết định nói hết sự thật cho cậu bé, bao gồm cả thân phận của con trai. Su Ho nhạy cảm đã phần nào đoán được mình bị mẹ vứt bỏ. Song Hy lập tức phủ nhận, cô không thể làm đứa trẻ bị tổn thương, chỉ nói là mình muốn nuôi dưỡng nên mới giữ cậu bé lại bên cạnh. Nghe tới đây, Sun Ju đứng ngoài cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không dám đối diện với con. Song Hy từ bé đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu của bố mẹ, nên cô rất hiểu đứa trẻ không có bố mẹ đáng thương tới nhường nào. Hy vọng Su Ho sẽ không giống mình, luôn bị người ta chỉ trỏ, muốn dành cho cậu bé tình yêu trọn vẹn. Mà điểm này Su Ho cũng cảm nhận được sâu sắc. Mặc dù mẹ không sinh ra cậu, nhưng cho dù người khác nói gì thì cậu vẫn là con của mẹ. Cậu biết mẹ rất yêu cậu mà. Đó mới là thái độ của một người mẹ nên có. Nghe xong, Sun Ju đau khổ bật khóc. Cô ta cuối cùng đã biết bản thân đã sai ở đâu. Đối với Song Hy, tồn tại của Su Ho mới là quan trọng nhất. Vì cậu, Song Hy có thể buông bỏ mọi thứ, bao gồm cả hạnh phúc của mình. Mà Sun Ju lại ngược lại, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho bản thân, chưa từng quan tâm tới cảm xúc của cậu bé. Cho tới tối đó, tận mắt chứng kiến cách đối xử của Song Hy với Su Ho, cô ta mới nhận ra bản thân không đủ tư cách làm mẹ. Sun Ju cuối cùng đã rơi những hạt nước mắt hối hận. Mà bên này, hai mẹ con Song Hy cũng bình thường trở lại. Song Hy hỏi Su Ho tại sao lại bỏ ra đi. Thực ra cậu bé cũng không có ý xấu, chỉ cảm thấy tủi thân muốn làm mẹ lo lắng một chút mà thôi. Cậu bé Su Ho lúc này đã nhận ra lỗi lầm của mình, hứa sau này sẽ không làm mẹ lo lắng nữa. Trải qua chuyện này, Song Hy cảm thấy không nên ngăn cản Su Ho gặp mẹ nữa, bởi cậu bé cũng có suy nghĩ và quyền lợi riêng. Cuối cùng quyết định dừng tay, cho phép hai mẹ con họ gặp nhau. Nhưng Su Ho sau khi biết được sự thật không biết nên đối diện với mẹ ruột thế nào, đồng thời cũng cần có thời gian để tiếp nhận sự thật này. Hôm sau trên bàn ăn, mọi người vô cùng quan tâm Su Ho, có thể thấy cả nhà đều yêu chiều cậu bé hết mực. Được trưởng thành trong gia đình như vậy, Su Ho thực sự đã rất hạnh phúc. Bà Mang Xúc kêu Song Hy tối nay đưa cha El về nhà ăn cơm, hôm qua tìm Su Ho cả ngày cũng vất vả lắm rồi, nhân tiện bàn chuyện kết hôn luôn. Nghe được tới nhà, Song Hy dùng cơm cha El vui như được cho kẹo, úp mở nói sẽ cho mẹ con họ một bất ngờ. Tới bữa trưa, Song Hy định đi ăn cùng đồng nghiệp, ai ngờ lại nhận được điện thoại của Sun Ju. Nhưng lần này cô ta không định tới gây chuyện, như hoàn toàn biến thành một người khác. Thực ra Song Hy cũng muốn tới gặp cô ta, cho phép đối phương sau này có thể gặp Su Ho. Nghe tới đây, Sun Ju nén giọt nước mắt tội lỗi. Sau tất cả, Song Hy vẫn không hận nổi cô ta. Sau đó Sun Ju chân thành xin lỗi Song Hy, thừa nhận mọi lỗi lầm của mình, đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Su Ho nữa. Cô ta cuối cùng đã hiểu khoảnh khắc cô ta vứt con ở nhà nội năm đó, thì bản thân đã mất đi tư cách làm mẹ. Cô rất cảm ơn Song Hy đã thay mình nuôi dưỡng Su Ho tốt như vậy, cũng vui khi cha El trở thành bố của cậu bé. Như vậy thì bản thân có thể yên tâm rồi, cô hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Su Ho nữa. Cô nói đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Su Ho. Sun Ju tới thăm con trai lần cuối, nhưng chỉ nấp một góc rồi âm thầm dõi theo thay cho lời từ biệt. Cô ta biết đây mới là cách tốt nhất cho con. Chuyển cảnh, bà Mang Xúc ra ngoài mua thuốc bổ cho Su Jun, không ngờ lại vô tình đụng phải bà Choi.
chỉ là cuộc gặp tình cờ này không mấy được vui vẻ. Bà Mang Xúc thấy bà Choi lái xe suýt đâm vào người mà không xuống xe hỏi thăm, cảm thấy đối phương là người không ra gì, thấy bà Mang Xúc là người không dễ bắt nạt đã đưa cho bà một tấm chi phiếu định dùng tiền để mua sự bình yên. Hành động này khiến bà Mang Xúc cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, mắng bà Choi tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả sao, mặc dù không biết chi phiếu này là bao nhiêu tiền, nhưng thế này đã được chưa? Đoạn này đúng là không nhịn được cười, biểu cảm của bà Mang Xúc cũng chân thật quá. Sau đó bà Choi tới công ty kể lại chuyện ban nãy cho hai bố con sang Úc, kết quả bị chủ tịch Kang mắng cho một trận, nhưng bà Choi lại cảm thấy mình đã giải quyết ổn thỏa, dù sao thì sau này cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Bên này chú Seo cũng nghe kể về chuyện này, bắt đầu chỉ trích vợ thấy tiền là sáng mắt vứt bỏ cả thể diện. Bà Mang Xúc lập tức đáp trả nếu gặp lại người phụ nữ đó, nhất định sẽ ném tiền vào mặt bà ta, không biết sau khi hai người biết đối phương là bên thông gia thì sẽ có phản ứng gì. Sau khi ăn xong bữa tối tại nhà Song Hy, cha El lấy ra món quà bí mật, thì ra anh đã chuẩn bị cho hai mẹ con cặp dây chuyền giống hệt với món quà sinh nhật Song Hy từng tặng anh, cho rằng như vậy có thể gắn kết ba người lại bên nhau. Sau đó tự tay đeo món quà cho Song Hy, cuối cùng đeo cho Su Ho, cứ như vậy ba người lộ ra nụ cười rạng rỡ. Bên này Sun Ju lại không được may mắn như vậy, có lẽ đã làm quá nhiều việc xấu, nên hôm nay cô ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, vội chạy tới hiệu thuốc. Trên đường về nhà Sun Ju bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Sun Ju bỗng ngất xỉu trên đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, báo ứng của Sun Ju đã tới rồi. Cô ta vốn tưởng đây chỉ là đau đầu thông thường, ai ngờ sau khi kiểm tra lại phát hiện bị u não mà còn là u ác tính. Bác sĩ an ủi nếu làm phẫu thuật thì tỷ lệ thành công là rất cao, nhưng sẽ ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác và sẽ để lại di chứng, nói thẳng ra là sẽ có khả năng bị mù. Sun Ju không dám tin vào sự thật, lẽ nào đây là sự trừng phạt của Thượng Đế vì những hành vi xấu xa của mình sao? Sun Ju như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, cô ta vô tình bắt gặp Song Úc cũng ở đây. Sau khi hỏi thăm nhau vài câu, Sun Ju chuẩn bị ra về liền bị Song Úc gọi lại, anh muốn ngồi lại cùng cô nói chuyện. Mặc dù hai người không thể trở về như trước kia, nhưng Song Úc vẫn hy vọng Sun Ju hãy sống thật tốt. Còn về những chuyện trong quá khứ, cảm thấy mọi chuyện đều đã qua rồi, Sun Ju chân thành xin lỗi anh. Hai người dần dần hóa giải mâu thuẫn. Song Úc kêu cô có khó khăn gì thì hãy tới tìm mình, anh hứa sẽ giúp cô tìm được công việc. Sự quan tâm của chồng cũ khiến Sun Ju cảm thấy vô cùng áy náy, lẽ nào anh không hận mình sao? Sau đó cô đứng dậy bỏ đi vì quá xấu hổ. Về tới nhà, Sun Ju cuối cùng đã bật khóc, cô trách bản thân tại sao lại làm nhiều điều xấu xa đến vậy, mà sao tất cả mọi người vẫn bao dung cho mình như vậy. Bà Bang tới phòng hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Sun Ju nói trong nước mắt bản thân rất muốn dành phần đời còn lại để trả giá cho những sai lầm mình gây ra, nhưng nay đã không còn cơ hội nữa rồi. Mẹ cũng không hiểu cô đang nói gì, Sun Ju tiếp tục gào khóc trong đau khổ. Hôm nay cha El đưa hai mẹ con Su Ho tới nhà chơi, bà Choi nhìn cậu bé lại nhớ tới Sun Ju trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng mọi người đừng quên sở trường của cậu bé Su Ho ngoan ngoãn, nhà ta là dỗ người khác vui. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, cậu lon ton chạy tới tặng bà Choi một bó hoa, nói đây là đặc biệt chuẩn bị cho bà. Thì ra là lần trước tới nhà chơi vô tình nghe bà nói thích loại hoa này, nên cậu bé đã ghi nhớ điều này. Cứ như vậy thái độ của bà Choi với Su Ho lập tức trở nên dịu dàng ấm áp. Chủ tịch Kang dự định cuối tuần này sẽ gặp gia đình Song Hy bàn về chuyện kết hôn. Sau khi kết hôn, cha El quyết định về nhà sống theo như dự định trước đó. Tin này khiến chủ tịch Kang không khỏi vui sướng, có thể thấy ông cũng rất thích trẻ con. Nhất là cậu bé đáng yêu như Su Ho đến người lạnh lùng, như bà Choi cũng phải bật cười. Đúng là trong nhà có trẻ con thì nhộn nhịp lên hẳn, chủ tịch Kang cũng thích cậu bé ra mặt. Bên này gia đình bà Mang Xúc đang vây xung quanh đứa bé, nhìn dáng vẻ ôm trẻ nhỏ của cô út. Ông Seo tiếc nuối nói nếu cô út lấy chồng sớm một chút, thì nay đã có con bồng bế, không ngờ cô út đã mang thai thật rồi. Tin này khiến bà Mang Xúc rất lo lắng. Dù sao thì cô út đã lớn tuổi, khi con lên đại học thì cô đã 70, còn ông Giang cũng 80 tuổi rồi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Lúc này bà Mang Xúc mới nhận ra Song Hy vẫn chưa về nhà, lo cháu gái ở bên đó bị mẹ chồng bắt nạt, nhưng rõ ràng cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vì sự đáng yêu của Su Ho nên bà Choi càng thêm yêu quý hai mẹ con họ, ngưỡng mộ Song Hy đã dạy đứa bé rất tốt, chứng tỏ con người cô cũng không tệ, cuối cùng vui vẻ giữ hai mẹ con ở lại dùng cơm tối. Về tới nhà, Su Ho đưa cho mẹ bao lì xì được bà Choi tặng, đúng là người có tiền có khác. Bà Mang Xúc lập tức lo cho vị trí của mình, sợ Su Ho bị bà Choi mua chuộc sau này sẽ không thích người bà này nữa, liền hỏi Su Ho bà với bà đó ai xinh đẹp hơn. Su Ho đối diện với câu hỏi khó vội chuyển chủ đề nói mình buồn ngủ lắm rồi. Bà Mang Xúc không cam tâm quyết định hôm hai bên gia đình gặp nhau phải trang điểm ăn vận thật lồng lộn đè bẹp bà thông gia kia, mà không ngờ hai người sớm đã gặp nhau, kịch hay vẫn còn phía sau. Buổi tối Song Úc trong lúc xử lý công việc bỗng nhớ lại khi gặp Sun Ju ở bệnh viện, cảm thấy cô đã có chuyện gì đó, càng nghĩ càng thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều. Bên này Sun Ju đang bị cơn đau dày vò vội chạy ra ngoài uống thuốc giảm đau, thấy mẹ đi tới cô vội vờ như không có chuyện gì còn nói muốn cùng mẹ đi du lịch, nhưng ông trời không cho cô ta cơ hội đó. Sáng sớm hôm sau, bà Bang đã trông thấy con gái ngất dưới sàn. Song Hy kéo cha El vào phòng mình, khiến anh mừng thầm trong bụng suy nghĩ đen tối.
ai ngờ là mình đã suy nghĩ quá nhiều, thì ra Song Hy muốn tự tay làm đồ cưới cho anh, đây thực sự là một chuyện rất lãng mạn đó. Ai ngờ cha El bắt đầu trêu chọc cô, nói mình không muốn mặc bộ đồ phong cách kỳ dị đó, trong một sự kiện quan trọng như vậy, đây không phải là xem thường tay nghề của bạn gái sao, hai người mắng yêu vài câu, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào. Sau đó Song Hy lấy thước dây đo cho cha El, khoảng cách gần như vậy khiến anh không đỡ nổi, anh nhanh tay ôm lấy cô muốn nhân cơ hội hâm nóng tình cảm. Nhưng dù sao thì trong nhà vẫn còn có người, nhỡ Su Ho trông thấy thì phải làm sao, cha El sao có thể bỏ qua cơ hội này được, bắt Song Hy phải hôn một cái mới thả ra, không còn cách nào khác cô chỉ có thể làm theo yêu cầu. Vừa định hành động thì Su Ho xuất hiện hỏi hai người đang làm gì vậy, xem ra sau này cha El phải đề phòng cái đuôi này rồi. Sau khi ra ngoài, Su Ho vội thông báo với mọi người rằng chú cha El và mẹ đang ôm nhau đo quần áo, cả nhà nghe xong liền bật cười, vừa nghe đã đoán được cảnh trong phòng. Sau đó Song Hy và cha El cũng xuống nhà ăn cơm, trông thấy đôi tình nhân cả nhà đều nhìn nhau cười khiến Song Hy không khỏi xấu hổ, chỉ có mình Su Ho ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bên này bà Bang đưa con gái vào bệnh viện, lúc này bà mới biết bệnh tình của con gái. Bác sĩ nói cách duy nhất lúc này là phải nhanh chóng làm phẫu thuật và không được kéo dài thêm nữa, kêu bà mau thuyết phục Sun Ju làm phẫu thuật. Không ngờ nhân lúc mẹ không ở đó, Sun Ju đã lén trở về nhà, mẹ bắt cô lập tức trở lại bệnh viện. Nhưng Sun Ju đã mất đi động lực sống nên không muốn làm phẫu thuật. Hơn nữa, cho dù ca phẫu thuật có thành công cũng có khả năng sẽ mất đi thị lực, vậy không bằng chết đi cho rồi. Thấy con gái như vậy, người làm mẹ không khỏi đau lòng. Bên này Song Úc đang sắp xếp công việc cho Sun Ju, nếu biết tình hình hiện tại của cô không biết anh sẽ làm thế nào. Lúc này, khi bà Bang cố gắng khuyên con gái làm phẫu thuật thì Song Úc gọi điện tới Sun Ju nhanh tay tắt máy. Sau đó anh lại gửi tin nhắn thông báo đã sắp xếp cho cô một công việc phù hợp. Có lẽ bộ phim cũng sắp đi vào hồi kết, bệnh tình của Sun Ju ngày càng nghiêm trọng, bà Bang chỉ đành nhờ Song Úc giúp đỡ, hy vọng anh có thể thuyết phục được Sun Ju. Hôm nay trùng hợp là ngày hai bên gia đình gặp mặt, Song Úc cũng kể lại chuyện của Sun Ju cho cha mẹ, nói hôm nay mình không thể tới. Dù sao cũng đừng làm bạn thân với Sun Ju, cũng không nhẫn tâm nhìn cô ta như vậy, thế là Song Úc vội tới nhà bà Bang, mà buổi gặp gỡ hôm nay cũng khó tránh khỏi sóng gió. Bà Mang Súc và bà Cho nhanh chóng nhận ra nhau, cả hai đều không có ấn tượng tốt về đối phương. Ông Seo và Chủ tịch Kang đứng giữa thì vô cùng khó xử, họ đều nhận lỗi sai về phía vợ mình. Kết quả không cần nói cũng biết hai người không ai nhịn ai, bà Mang Súc tính khí nóng nảy sao có thể ngồi yên, thẳng tay trả lại tiền cho bà Cho ngay trên bàn ăn, nhưng lại bị đối phương từ chối. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của thông gia, bà Súc mang tức tối giơ chân đá mạnh, ôi hết hồn làm trò gì vậy, bà Choi hỏi tại sao lại đá người. Bà Mang Súc lại vờ như mình không cố ý nói xin lỗi bà Choi. Sau cú đá, bà Mang Súc cũng coi như đã trút được cục tức. Sau buổi gặp mặt, Song Hy từ phía cha El đã biết chuyện của Sun Ju, hơn nữa cô ta còn từ chối điều trị đến Song Úc cũng phải bất lực, thế là Song Hy đích thân tới gặp Sun Ju, cảm thấy việc cô ta buông bỏ mạng sống là hành động không có trách nhiệm, nếu thật sự cảm thấy có lỗi với Su Ho thì phải kiên cường sống tiếp, là một người mẹ đây không phải là điều cô nên làm sao, để con mình không chịu tổn thương cô phải sống tiếp mới đúng chứ. Sun Ju sau khi đã gây ra biết bao chuyện xấu, cuối cùng đã nhận về quả báo, cô ta bị chẩn đoán mắc u não ác tính và mất đi tất cả. Sun Ju cũng buông bỏ ý chí sống tiếp, nhưng Song Hy đến cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nhìn cô ta chết đi. Hơn nữa nếu chuyện này để Su Ho biết được thì tâm hồn non nớt sẽ lại lần nữa chịu tổn thương. Cô kêu Sun Ju phải cố gắng vì con mà sống tiếp, câu nói này đã kịp thời thức tỉnh Sun Ju, cô ta cuối cùng đã nhận ra dễ dàng từ bỏ mạng sống là hành vi ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Sun Ju bắt đầu thu dọn đồ đạc, mẹ thấy thế còn tưởng con gái muốn bỏ nhà đi, thực ra là cô đã nghĩ thông suốt, muốn tới bệnh viện tiếp nhận điều trị. Mặc dù gia đình Chủ tịch Kang không mấy mặn mà với Sun Ju, nhưng sau khi biết tin con dâu cũ bị bệnh cũng có một cảm giác khó tả, dù sao cũng từng là người một nhà. Mặc dù cô ta đáng hận nhưng vận mệnh của Sun Ju cũng thật trắc trở, có lẽ đây là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho cô ta. Bà Bang gọi cho Song Hy báo tin Sun Ju đã thay đổi quyết định, cảm ơn cô đã thuyết phục Sun Ju, là cô đã giúp con gái mình có động lực sống tiếp. Nhận được tin, Song Hy và cha El cũng yên tâm phần nào. Bên này người đầu tiên đến bệnh viện tìm Sun Ju là Song Úc, có thể thấy anh luôn thật lòng với Sun Ju, chỉ là cô ta đã quá tham lam ích kỷ. Sun Ju không ngờ sau tất cả mọi người vẫn quan tâm mình như vậy, tự cười nhạo bản thân, nói đây chính là sự trừng phạt của Thượng Đế, cảm ơn mọi người đã giúp mình ngộ ra và thay đổi bằng sự quan tâm. Nhưng cho dù như vậy cũng đừng tẩy trắng Sun Ju đến thế chứ, thông điệp bộ phim muốn gửi gắm đó là sự ấm áp giữa người với người sẽ thay đổi mọi thứ. Một bà Bang kiêu ngạo, hư vinh nay đã hoàn toàn thay đổi, tê ho suốt ngày ăn không ngồi rồi, cũng đã có công việc và trở thành trụ cột của gia đình, cuộc sống đã rất khó khăn rồi, hãy quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng vì sự tham lam, ích kỷ của mình mà khiến người khác đau khổ. Quay lại bộ phim ngày kết hôn sắp tới nên Song Hy bận rộn may từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tình yêu sâu đậm, món quà này thực sự quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Cha El mặc đồ Song Hy làm thì vô cùng vui sướng, chúng ta cùng nhau đón chờ lễ kết hôn của họ nhé. Bên này ngày phẫu thuật của Sun Ju cũng đến gần,
cô ta lo lắng bản thân sẽ không thể ra khỏi căn phòng đó. Ngắm nhìn ảnh của con trai, trong lòng không khỏi lưu luyến, mẹ khuyên cô đừng suy nghĩ linh tinh. Thấy Sun Ju rất nhớ Suho, bà đã gọi điện hỏi Song Hee có thể cho hai mẹ con họ gặp nhau trước ngày làm phẫu thuật không, coi như là biết thêm dũng khí cho Sun Ju. Song Hee cũng rất đồng cảm với mẹ con họ nên đã hỏi Suho có muốn đi gặp Sun Ju hay không. Sự việc quá đột ngột khiến cậu bé chưa có sự chuẩn bị tốt. Song Hee kêu cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, mặc dù không có tình cảm với Sun Ju nhưng dù sao cô cũng là người đã sinh ra cậu, đây là sự thật không thể chối bỏ. Buổi tối Suho lặng lẽ cầu nguyện cho Sun Ju, cậu không muốn trông thấy có người bị bệnh, đây quả thật là cậu bé tốt bụng. Lúc này Sun Ju đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bà Bang nôn nóng chờ đợi Suho có thể tới. Lúc này Song Hee bước vào, Sun Ju không hiểu tại sao cô lại tới đây. Sau đó Suho khép nép bước vào phòng bệnh, khoảnh khắc trông thấy con trai Sun Ju nghẹn ngào không nói lên lời. Song Hee kêu cậu bé ở lại nói chuyện với Sun Ju, sau đó cùng bà bác ra ngoài. Suho bắt đầu động viên Sun Ju, nói mình đã giúp cô cầu nguyện để cô sớm ngày khỏe lại. Nghe những lời này Sun Ju đau khổ bật khóc, mà không biết câu nói tiếp theo của Suho sẽ khiến mình khóc hết nước mắt. Suho cảm ơn cô đã sinh ra mình. Sun Ju không tin được hỏi lại con trai nói gì. Cậu nói cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình. Bà Bang giơ tay trước mặt con gái, hỏi cô đây là số mấy. Sau đó vui mừng vì thị lực của Sun Ju vẫn ổn. Dù sao thì trước khi phẫu thuật bác sĩ đã nói sẽ có khả năng mất đi thị lực. May mà Sun Ju vẫn nhìn thấy khiến bà không khỏi vui sướng. Sun Ju nhớ ra ngày mai là hôn lễ của Song Hee và cha El, vì không tiện tới dự đã nhờ mẹ tới đó thay mình chúc phúc. Sau tất cả Sun Ju cuối cùng đã quay về làm người lương thiện. Bên này Song Hee nghĩ tới sắp đến ngày kết hôn thì luôn có một cảm giác khó nói. Nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi ngôi nhà này liền cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa. Trong lòng Song Hee cô chú cũng như bố mẹ vậy. Thực ra bà Mang Suk cũng không nỡ xa cháu gái. Bà kêu Song Hee cứ coi đây là ngoại, mọi người luôn chào đón cô trở về bên này. Gia đình chủ tịch Kang cũng đang nâng ly chúc mừng. Bà cho cùng ngồi xuống góc vui, bọn họ cuối cùng đã giống như một gia đình. Mọi người đều vui vẻ hòa hợp, không còn xích mích như trước nữa. Bà Choi đã thừa nhận cha El là con trai cũng là một thành viên trong gia đình. Hơn nữa bà cũng rất yêu quý Suho đáng yêu, thậm chí còn đề nghị được yêu thương cậu bé. Cả gia đình nói cười vui vẻ, có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Trước ngày cưới cha El gọi điện thoại cho Song Hee nói mình vui đến mức không ngủ được. Đợi mãi vẫn chưa tới ngày mai, cảm giác như anh đang nằm mơ vậy. Song Hee kêu anh mau nghỉ ngơi đừng để biến thành gấu trúc trong hôn lễ. Cuối cùng ngày chúng ta chờ đợi nhất đã tới. Ông Seo nhìn bộ vest liền khen nó rất hợp với cha El. Tự hào khoe khoang tài nghệ của Song Hee không giấu nổi sự hạnh phúc trước mặt phụ huynh. Sau đó bà Bang cũng tới dự đám cưới. Song Úc vừa trông thấy bà câu đầu tiên là hỏi thăm về Sun Ju. May mà ca phẫu thuật rất thuận lợi. Bà Bang kêu anh đừng lo lắng bởi đây đều là phúc của mọi người. Lúc này Sun Ju như được thay da đổi thịt, một lòng chúc mừng Song Hee và cha El. Hy vọng gia đình ba người bọn họ sẽ hạnh phúc viên mãn. Tiếp theo chúng ta sẽ chào đón phần quan trọng nhất dưới tiếng vỗ tay của mọi người. Song Hee khoác tay cha El tiến vào lễ đường, sau bao khổ đau tình yêu của họ. Cuối cùng đã có kết quả thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Người chủ trì hôn lễ hôm nay là chú Giang. Nếu không có ông thì bộ phim này đã kéo dài hơn 100 tập. Cũng là người chứng kiến những trắc trở trên con đường tình yêu của cả hai. Sự khó khăn trắc trở đã củng cố thêm tình yêu của bọn họ. Chúng ta cùng nhau chúc phúc họ nhé. Hôn lễ kết thúc, bà Mang Suk và mọi người cùng nhau trở về trong bầu không khí phấn khởi. Chỉ mình Suho buồn rầu vì mẹ không đưa mình đi du lịch cùng, nên có chút tủi thân. Còn lý do tại sao hai người không mang theo cậu đi thì không cần nghĩ cũng biết. Thấy cha El cuối cùng đã thành gia lập nghiệp, bà Choi bắt đầu giục Song Úc sớm tái hôn nhưng anh lại không có suy nghĩ đó, vì anh vẫn còn tình cảm với Sun Ju, đồng thời đã dọn ra ở riêng không còn là người đàn ông bám váy mẹ nữa. Chuyển cảnh đôi vợ chồng Son vừa tới khách sạn liền gọi điện cho Suho, lo cậu sẽ tủi thân bởi trước nay mẹ chỉ thuộc về mình cậu, bây giờ không còn như vậy nữa. May mà Suho ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cúp máy cha El liền nằm vật xuống, Song Hee thì chuẩn bị đi tắm, cha El lại muốn tắm cùng, anh bị điên rồi sao? Cặp đôi này cũng thật đáng yêu. Hy vọng bọn họ sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc nhất. Tắm Song Hee rón rén ra ngoài, cha El chỉ đang giả vờ ngủ. Sau đó bật dậy đi tắm khiến Song Hee có chút căng thẳng. Ở nhà bà Mang Suk đang lo lắng cho đêm tân hôn của cháu gái mà bên này cha El tắm xong trông thấy Song Hee ngồi trước bàn rượu, muốn uống chút rượu cho can đảm. Thấy Song Hee đáng yêu như vậy, cha El càng muốn trêu chọc cô. Hai người cụng ly đầu tiên, Song Hee dường như vẫn chưa cảm thấy rượu phát huy tác dụng. Để hóa giải bầu không khí gượng gạo, cha El nhẹ nhàng nắm tay cô thổ lộ lòng mình. Cô cũng đáp lại anh. Đêm tân hôn Song Hee căng thẳng không dám thở mạnh, may có cha El chu đáo ấm áp, căn phòng tràn ngập không khí của tình yêu. Đoạn này tua nhanh qua nhé. Sau tuần trăng mật, hai người về nhà ngoại, cả nhà biết hai người đã trải qua ngày tháng tươi đẹp, trêu Song Hee ngại đỏ mặt. Vài ngày không gặp mẹ, Suho lon ton từ trong phòng ra ôm chầm lấy mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu xa mẹ lâu như vậy, cha El hứa lần sau đi du lịch sẽ dẫn cậu bé theo. Thấy Suho vẫn gọi cha El là chú, bà Mang Suk kêu cậu bé phải đổi thành bố. Có thể thấy Suho vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô mới này, cũng không nôn nóng muốn để cậu bé hãy từ từ đón nhận.
Bên này bà Choi nóng ruột muốn được gặp gia đình cha El, từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên nên đã gọi điện thoại thúc giục. Mặc dù nhớ con nhưng chủ tịch Kang vì thể diện nên một mực không chịu thừa nhận, còn bà Choi đã chuẩn bị xong phòng ốc, chỉ đợi ba người họ trở về. Vừa kết hôn người nhà đã bắt đầu hỏi hai vợ chồng khi nào sẽ sinh con, Song Hee cười nói mình chưa nghĩ xa như vậy nhưng cha El lại rất nôn nóng, rõ ràng trước đó đã hứa sẽ sinh vài đứa sau nay lại không nhận, vậy đúng là mất uy tín quá, đề nghị sinh một đội bóng, không được bỏ lỡ gen tốt như vậy. Bên này Sun Ju sau khi phẫu thuật đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt, bác sĩ nói hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chịu khó bồi dưỡng cơ thể là được. Khi hai mẹ con Sun Ju về tới nhà trông thấy trước cửa có một hộp thuốc bổ, thì ra là Song Úc mua tới. Sau tất cả thì người tốt với Sun Ju nhất vẫn là anh. Sun Ju gọi điện thoại cảm ơn Song Úc, mặc dù biết bản thân tham lam, nhưng bà Bang thật sự hy vọng con gái có thể quay lại với Song Úc. Trên đời này làm gì có ai đối xử tốt với mẹ con họ như anh. Sun Ju khuyên mẹ đừng suy nghĩ viển vông. Chuyển cảnh hai vợ chồng cha El dắt theo Su Ho về nhà, sau này bọn họ sẽ sống cùng nhau. Bà Choi như trở thành con người khác, niềm nở chào đón bọn họ trở về, cứ như vậy. Phòng cũ của cha El đã biến thành phòng của Su Ho, sau này cậu phải ngủ một mình rồi. Song Hee hơi lo lắng, sợ con trai không quen, ai ngờ cậu bé lấy ra chuông gió, chỉ cần treo nó trên đầu giường thì sẽ không gặp ác mộng. Cha El nói lát nữa sẽ giúp cậu treo nó lên, Su Ho cảm ơn bố. Cha El nghe xong thì ngạc nhiên hỏi Su Ho đang gọi anh là bố sao? Su Ho gật đầu nói sau này chú sẽ là bố của mình. Phải thừa nhận IQ của cậu bé rất cao mà cách giáo dục của Song Hee cũng rất tốt. Bên này phòng của Song Úc đã được đổi chủ. Vừa vào phòng cha El hạnh phúc ôm chầm lấy Song Hee. Nay anh cuối cùng đã có thể ôm cô thoải mái rồi. Chỉ là lại có thêm một bóng đèn cản mũi nữa. Thì ra là bà cho gọi hai con thay quần áo xuống ăn cơm. Lần sau hai người muốn thân mật phải nhớ quá chặt cửa vào mới được. Nghe bà Choi kể lại chuyện khi nãy, chủ tịch Kang hoảng hốt dặn vợ sau này không có việc gì thì đừng bỏ lên đó. Trên bàn ăn, cha El công khai chăm sóc vợ ngay trước mặt bố mẹ, bà Choi liếc nhìn trong bất lực, chủ tịch Kang đứng hình mất vài giây, bà Choi ngưỡng mộ, cũng mau chóng học theo đút cho chồng một thìa cơm nhưng ông lại không chịu phối hợp. Buổi tối cha El nôn nóng muốn cống hiến cho sự sinh sôi nảy nở của loài người. Cảnh tiếp theo chúng ta thôi nhanh nhé, mọi người tự tưởng tượng lấy. Thời gian trôi qua nhanh, tóc Sun Ju đã mọc dài ra mà cô nhỏ cũng sắp lâm bồn. Buổi tối gia đình bà Mang Súc nhận được tin mừng hai mẹ con cô nhỏ đều bình an, chỉ còn lại Song Hee và cha El vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không ngờ tối đó bà Choi đã nằm mơ thấy cảnh nhặt được đào vàng, cho rằng đó là giấc mơ báo thai. Sáng sớm hôm sau, bà vội chạy tới hỏi Song Hee có phải đã mang thai rồi không. Cha El ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không tin hỏi đi hỏi lại có phải Song Hee mang thai rồi không. Biết tin sắp lên chức bố, cha El hạnh phúc ôm chầm lấy vợ mà quên mất sự tồn tại của mẹ. Cứ như vậy ba người nhìn nhau bật cười. Anh vội báo tin mừng với chủ tịch Kang. Nhận được tin, ông vô cùng phấn khởi nói với Su Ho rằng cậu bé sắp được làm anh rồi. Nghe vậy cậu bé vui sướng nhảy cẫng lên, háo hức được gặp em bé. Chủ tịch Kang kêu vợ đưa Song Hee đi khám thai, cha El lại muốn nghỉ làm đưa vợ đi khám. Nhưng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, bà Choi khuyên con trai yên tâm lo chuyện công ty, còn Song Hee cứ giao lại cho mình. Cứ như vậy hai người tới bệnh viện kiểm tra, Song Hee đã mang thai 8 tuần, muốn mang ảnh tới công ty cho cha El cùng xem. Mặc dù bà Choi muốn đưa cô tới tận nơi nhưng Song Hee lại không muốn làm phiền tới người khác nên đã quyết định bắt taxi tới đó. Ai ngờ Song Hee vừa đi khỏi, bà Choi vô tình gặp Sun Ju. Sun Ju đi ra từ bệnh viện trông thấy bà, cô vội vã chạy tới cúi đầu chào hỏi. Bà Choi hỏi thăm về tình hình sức khỏe Sun Ju. Bà nãy bác sĩ thông báo cô sẽ không cần tiến hành trị liệu nữa. Bà Choi nghe xong cũng mừng thay cô. Nói được vài câu Sun Ju cảm thấy có chút xấu hổ, liền kiếm cớ rời đi trước. Nhưng bà Choi đã gọi cô lại muốn tìm nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện. Sau đó từ chỗ bà Sun Ju biết tin Song Hee đã mang thai, cũng mừng thay cho gia đình họ. Thực ra trước đi tới đây, bà Choi có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi ngồi xuống lại không biết bắt đầu từ đâu. Biết đối phương giữ thể diện không dám lên tiếng trước, Sun Ju đã chủ động xin lỗi bà, thừa nhận mọi sai lầm của mình trong thời gian qua. Nghe tới đây, bà Choi cũng rất áy náy, biết mình cũng không hơn cô là bao nên đã chân thành xin lỗi Sun Ju. Hai người hóa giải mâu thuẫn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bà Choi hy vọng Sun Ju có thể quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc đời mới con người mới. Năng lực thiết kế của cô giỏi như vậy, tin rằng chắc chắn sẽ tỏa sáng trong tương lai. Nghe lời động viên của bà, Sun Ju cảm động bật khóc. Bên này Song Hee vừa tới công ty đã cho cha El xem ảnh chụp siêu âm khiến anh cảm động đến suýt khóc, còn khen cái chấm ở trong ảnh chụp siêu âm đẹp quá ha ha. Song Hee kêu anh nói linh tinh cái gì không biết, cha El nói con của anh lúc nào cũng đẹp, còn trêu chọc sao Song Hee có thể đáng yêu tới vậy. Đến khô ở nhà thì có bóng đèn là mẹ chồng con trai, tới công ty lại bị đôi bạn trẻ làm phiền. Thì ra đồng nghiệp biết tin Song Hee mang thai đã mua hoa tới chúc mừng cô, không ngờ cha El lại nhanh miệng tới vậy, mới đó đã đi loan tin ra khắp công ty. Lúc này người áp lực nhất là Song Úc, phận làm anh mà đến giờ vẫn chưa có vợ con khiến chủ tịch Kang không khỏi nôn nóng, muốn giục con trai mau tìm bạn gái nhưng Song Úc đã quen sống một mình. Nghe vậy chủ tịch Kang vội nói đó là con chưa thấy hai vợ chồng cha El mà thôi,
nếu trông thấy thì nhất định sẽ muốn kết hôn ngay lập tức. Hai ngày qua vợ chồng cha El hạnh phúc tới mức phát cơm chó hàng ngày cho cả nhà, đến bà Choi cũng phải ngưỡng mộ. Song Úc khuyên bố phải học theo cha El quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Chú Giang vì muốn có thời gian ở cạnh con gái vừa chào đời đã quyết định chuyển nhượng cửa hàng. Hôm nay có người tới xem tìm, bà Bang sau khi biết tin đã có một quyết định táo bạo, đó là bản thân sẽ tiếp quản cửa hàng này. Chú Giang cảm thấy không đáng tin, nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của bà thì ai có tin cho nổi. Thấy vậy bà Bang khẳng định mình đã thay đổi thành con người mới. Nhìn bà nghiêm túc như vậy, chú Giang cũng không từ chối. Bên này Sun Ju đã lâu không làm việc, đang nôn nóng quay lại thị trường việc làm. Trước đó Song Úc đã hứa sẽ giúp cô tìm việc, vậy nên Sun Ju đã tới nhờ anh giúp đỡ, còn nói chỉ là công ty nhỏ cũng được. Song Úc vui vẻ đồng ý. Hiện tại người hạnh phúc nhất có lẽ là Song Hy, mỗi ngày đều được cha El và Su Ho tận tình chăm sóc, càng khiến người ta ngưỡng mộ đó là đến chủ tịch Kang cũng rất quý mến con dâu đích thân mua hoa và quà chúc mừng Song Hy mang thai. Song Úc cũng muốn làm chuyện này nhưng bố đã đi trước một bước. Bà Choi thấy vậy thì càng thêm ngưỡng mộ, cả nhà đều xoay quanh Song Hy, thấy cha El cười nói sẽ mua cho mình một đôi giày, bà mới hài lòng nói mình thích giày cao gót, dặn con trai nhớ mua đôi nào đế cao một chút. Buổi tối hai vợ chồng nói chuyện, không biết đứa trẻ sẽ giống ai hơn, nhưng với đức tính của hai vợ chồng thì đứa bé giống ai cũng đều tốt cả. Thời gian trôi qua nhanh, bụng Song Hy ngày càng nhô ra. Sau khi tiễn chồng con ra khỏi nhà, cô bắt đầu ngồi xuống may quần áo cho đứa trẻ trong bụng. Lúc này cô lần đầu cảm nhận được bào thai đang cử động, cảm thấy thật thần kỳ. Cha El đang ngủ say bỗng bị Song Hy đánh thức, cơn đau ập tới Song Hy cả người ướt đẫm mồ hôi. Cha El vội kêu mọi người, bố mẹ chồng lập tức bật dậy, vội vã đưa Song Hy tới bệnh viện. Cô chú nghe tin cũng vội tới nơi nhưng không thấy cha El đâu, thì ra anh đã vào phòng sinh cùng vợ. Nhìn qua màn hình cũng cảm nhận được cơn đau của Song Hy, cha El nắm chặt tay vợ, thầm nghĩ nếu có thể bản thân hy vọng sẽ chịu đau thay cô, có thể thấy anh thực sự rất yêu vợ. Không biết đã qua bao lâu, phụ huynh bên ngoài đứng ngồi không yên lâu như vậy, vẫn chưa ra lẽ nào là khó sinh sao. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, con gái của họ cuối cùng đã chào đời. Bọn họ đã sinh cho Su Ho một cô em gái đáng yêu, nhận được tin mọi người mới yên tâm thở phào. Sau đó gọi điện báo tin mừng cho từng người, bao gồm cả Sun Ju. Hôm nay trùng hợp là ngày đầu tiên cô đi làm, Sun Ju dặn Song Úc yên tâm mình sẽ không làm anh phải mất mặt. Lúc này bà Bang cũng sắp tiếp quản cửa hàng của chú Giang, chuẩn bị bắt tay vào kinh doanh. Bà Mang Xúc sau khi trở về từ bệnh viện, hết lời khen ngợi cha El là người chồng, người bố tốt. Hôm nay có thể thấy anh quý trọng Song Hy tới nhường nào, cũng mừng vì cô nhỏ đã tìm được người yêu mình như cách cha El yêu Song Hy. Bọn họ thật sự may mắn. Thấy dáng vẻ ngưỡng mộ của vợ, ông Seo nhanh miệng hỏi lẽ nào bà không hạnh phúc sao. Sau đó cả hai nhìn nhau bật cười, hai vợ chồng ông Seo cũng thật đáng yêu. Vài ngày sau hai mẹ con Song Hy đã được xuất viện, gia đình có thêm thành viên mới. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cha El biết người vất vả nhất chính là Song Hy. Bên này Song Úc ngắm nhìn ảnh đứa bé, có lẽ anh cũng muốn có đứa trẻ của riêng mình. Lúc này bà Choi bỗng gọi tới hỏi con trai thấy gia đình trai yêu hạnh phúc như vậy mà vẫn không muốn kết hôn sao. Song Úc khuyên mẹ đừng lo lắng, mình sẽ đi xem mắt trong tuần này. Nhưng khi bà hỏi đối phương là con gái nhà ai thì Song Úc vội cúp điện thoại. Không phải chứ, lẽ nào thật sự là Sun Ju sao? May quá bọn họ chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường. Đối tượng xem mắt không phải Sun Ju, cô gái này cũng xinh xắn, đáng yêu quá. Sun Ju đứng ngoài trông thấy thầm chúc anh hạnh phúc, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Chuyển cảnh bà Bang khai trương quán vắng tanh không một bóng người. Khi bà đang không biết xoay sở thế nào thì người đàn ông xem mắt khi đó tìm tới muốn cùng bà bắt đầu lại. Xem ra hai người vẫn chưa hết duyên. Quay lại với gia đình bốn người hạnh phúc, hôm nay đẹp trời hai vợ chồng định đưa các con ra ngoài chơi. Sau khi con cái rời đi, bà Choi bắt đầu nũng nịu đòi chồng đưa đi chơi, không chịu kém cạnh đôi vợ chồng trẻ kia. Thấy vậy chủ tịch Kang chỉ đánh đồng ý. Bộ phim cuối cùng đã đi tới hồi kết Song Hy. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, từ lúc cha El rung động với mình cho tới khi bản thân chấp nhận tình cảm của anh và cả những khó khăn trắc trở trong câu chuyện tình yêu của bọn họ, mặc dù có không ít hiểu lầm và nước mắt, nhưng tất cả đã chứng minh cho tình yêu bền chặt của cả hai. Hy vọng người xem bộ phim này sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hãy nhớ hạnh phúc không có sẵn, nó xuất phát từ hành động của bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Tập phim hôm nay tới đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các bộ phim tiếp theo nhé.